Hello mọi người nhé, em chào chị Phương Trần. Hôm nay em lại lên muộn mọi người. Okay. Hôm nay lại lên muộn này, đặt hàng quần chip không thấy gọi điện à. Rồi mọi người, chị nào mình chưa được gọi điện thì các chị mình hôm nay đặt lại hàng giúp em nhá. Nay chị nhận áo với bộ đồ rồi, đẹp lắm đấy. Ok, em cảm ơn chị này. Lên bra nhí em không còn chị à. Bra nhí hết hàng rồi. Chốt khẩu trang gì nhỉ, chốt khẩu trang chưa được. Nhà chị chốt đơn thùng nào luôn. Mọi người, chị nào mình mà chưa được chốt đơn ấy, các chị muốn chốt đơn nhanh thì các chị sẽ nhắn tin vào trang bếp cho bên em nhé. Tại vì là có một số bình luận là nó sẽ bị ẩn comment đấy. Nó bị ẩn comment vì là mọi người chưa có chia sẻ nó nên là nó sẽ bị ẩn đấy. Đó nên các chị em mình muốn chốt đơn nhanh thì mọi người, một là các chị có thể là chủ động gọi điện cho bên em, tại vì là số điện thoại của nhà em là có ghim trên ảnh bìa. Hoặc là hai là các chị có thể là mình nhắn tin trực tiếp vào trang bếp cho bên em nhé mọi người nhá. Để lên muộn nhé mọi người. Rồi các chị ơi, em chấm 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 lên cho em đi mọi người. Chị nào thế mọi người chấm bài lên cho em nhá. Chấm bài cho em này. Lên muộn em sẽ tặng quà luôn đấy các bác. Đấy. Rồi ok, em chào chị Nguyễn Xỉu nha. Hôm nay sẽ tặng rất là nhiều đồ mà quần shop các chị hỏi á. Quần shop các chị hỏi bao nhiêu ngày. Hôm nay mới về được hàng nhá mọi người nhá. Mọi chị yêu cho em xin một số 2 đi. À, chị nào thấy livestream của em hàng. Chị nào xem được livestream của em hàng ạ, cho em hàng xin một số 2 nhá. Em chào chị Linh Anh, em chào chị Khôi Phạm này, em chào chị Mộng Thường, em chào chị Hiền Nguyễn nhá. Đấy, cho em hàng xin một số 2 đi các chị ơi, để là để em nhìn thấy là các chị có nhìn thấy em. Đấy, để em còn biết được tặng quà các chị nào. Rồi em chào chị Phương Thảo này, em chào chị Huệ Nguyễn này. Xin chào chị Thùy Nga nhá. Quần năm mặc của em có, quần này đẹp lắm này. Quần này các chị cho em này. Quần này là quần mới của năm nay, cặp nó sẽ hơi vắt mát ở đây. Cái này là quần quần mới của năm nay nha các chị nhá. Lát nữa em sẽ lên lát nữa thì em sẽ lên chiên cho mọi người. Đấy. Mỗi bác mình vào nhớ mọi người nha, mình chia sẻ bài viết cho em hàng này, một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hội chợ nhóm cho em để em tặng quà, đúng không ạ? Lên quần thì em tí nữa sẽ tặng quần. Lát nữa em sẽ lên quần, bây giờ em sẽ tặng các chị một cái này. Bây giờ em sẽ tặng trước nhá, quần 19.000 trước đã. Lát nữa em sẽ bán quần sau. Nhưng bây giờ em sẽ tặng luôn cái chiếc quần này cho mọi người là 19.000. Sao hàng về lâu vậy em, chữa chứ có ở gần nhà em đâu, khổ quá mọi người ơi. Các chị không phải là hàng xóm của em mà em mang sang ngay được ạ. Em phải gửi hàng qua bưu điện. Mình ở xa em, mình ở tỉnh xa em thì nó sẽ đi lâu hơn nha các chị nhá. Chứ kể mà các chị mà ở gần nhà em thì cạnh hàng xóm như em này, mới mang em qua em vất luôn cho xong rồi. Đấy. Áo đó mặc từ từ nha các chị yêu nhá. Bây giờ em sẽ tặng quần là các chị là 19.000. Quần này đẹp lắm mọi người ạ. Size S, M, L, XL cho em nhá. S, M, L, XL của em luôn. Quần này thì siêu đẹp luôn. Nó là mẫu mới của năm nay. Chiếc quần này nó sẽ là quần mẫu mới của năm nay. Và nó rất là đỉnh luôn, đẹp cực kỳ mọi người cho em này. Đây, đó. Cạp của nó sẽ hơi vát một chút mọi người cho em là đẹp lắm nhá mọi người nha. Cúc của nó sẽ là cúc cúc bấm như này. Cúc bấm này. Hàng này là hàng quần cao cấp như các chị nha, quần xịn. Em sẽ tặng mọi người với giá là 19.000 quần này. Tặng quần là 19.000 nhá. Các bác vào mọi người này chia sẻ lá chị giúp em này, một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hội chợ nhóm lên cho em. Chị yêu nào chưa chia sẻ nhá mọi người nhá, bấm chia sẻ giúp em. Hàng này em có đủ size đấy. Đó, bây giờ em tặng quà trước nhá. Nào mọi người ai chưa chia sẻ thì các chị bấm chia sẻ luôn, em tặng quà nhá. Bác nào chưa chia sẻ mọi người này, bấm chia sẻ livestream cho em hàng, một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hội chợ nhóm cho em. Cái quần này cặp cao để các chị mặc với áo phông đẹp này, mặc với áo kiểu đẹp này, mặc với sơ mi đẹp này, mặc với tất cả mọi thứ cho em nó sẽ đều rất là đẹp. Mặc với cái gì cũng rất rất là đẹp cho em luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Cái quần này hàng bên ngoài người ta đang bán là 150 đấy. Đây. Bên ngoài quần này đang bán là 150.000 một quần. Bây giờ nha, em tặng quà quần này các chị là 19.000. Tặng quần với giá sẽ là 19.000 thôi. Các chị em mình cố gắng nhá mọi người nhá, mình chia sẻ bài viết cho em hàng. Đấy, chị nào mình chưa chia sẻ các chị này, bấm chia sẻ livestream cho em nhá. Một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hội chợ nhóm cho em, đẹp mê ly. Thực sự là quần này phải gọi là đẹp mê ly nha các chị yêu nhá. Đấy, em tặng mọi người này với giá sẽ là 19.000. 19.000 một quần nhá mọi người nha, nhanh tay cho em. Mọi người chia sẻ bài viết lên cho em nhá. Đây, chị nào mình chưa có chia sẻ mọi người này bấm chia sẻ cho em. Hàng quần này của em có size S, size M, size L và size XL cho em. Của chị Thảo Nguyễn chưa chia sẻ chị ạ. Các chị phải chia sẻ cho em mới tặng quà được nhá. Chị nào mình chưa chia sẻ ở chế độ công khai nhá mọi người ơi. Bấm chia sẻ livestream cho em ở chế độ công khai lên mọi người này. Một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hội chợ nhóm lên cho em. Cố gắng là mọi người tương tác livestream lên giúp em. Mỗi chị mình sẽ tương tác livestream cho em một lượt nhá, để không bị ẩn comment này, để em sẽ tặng quà luôn. Tại vì là hôm nay em live cũng hơi muộn một chút rồi. Live cũng hơi muộn rồi.
Em sẽ tặng quà nhanh nhá. Đặt hàng mà không thấy chốt đơn, chắc là chị đặt đặt chắc là chị bị ấy rồi. Chị đặt là chắc là chị bị ẩn comment rồi chị ạ. Đấy. Chia sẻ livestream giúp em chị này. Bác nào mình chưa chia sẻ nhá mọi người nhá, bấm chia sẻ giúp em. Chị Khánh Ngọc ơi, đơn hàng của chị em không chốt đơn đâu. Tại vì chị chưa mua hàng gì mà chị đã đe đe là xem hàng không lấy thì em cũng không bán cho chị đâu chị ạ. Khách đấy là sẽ thuộc diện top là bom hàng nhiều. Nên là em sẽ không bán nhá chị nhá. Đấy. Chia sẻ lá chị giúp em mọi người này. Rồi, tặng quần cho em là 19.000 mọi người. Tặng quần cho em ạ, 19.000 này. Tức là chưa chưa gì ấy. Chưa gì mình đã cho người khác một cái thiệt cảm xấu về mình rồi. Mình chưa mua hàng gì mình đã đe là không lấy hàng rồi ấy, thì người bán hàng sẽ không muốn bán cho những người như thế nữa chị ạ. Đấy. Rồi tặng quần cho em nhé, 19.000 này. 40 cân ạ, à, đến 58 cân cho em nhé. 40 cân đến 58 cân cho em tặng các chị với giá sẽ là 19.000 này. Tặng quần 19.000, chị nhận hàng nhà em rồi, đẹp lắm nữa, ok em cảm ơn chị này. Tặng quần 19.000 đồng này, cộng số điện thoại lên cho em. Và chị nào mình phải có logo nhá. Ai mình chia sẻ cho em hàng rồi, mình phải có logo là người chia sẻ lên cho em, thì là em mới chốt quà tặng được nhé mọi người nhá. Quà tặng là em sẽ chỉ tặng được cho khách nào mình có chia sẻ thôi nhé mọi người nha. Còn chị nào mình không chia sẻ này, áo đang mặc của em tí nữa sẽ lên chị ơi. Còn chị nào mình không chia sẻ thì em sẽ không chốt được quà tặng nhé mọi người nhá. Nào ok là tặng quần nào. Sao toàn lấy logo là gì vậy trời. Chia sẻ livestream giúp em mọi người này. Rồi tặng quần của chị Huyền Trang, ok chị này. Tặng quần của chị Huyền Trang, ok một quần chị này. À, chị Huyền Trang một quần 19.000 này. Nói chung là ai mà chưa mua hàng mà nói là không lấy hàng rồi chắc chắn là em sẽ không bán cho đâu mọi người ơi. Đấy. Rồi ok chị này. Tiếp theo cho em với mọi người nhá. Chia sẻ livestream giúp em lên. Đây. Bác nào mình chưa chia sẻ các chị bấm chia sẻ livestream cho em này. Khi mọi người bán hàng ấy, các chị phải đặt mình vào cái địa vị là người đang bán hàng. Ví dụ chị bán hàng đi. Đấy, chị gì bảo là sẽ nói vậy á. Chị thử bán hàng đi xong người mua của chị bảo là em ơi, chị không xem hàng không lấy hàng được không, chị có muốn bán cho không? Chắc chắn là không nha chị nhá. Đấy. Đây là em nói ở đây là em thật thà em cứ nói thế thôi. Nó ở chế độ khách quan rồi, tất cả ai cũng vậy thôi mọi người. Rồi ok chị này tặng quần cho em là 19.000 nhá. Chị tiếp theo này, tặng quần của em sẽ là của chị Trần Hằng, ok một quần này. Chị Trần Hằng ok một quần 19.000 này. Tiếp luôn cho em mọi người này. Tặng quần với giá sẽ là 19.000 một quần nhá mọi người nha. Rồi tặng quần 19.000 này. Quần xịn em còn lại em một xíu nhá. Rồi của chị Ngô Hiền có mã tặng quần 19.000. Chị Ngô Hiền này sẽ có quần với giá là 19.000, ok chị này. Áo em mặc em có mà chị ơi, tí em sẽ lên nhá. Áo đang mặc lát nữa em sẽ lên cho mọi người. Chia sẻ lá chim giúp em mọi người này. Mỗi bác chia sẻ livestream giúp em một lượt nhé mọi người nhá. Nhanh tay cho em mọi người này. Rồi ok. Đây, chị Trung Hoàng chị có phải là người ta đâu mà chị biết là người ta chị ơi. Rồi ok chị này. Mỗi bác chia sẻ bài viết cho em một lượt. Đây, lên tặng áo chị này. Lên tặng áo này nhé. Chị Trung Hoàng có biết em nói cái gì đâu mà bảo là không phải là người ta không gọi. Lên áo cho mọi người nha, các chị tặng áo cho mọi người này. Tặng áo nha. Tặng áo cho mọi người luôn. Áo này em có ít, mọi người em chiên các chị luôn đầu like. Áo này có ít nhá, chiên đầu like các chị luôn. À, tổng cộng có bao nhiêu cái em chiên hết bấy nhiêu. Mã này em tặng rẻ đầu like. Mã này là tặng rẻ đầu like nhá mọi người nhá. Đây. Bác nào mà có ý định bom hàng nhớ né em ra nhé mọi người nha. Ai có ý định mà bom hàng ấy nhớ né em ra. Em bán hàng bằng mồ hôi công sức ấy, không phải em bán hàng bằng máy đâu, không phải là em chạy bằng pin đâu. Thế nào mọi người mà có ý định bom hàng thì các chị mình nhớ là bom này né em ra nhé mọi người nhá. Đây. Rồi áo này các chị này 40 cân đến 60 cân cho em. 40 cân nha các chị ơi, đến 60 cân cho em mặc vừa siêu đẹp luôn. Chất của nó rất là mát. Áo này chất cực kỳ là mát nhé mọi người nhá. Đây nhìn cho em này. Dáng của em siêu đẹp luôn. 40 cân ạ, đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. Nó sẽ hơi bo nhẹ một chút ở phần trên này nhìn cho em mọi người này. Đó, đây. Em nó tạo kiểu nhá. Nó có điểm nhấn này tạo kiểu ở hai bên này. Đó, tạo kiểu ở hai bên nhá. Không bán quần à hàng em có mà quần tí nữa em sẽ bán chị ơi. Quần lát nữa em sẽ bán nhá. Rồi áo này các chị lên luôn cho em hàng là tặng một cho em. Em bán đầu like nhá. Áo này là 99.000 một cái, bây giờ em xả các chị em mình giá sẽ là 45.000. 45.000. Đấy. Chị mua hàng chị không gọi thì tại sao mà chị nói người khác được? Chị mua hàng đấy là chị không được gọi chốt đơn. Còn người ta nói là người ta mua hàng mà người ta không lấy chị ạ. Bây giờ mình hóng là mình phải hóng đúng chỗ mọi người. Tự nhiên là hóng sai chỗ đấy.
chị mua hàng mà đấy là không có chốt đơn là một đằng, nhưng mà đây là người ta đang hỏi em là người ta mua hàng mà người ta không lấy hàng có được không đấy. Hóng mình phải là hóng đúng chỗ chứ mình đừng hóng sai chỗ mọi người. Hóng sai chỗ là đi đi vấn đề đó thành xa hơn đấy. Rồi ok chị này, mã em tặng các chị đầu like nhá, sẽ là 45.000. Đó, 45.000 nhá. Nhận được quà nước giặt không đồng của nhà hàng. Cảm ơn hàng nha em, cảm ơn chị Anh Hương nhá. Đấy, mua hàng nhà em hàng ship rất nhanh. Ok, cảm ơn chị này. Những chị nào mà không nhận được hàng, không được gọi điện ấy là biển comment này, hoặc là gọi điện mà không nghe máy thôi mọi người ạ. Đấy. Rồi mã hàng tặng một cho em nhé, từ 40 cân. 40 cân nha các chị ơi, đến 60 cân cho em. Em tặng cả nhà luôn. Ở đây là 45.000 đầu like các chị em mình sướng này. Rồi của chị Vân Lê Vương có tặng một chị này. Tặng một dùm em nhé mọi người. Các bác chia sẻ lá trên lúc em mọi người này. Mỗi bác chia sẻ bài viết cho em một lượt nhé mọi người nhá. Đây. Chị ơi thiếu một túi khẩu trang là do nhà sản xuất không phải là do em nhé chị ơi. Đó. Rồi của chị Minh Phạm ok chị này. Chị Hoa Tím ok tặng một chị này. Tặng một cho em này, của chị Ngô Mai tặng một này. Tặng một và kèm số nào cho em mọi người này. Sao bán rẻ đẹp mà sao nỡ bom vậy mọi người. Rồi hai áo của chị Bích Ngọc Nguyễn này. Chị Nguyễn Phương ok tặng một chị này. Tặng một nhá, bán quần sóc gọi điện cho chị với á. Ok chị, lát rồi em sẽ bán mà. Quần sóc lát rồi em sẽ bán nhá mọi người. Các chị ạ, ví dụ này một thùng khẩu trang này thiếu một gói chẳng hạn đi. Đó, các chị kiểm trang thiếu một gói chẳng hạn đi, các chị cứ nhận hàng đi. Rồi các chị nhắn tin vào trang bếp cho em là thiếu. Ok, thiếu em lại gọi ra tổng công ty, cũng báo là tổng công ty thiếu, và người ta sẽ đền cho em và em sẽ đền cho mọi người. Rồi chị Nguyễn Trang ok tặng một chị này. Chứ không phải là em là người đóng mà em lấy hàng của công ty. Đấy, công ty người đóng thiếu thì em sẽ phải báo lại với công ty là công ty đóng thiếu. Xong em sẽ giả hàng lại cho mọi người. Rồi của chị Doãn Trinh ok tặng một chị này. Tặng một của chị Nguyễn Phong ok chị này. Tặng một của chị Dương. À chị Phương Nhung ok là chị Liễu Dương tặng một cho em chút dạng nhé. 45.000 áo này cho em. 45.000 ạ. Rồi chị Nguyễn Thị Hà tặng một ok chị này. Tặng một cho em mọi người này. Lên đúng cú pháp cho em mọi người này. Tặng một cho em, tặng một của chị Nguyễn Thanh. Tặng một của chị Hồng Lê ok chị này. Giờ chốt có đi chung lúc chiều không? Không chả. Đơn chiều nhà em đi hàng rồi mà. Không, vừa lấy có một chị hỏi em mà chị xem hàng mà chị không lấy hàng. Có được không? Khổ. Rồi ok. Của chị một người vô tâm ok chị này. Lên cho em mã hàng là tặng một dùm em. Tặng một nha các chị nhá. Cộng số điện thoại cho em là em chốt ơn. Đấy. Giá sẽ là 45.000 một cái nhé mọi người. 45.000 đồng mã tặng một này. Lên cho em mã hàng là tặng một cho em. Rồi của chị Đài Nông ok có tặng một chị này. Quần tím em có bán, các chị tím em sẽ bán quần nhé mọi người nhá. Đây. Ai mua hàng mà các chị không được gọi chốt ơn ý, thì các chị nhắn tin vào trang bếp cho nhà em để nhà em chốt ơn nhá. Rồi chị Nguyễn Vân tặng một. Chị Lại Hương ok tặng 1, 45.000 các bác ơi. 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Áo này sẽ là từ 40 cân đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. Lên cho em mã hàng là tặng 1 cho em mọi người. Tặng 1 cho em các chị là đẹp xuất sắc luôn nhá mọi người nhá. 45.000 một cái. Chị Thảo Nguyễn tặng 1 cho em, xin số điện thoại đi chị ơi. Các chị bình luận nhớ là phải kèm cho bên em luôn cả số điện thoại nhá mọi người nhá. Phải có số điện thoại thì bên em mới chốt đơn cho các chị được. Có được chọn màu không sốc, có mỗi một màu thôi chị ạ. Áo này của em có mỗi một màu thôi mà. Tặng một của chị Trần Thị Ái ok có tặng 1 chị này. Tặng một của chị Tân Đặng Thị ok tặng một này. Chị Nguyệt Bích ok tặng một này. 45.000 các chị ơi. Đây 45.000 đồng nhá. Đây là cả dáng áo đấy các chị cho em này. Đó, tặng một giùm em 45.000. Tặng một của chị Nguyễn Phong ok chị này, cái hộp ở chân anh ấy. Chị Tiến Phạm ok tặng một chị này 45.000 chị ạ. Comment cho em mã sản phẩm là tặng một cho em. Tặng một này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt ơn nhá. Rồi ok chị Vũ Thị Hà là chị Xuân Ngọc tặng một ok chị này. Này. Lên đúng cú pháp cho em mọi người này. Rồi tặng một của chị Nguyễn Ni, tặng một cho em mọi người này. Hai ngày là nhận được hàng rồi, em cảm ơn chị ạ. Rồi chị Hằng Phạm tặng một, chị Dương Nụ tặng một, chị Lò Ngân tặng một. Tặng một của chị Nông Thị Thương, chị Nguyễn Đào tặng một. Tặng một là có 45.000 thôi, ơ hay không lấy cho em. Tặng một cho em các chị này. 45.000 là một chiếc nha mọi người nhá. Đấy. Cái này mặc dáng buông cũng đẹp với mọi người. Mặc buông cũng đẹp này và mặc sô vin cũng đẹp nhá mọi người nhá. Đấy. Lên cho em mã hàng là tặng một giùm em. Đây em còn mỗi bằng này là hết nhá mọi người nhá. 45.000 một cái ạ. Tặng một của chị Hoàng Hà này. Chị Lò Ngân ok tặng một chị này 45.000 chị ơi. 45.000 là một chiếc nhá. Lên cho em mã hàng tặng một cho em. Tặng một 50 cân của chị Trần Thị Ái phải cho em số lại chị ạ. Chị Oanh Nguyễn ok tặng một này. Chị Nguyễn Thúy Huyền ok tặng một này. Các chị bình luận kèm số lại cho em lên đi nhé mọi người. Chị yêu là mình chưa có số đấy, các chị sẽ bình luận cho bên em xin số lại nhé mọi người nhá. Áo này em xả các chị là 45.000 một cái đấy mọi người, xong cho em cái mẫu này lên đi nhá. Rồi ok chị này, em chuẩn bị qua mã nhé mọi người nha. Ai chưa có tặng một các chị lên nốt cho em là tặng một cho em. Đó.
Rồi ok, em cảm ơn chị Long Khánh. Tặng một chị Hoàng Nguyễn này, tặng một của chị Hạnh Nguyễn, ok chị này. Tặng một là 45.000 các bác ơi, 45.000 một cái nhé mọi người nhé. Đẹp lắm, xuất sắc. Mà em này vải của nó nhẹ tênh luôn mọi người, mặc siêu sướng luôn nhá. Màu cũng đẹp luôn. Cái màu này chị nào mà cũng đẹp. Màu này chị nào mà cũng đẹp nhé mọi người. Tặng một của chị Hạnh Nguyễn này, tặng một chị Hoàng Nguyễn, ok chị này. Thuốc ngủ nhà em không còn chị ạ. Lên quần rồi, hay lên quần nha các chị nhá. Các chị chờ lên quần, ok nào. Rồi lên quần cho các chị nhé mọi người. Mỗi bác mình chia sẻ giúp em một lượt. Bác nào mình chưa chia sẻ mọi người này bấm chia sẻ lá chín giúp em. Thấy cho em quần thì xong em sẽ lên mẫu áo tiếp theo sau quần đi. Thế là gì cần lên đây. Rồi quần nhé mọi người, 40 cân đến 58 cân cho em đi. Quần thì sẽ từ 40 cân các chị này đến 58 cân cho em nhé. 58 cân đổ lại các chị sẽ mặc vừa quần cho em siêu đẹp luôn. Quần này có size S mọi người này, M này, L này, XL cho em nhé mọi người, đẹp vô cùng. Quần này của em chỉ có ít thôi. Quần này của em chỉ có ít thôi nhé mọi người nhé. Quần này các chị mặc với cái gì đẹp. Quần này mọi người ơi, mặc với lại áo dây đẹp này, mặc với áo phông đẹp này, mặc với áo kiểu đẹp này, mặc với áo sơ mi đẹp, quần cạp cao. Quần cạp cao như có túi hai bên. Đó. Túi hai bên các chị này em, quần này mặc. Quần này mà các chị mua ở ngoài phải 180 đấy mọi người, 150 đến 180. Rất là đẹp nhá. 150 đến 180 nghìn. Đây nhìn cho em này. Em này thì em khẳng định là siêu đẹp luôn. Đó. Các chị lên cho em mã hàng là tặng 2 giúp em đi. Tặng 2 đi ạ. 150.000 đến 180.000 một quần. Em kỷ niệm luôn ạ. Mỗi bác mình một chiếc quần này với giá sẽ là 65.000 một quần. 65.000 là một quần nhá. Mình sẽ lên cho em mã là tặng 2 cho em. Đó. Tặng 2 nhé mọi người nhá. Hàng nhà shop đáng giá đồng tiền này. Ok em cảm ơn chị cái gì. Em buồn cười đi nhanh rồi. Comment cho em mã tặng 2 dùm em mọi người này. Tặng 2 và kèm số lại cho em này là em chốt đơn nhé mọi người nhá. Size từ 40 cân mọi người ạ, đến 58 cân cho em. 40 cân đến 58 cân nhé mọi người, đừng hỏi em mặc size gì các chị ạ, mọi người không mặc size giống em đâu nhá. Ai mà tầm cân mà em ấy phải mặc size L đấy, nhưng mà đừng hỏi em mặc size gì, mọi người mặc size gì mặc theo em về mua. Nếu mà các chị mà mua theo cân nặng của em ý, các chị về mặc không vừa ấy là em không cho đổi đâu nhé mọi người nhá, em chỉ có mặc size M thôi. Nhưng mà nếu như ai bằng cân em là phải mặc size L nhé mọi người nhá. Đấy. Nên đừng hỏi em mặc size gì mọi người ơi. Tại vì là em thứ nhất ý, là em không bị béo bụng. Nên bình thường em chỉ mặc quần size S và size M thôi. Là cứ mấy lần là các chị cứ hỏi em mặc size gì xong mua size giống em về mà không ních nổi đâu, không đóng cúc được ý. Nên mọi người sẽ để lại cho em số điện thoại. Nhà em sẽ tư vấn theo chiều cao cân nặng của từng người, sẽ không mặc theo size giống em đâu nhá. Em tầm mặc size nhỏ thôi. Quần và áo em tầm mặc size nhỏ đâu mọi người ơi. Tôi tặng hai của chị Trần, chị Nguyễn Thị Hà, ok chị này. Tặng hai của chị Nguyễn Thúy Huyền, ok chị này. Tặng hai của chị Nga Hứa, ok chị này. 60 ký em sợ mà không vừa thì khoảng 58 ký đi, 58 ký đi mặc cho đẹp mọi người ạ. Chị Tuyết Nguyễn tặng hai, ok này. Chị Huy Phạm Thị tặng hai này. Chị con lưng chừng con dốc tặng hai này. Chị Hằng Nguyễn, ok này. Tại vì là em thì nó không bị béo bụng ấy, mà rất là nhiều chị cứ hỏi em mặc sao gì mặc theo, nhưng mà lần nào về các chị cũng bảo là xong mặc không vừa, mà hàng mặc vừa. Bình thường quần của em ý, quần với chân và em tầm mặc size S với size M thôi. Mã hàng tặng 2 cho em mọi người này. Chị Vinh Khang Bùi có tặng 2 chị này. Mà em 54-55 cân đấy. Chị Trang Ngô ok tặng 2 chị này. Chị Nguyễn Đào tặng 2 ok chị này. Tặng 2 của chị Khánh Hiền ok chị này. Tặng 2 cho em này của chị Bích Ngọc Nguyễn tặng 2 này. Em xả các chị em mình quần này là có 65.000 một quần nhé mọi người nhá. 65.000. Mình cứ để lại cho em số điện thoại mọi người. Để lại cho em số điện thoại nha các chị nhá. Nhà em sẽ gọi điện để tư vấn cho các chị mình về cân nặng nhé. Tặng 2 của chị Hoàng Thanh Phương. Áo em mặc là tặng 1 là 45.000. Chị Hoàng Thanh Phương rồi là chị Nguyễn Vân tặng 2 này. Tặng 2 của chị Nguyễn Ni. Mua cứ để lại cho bên em số điện thoại để em tư vấn cân cho nó vừa nhé. 64 không vừa chị ạ. Tặng 2 của chị Yến Đinh. Tặng 2 của chị Nguyễn Thanh. Tặng 2 của chị Mai Bùi. Tặng 2 chị này. Tặng 2 và cộng số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. Là bên em chốt đơn. Giá cho mọi người sẽ là 65.000. Tí đã sai giá, áo là 45.000. Cơ của chị Khoảng Lặng có tặng 2 chị này. Chị Trần Thị Thu Ba tặng 2 này. Chị Duyên Phí có tặng 2 ok chị này. Chị Hiền Tơ có tặng 2 chị này. Tặng 2 của chị Tình Nguyễn ok này. Quần này em bán là 65.000 một quần ạ. Quần cạp cao. Em đây là quần cạp cao nhé mọi người nhá. Siêu đẹp luôn. 65.000 một quần mọi người. Còn chị Hoa Đoàn có tặng 2 quần này đẹp lắm. Các chị mặc kết hợp với tất cả mọi thứ. Riêng quần này thì các chị mặc lên người thì không ai nghĩ là mấy chục nghìn đâu. Bởi vì quần này của nó rất là đẹp nhé mọi người nhá. Tặng 2 của chị Thị Thu ok có tặng 2 chị này. Tặng 2 của chị Meo Meo Trang có tặng 2. Chị Tuấn Hoàng tặng 2. Chị Trần Hiền tặng 2. Áo là 45.000 chị ạ.
À, chị đặt áo mà chả thấy chốt đơn gì, nhắn tin vào trang bếp cho em chị ơi. Rồi chị Nguyễn Ngọc tặng hai, tặng hai và kèm số tặng cho em mà chị Duyên Phí tặng một. Ok này, áo là 45.000 các chị ạ. Áo là mã tặng 1, quần sẽ là mã tặng 2. Rồi chị Phương Bùi tặng 2, chị Hà Ngô có tặng 2 cho chị này. Áo là chỉ đến 60 cân nhá, 66 cân không vừa chị ạ. Nhà em thì là rất là ít khi mà có cái mã đồ nào mà trên 60 cân lắm mọi người ạ. Đa số nó sẽ đến 60 cân nhá. Chị Hoàng Nguyễn tặng 2 cho em xin, số lại chị Trần Hằng tặng 2. Chị Ngọc Lan có tặng 2. Đấy, tặng 2 còn sót các chị này, S, M, L, XL cho em. Từ 40 cân đến 58 cân cho em. Đó. 40 cân nha các chị ơi, đến 58 cân cho em là các chị mặc vừa. Mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng 2 giùm em. Tặng 2 nhá mọi người nhá, cộng số điện thoại cho em. Này. Cứ xem shop là lại muốn mua rẻ mà đẹp nữa thôi, từ mà không dám xem nữa. Không xem mà lại tiếc đấy chị ơi, nhiều mạng lắm. Bây giờ cái quần này các chị này, em đảm bảo nhá, cái quần như này các chị mua ở ngoài phải trên 100.000. Bởi vì nó rất là đẹp. Mua ở ngoài sẽ là hơn 100.000 quần này. Nhà em hàng bán chỉ có 65.000 thôi mà. Cái quần này mọi người, đa số là họ sẽ bán là giá trung bình là 150 một quần đấy ạ. Em hàng bán có 65.000 thôi các chị ơi. Còn rẻ hơn cả một nửa luôn đấy. Rẻ hơn cả một nửa so với giá của thị trường. Đó, tặng 2 của chị Trịnh Lan, tặng 2 của chị Nguyễn Hiền. Tặng 2 này, mà tặng 1, tặng 2 của chị Đậu Khánh Vân cho em xin, số mạng chị Nga Nguyễn em còn. Của chị Trần Dung ok này, chị Thanh Huyền ok này. Mọi người mua hàng nhớ là để lại cho bên em xin số mạng nha các chị nhá. Quần em bán có 65.000 thôi chị ơi. 65.000 là một quần nhá. Lên cho em tặng 2, chị Anh Thư Lan có tặng 2. Tặng 2 giúp em mọi người này. 65.000 là một quần nhá mọi người nhá, đẹp lắm ý. Rồi tặng 2 của chị Trần Hương. Tặng 1, tặng 2 của chị Giác Hà có chị này. Lên đúng cú pháp cho em này. Ai muốn sử đơn gọi vào số hotline hoặc là nhắn tin vào trang mail cho bên em nhá. Rồi của chị Thân Hương Anh Cường có tặng 2 này. Tặng 2 của chị Lương Tuyết Mê ok này. Một em quần này các chị có thể kết hợp được với rất rất là nhiều thứ nhá mọi người nhá. Đó, áo phông, áo kiểu này, áo sơ mi này, áo gì cũng đẹp luôn mọi người. Mặc với đồ gì cho em cũng rất rất là đẹp mà có 65.000 một quần thôi mọi người ạ. 65.000 là một quần nha. Đấy. Hôm nay có bộ mẹ không em có. Nhưng mà em chưa dỡ được, cái sao biết dỡ ngoài, dỡ ngoài kia dỡ chưa nhỉ? Quần đùi chị ơi. Rồi chị Hoa Đàn có tặng 1 này. Áo em hàng mặc là tặng 1 nhá. Tặng 2 của chị Phương Thu, tặng 2 của chị Hoàng Hiền. Quần là tặng 2 chị ạ, của chị Hoa Như có tặng 2 ok chị yêu này. Tặng 2 cho em mọi người này. Siêu siêu đẹp nhá. 40 cân đến 58 cân cho em này các chị này. Quần của nó sẽ là quần cao cao nha các chị nhá. Mặc nó sẽ ôm sát cái vòng eo của mình luôn, nó rất là đẹp luôn. Đó. Mà chỉ có 65.000 quần này thôi mọi người. Đẹp nhất nách luôn. Lên cho em mã hàng là quần Q2 à, tặng 2 cho em. Quần thì sẽ là mã hàng là tặng 2 nhá mọi người nha. Tặng 2 cộng số giả cho em ạ, xong sẽ qua mã áo này. Tặng 2 của chị Thu Võ ok, có tặng 2 chị này. Tặng 2 và áo trong người là mã tặng 1 nhá. Chị Bích Hồng cho em mã tặng 2 và tặng 1 giùm em nhá chị nhá. Lên thêm mã cho em. Tặng 2 của chị Thu Trang ok chị này, chị Đậu Khánh Vân ok chị yêu. Giá chỉ có 65.000 một quần thôi chị ạ. 65.000 là một quần nhá. Tặng 2 của chị Phương Hoàng ok, tặng 2 chị này. Lên cho em mã tặng 2 hả? Áo có 45.000 thôi chị ạ. Đấy, em còn chị Anh Nguyễn đây. Rồi chị Phương Thu ok. 10.000 cho anh tính nhầm à. Chị Nguyễn 6 ok này, em còn chị Hà Phan ạ. Đấy. Rồi chị Anh Tuyết có tặng 1 cộng tặng 2 ok chị này, em cho em cái áo kia nhá. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ qua mã áo các chị. Anh móc cho em cái gì đây. Mã này cần gì? Tặng 2 cho em mọi người này. Quần này của em là quần đùi chị ơi. Hả? Áo em mà không có dài tay chị ạ. Đến mùa đông mới có nha chị nhá. Rồi chị Nguyễn Thanh Hương có tặng 2 ok chị này. Của chị Nguyễn Nga ok. Áo dài tay như này phải mùa đông mới có mọi người. Mùa này không ai làm dài tay. Rồi chị Phương Thu ok chị này. Tặng 2 của chị Nguyễn Ngoạn ok chị này. Tặng 2 này cho mình một quần. Chị Nguyễn Thùy cho em mã là tặng 2 giúp em nhá. Chị nào mình lấy quần em mặc mọi người, mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng 2. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Vừa rẻ các chị này, vừa đẹp có 4 à nhầm có 65.000. Của chị Lê Vẻ ok chị này. Áo là 45.000 chị ạ. Chị Nguyễn Ngoan là chị Phương Thu là chị Phạm Thanh Thảo ok chị này. Khẩu trang là 169.000 một thùng đấy chị ơi. À, 169 nhá, áo mã hàng là tặng 1 bác ơi. Rồi bây giờ em qua mã áo này, có cái màu đẹp lắm mọi người ạ. Áo cái màu này siêu đẹp luôn này. Mỗi bác chia sẻ giúp em một lượt nhá. Bác nào mình chưa chia sẻ thì các chị bấm chia sẻ livestream giúp em này. Cái mẫu này đẹp cực luôn mọi người ạ. Em thấy cái quần này đợt này sao là quần này quá sướng luôn. Cái quần này nó đẹp ý, nó với lại là nó dễ kết hợp đồ. Nó dễ kết hợp đồ nha mọi người nha. Mình mặc với cái gì nó cũng đẹp luôn cơ. Rồi đây,
Màu tiếp theo cho em bán, các chị lên trên là tặng 3 cho em. Màu đẹp quá mọi người, xuất sắc nha. Đây, em này các chị lên cho em này. Bình luận luôn cho em mã hàng sẽ là tặng 3 cho em 45.000 đồng. 40 cân nặng đến 60 cân cho em, nó mềm, nó co giãn này. Em này mặc nó không lộ bụng nha, bởi vì nó sẽ có một cái đường nhún nhún này các chị này. Đấy. Nó sẽ có một đường nhún ở giữa như này nha mọi người nhá. Đấy, hai bên nhún hai bên các chị này. Mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng gì ạ? Tặng 3 cho em 45.000 cái áo này mọi người. Màu đẹp dễ sợ luôn nha các chị nha. Màu này siêu đẹp luôn mọi người này. Đây, mã hàng sẽ là tặng 3 cho em nhá. 40 cân nhé mọi người, đến 60 cân cho em. Size sẽ là từ 40 cân ạ, đến 60 cân cho em. Là các chị mặc vừa nhá. Đó, lên cho em mã hàng sẽ là tặng 3 cho em hàng. Cái này đẹp quá mọi người. Mẫu này siêu xinh luôn này. Mà có 45.000 nha các chị nhá. Áo này bảo 45.000 không ai tin đâu mọi người. Rồi chị Nguyễn Nga, ok chị này. Của chị Lan Trần, ok chị này. Chị Hà Thị Huệ, ok này. Mọi người các chị lên theo mã cho em. Chị Nguyễn Nga không cho địa chỉ luôn nhé. Cho chị địa chỉ thì chị nhắn tin vào trang bếp cho bên em. Rồi chị Hiền Tô, ok chị này. Của chị Trần Thị Ái, ok chị ạ. Tặng 3 cho em nhé, chị ơi đừng ghi là áo 45.000, phải ghi mã. Mã đầu tiên em mặc là tặng 1. Còn mã tặng 3 chứ đừng ghi áo 45.000. Áo 45.000 thì nhà em nhiều, áo 45.000 5 triệu. Rồi chị Vân Lương này. Của chị Minh Chu, ok này. Mọi người lên đơn hàng, các chị lên theo mã giúp nhà em nhé. Lên theo mã cho chứ đừng lên giá tiền. Nhà em nhiều mang giá tiền giống nhau lắm. Tặng 3 của chị Nguyễn Bích Ngọc, tặng 3 của chị Phạm Thanh Thảo này. Tặng 3 cho em các chị này 45.000 một cái nhé mọi người nhé. 40 cân đến 60 cân mặc vừa. Chị Meo Meo Trang tặng 3 là chị Ngọc Xuân, ok, có tặng 3 chị yêu này. Tặng 3 của chị Hồng Nhung Nguyễn, ok này. Tặng 3 cho em mọi người này 45.000 một chiếc ạ. Từ 40 cân đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. Mềm. Áo này của em là vải của nó mềm co giãn nhất. Chị Trà Lê này của chị Hậu Hoàng, ok, tặng 3 chị này. Chị Hồ Thu có mã tặng 3 chị này. Bao nhiêu bộ vệ áo của em là 45.000, mã hàng là tặng 3. Quần là tặng 2, giá là 65.000. Chị Nguyễn Thị Hồng, ok chị này. Tặng 3 dùm em nhé mọi người nhá. Xuất sắc mã này luôn ạ, mà có 45.000 một cái thôi. 45.000 là một chiếc nhé mọi người nhá. Rồi của chị Diệp Bùi, ok chị yêu này. Của chị Phạm Bích, ok có luôn. Chị này chị Hạnh Dương có này. Mã là gì siêu siêu đẹp luôn. Rồi của chị Đài Nông, ok là chị Cẩm Vân, ok chị này. Chị Phan Thị Mai Phan cho em xin số điện thoại chị ạ. Chị Bảo Hân này của chị Thảo An, ok, tặng 3 cho em số điện thoại chị nhá. Tặng 3 của chị Nguyễn Ni, ok chị này. Tặng 3 là 45.000 mọi người. Hình như kia là cái khác không anh? Dạ. Hôm nay gần hết rồi mọi người ạ. Mã này của em là gần hết hàng rồi nhá mọi người. Cái màu đẹp quá các chị nhìn tây chưa ạ? Đó, chữ siêu siêu đẹp nhá mọi người nhá. 45.000 chị ạ. Chị Lộc Xuân, ok, tặng 3 chị này. Chị Yến Phi có tặng 3, ok chị yêu, 45.000 một cái nhá. Chị sau tất cả có mã tặng 3, ok bác này. 23 của chị Nguyễn Thắng, ok có luôn chị. 45.000 một cái này mọi người. Chị Thùy Chi, ok chị này, tay xinh các chị này. Tay đẹp lồng lộn nhá mọi người nhá. Rồi chị Bùi Thu Hồng, ok tặng 3. 45.000 em đang cứ buồn cười mãi này, có 45.000 đấy chị này. Rồi chị Nguyễn Nga, ok chị là chị Lê Thị Hương này. Của chị Thơm Đoàn, ok chị là chị Trần Dung này. Chị Hương Mộc Trà, ok chị này. Cho em xem quần với số quần này thì nhất nách các chị. Quần này có 65.000 một quần, quần mã tặng 2 cho em nhá. Quần tặng 2, chị Nguyễn Xuyến tặng 1, ok chị này. Áo mã hàng em đang tặng 3. Rồi chị Vân Dương có tặng 3, ok chị yêu này. Chị Thu Trang có tặng 3 này. Tặng 3 và cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nha. Tặng 3 của chị Phạm Thị Mai Lan này. Rồi ok này, em cảm ơn chị Nguyễn Bá Thắng nhá. Hàng nhà hàng đẹp và vừa túi tiền, ok em cảm ơn chị Thắng này. Rồi chị Trần Thắng, ok này, của chị Nhất Lâm có tặng 2 này. Chị Hòa Nguyễn, ok này, của chị Chu Lan, ok chị này. Xem lại quần, ok chị Nguyễn Bên, ok. Mọi người ơi, quần này là siêu phẩm ngày hôm nay. Quần này hôm nay là bùng nổ nha các chị nhá. Tặng quần này cho các chị em mình. Ai cũng nên sắm một chiếc quần này, em nói thật là tất cả các chị yêu. Mình nên sắm một chiếc quần này cho em, bởi vì nó là quần gì ạ? Quần này nó hack dáng các chị này. Mặc nó đẹp mà nó có 65.000 thôi. 65.000, thậm chí là có những chị mua quần này tận hơn 200.000. Đó, có những chị mua tận hơn 200.000 một chiếc quần này nha mọi người nhá. Em hàng bán 65.000. Đó, chị nào mà sau các chị ngắm quần này mình ưng mình thích ạ, size S, M, L, XL cho em nha mọi người nhá. Là từ 40 cân đến 58 cân cho em. 58 cân đổ lại là các chị sẽ mặc đẹp nhất cho em. Đó, thích quần các chị cứ lên cho em mã quần là tặng 2 và giá là 65.000 một quần. Của em có túi thôi vừa nhá. Đây. Quần của em có túi các chị này rất là đẹp, túi sâu luôn đấy. Túi này của em là túi sâu nhá, không phải là túi nông đâu mọi người. 65.000 một quần nhá. Đó, mình sẽ lên luôn cho em. Bình luận cho em mã hàng, quần của em là tặng 2 cho em. Tặng 2 này, cộng số điện thoại cho em. Khuyên chân thành là các chị đẹp trong tủ của mình nên có một chiếc quần này, bởi vì là cái quần này mình mặc mix với cái gì cũng đẹp các chị ơi. Đó, đôi khi
khi mình mặc chân váy thì mình đi đứng thì mình phải e thẹn này kia, nhưng mà các chị mặc quần này nó đẹp, nó tự tin. Đấy, mình làm gì cũng tự tin, các chị đứng lên ngồi xuống chạy nhảy cho em thoải mái luôn. Mà lại còn rẻ nữa các chị này, 65 nghìn đồng nhá mọi người nhá. 65 nghìn đồng một chiếc luôn, lên luôn cho em mã hàng là tặng hai cho em. Đó, S, M, L, XL cho em nhá. 40 cân các chị này, 40 cân ạ, đến 58 cân cho em. Chị Lan đây có quần này, chị Phương Thảo có quần ok chị này, chị Vũ Tuyến ok này. Áo em mặc thì sẽ là mã hàng là tặng 3. Áo là 45 nghìn một cái thôi, còn quần là 65 nghìn một quần nhá mọi người nhá. Mình cứ lên đúng mã hàng cho em là các chị sẽ có đơn. Đặt hàng các chị chỉ cần để lại cho em này mã sản phẩm này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nha các chị yêu nhá. Đấy, mà được kiểm tra hàng này, các chị sẽ được kiểm tra hàng trước thanh toán cho em. Còn mẫu nào mấy cho em muốn chị em tặng quà, tặng quà mới tặng quà. Hôm nay bây giờ em sẽ tặng quà là các chị mọi người này. Bây giờ em sẽ tặng chip cho các chị luôn mọi người nhá. Cái mã này là quà tặng thôi. Mã này thì sẽ là phần quà tặng mà em dành cho mọi người luôn. Đó, các bác chia sẻ lá chim giúp em mọi người này. Hôm nay phá lệ một hôm nhá, phá lệ một hôm các chị yêu ơi, em tặng các bác. Đây là quần chip thông hơi, chip của nhà em các chị này, chip thông hơi nhá mọi người nhá. 40 cân này đến 60 cân các chị mặc vừa, 15 nghìn một cái, 10 cái là 150 nghìn. Đây, hàng thông hơi này mùa hè là hàng sướng nhất luôn. Mùa hè mặc quần thông hơi này sướng nhất các chị ạ, mát kinh khủng luôn mọi người này. 40 cân nha các chị nhá, đến 60 cân cho em là các chị sẽ mặc vừa quần chip này. Nó mềm, nó co giãn, nó đẹp và chất của nó sẽ là chất thông hơi. Đây, thông hơi này của em nó sẽ là thông hơi lỗ nhỏ nhá. Đây là quần thông hơi lỗ nhỏ các chị ạ, không phải là quần thông hơi mà cái lỗ to. Nếu như mà hàng thông hơi lỗ to á mọi người thì nó sẽ không xịn bằng. Còn hàng cái lỗ nhỏ này của em ý là hàng nó xịn hơn và nó sẽ mát hơn nhá. Các chị lên cho em hàng là tặng 4 cho em này. 150.000 một quần. À nhầm, xin lỗi em xin lỗi. 150.000 10 quần thì cho phép em bây giờ em sẽ tặng các chị này. Mà giá này giá siêu khủng khiếp nhá. Bây giờ em tặng các chị là 79.000 đồng là hai quần luôn. Chơi lớn đi các chị ơi. 79.000 đồng sẽ là 20 cái quần chip này luôn. Hôm nay em phá lệ em tặng các bác luôn. Mình sẽ lên cho em nhá. Bình luận cho em mã hàng là tặng 4 cho em ạ. 40 cân này đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. Từ 40 cân nha các chị nhá, đến 60 cân cho em. Các chị thấy giá này ổn không mọi người ơi? Các chị thấy giá này hôm nay em sale hẳn chưa? Có đúng là em cho mã này hôm nay là sập sàn nha các chị ơi. Giá hôm nay phải gọi là giá siêu sập nhá, tặng 4 cho em mọi người. Đó. Quần đang mặc của em mã là tặng 2 chị ạ. Tặng 4 cho em nha các chị nhá. Là 79.000 đồng là 20 quần cho em. Đó. Lên luôn cho em mã hàng là tặng 4 cho em. Chưa bao giờ mà rẻ như hôm nay nha các chị yêu nhá. Lên cho em mã hàng là tặng 4 cho em, quần sẽ là tặng 2, áo đang mặc của em là tặng 3, quần chip tặng 4 luôn, 79.000. 20 quần. Các chị mua 79.000 các chị mặc cả năm. Mua 79.000 các chị mặc cả năm luôn đó mọi người ạ. Sao nay rẻ vậy em? Nay em vui. Nay em vui các chị ơi, em tặng rẻ cho các chị em mình nhá mọi người nhá. Đấy. Đơn giản là nếu như mà hôm nào mà em vui các chị em tặng phải gọi là siêu siêu rẻ cho các chị mình luôn. Lên luôn cho em mã hàng là tặng 4 cho em, 79.000 đồng sẽ là 20 quần cho em. Rất rất là đẹp. Rồi chị Trương Tấn Bình tặng 4 ok chị yêu. Chị Trương Nguyễn Thị cho em xin số điện thoại nhá. Chị Phương Nguyễn Thị Phương các chị này. Các chị bỏ ra 79 các chị mặc cho em cả năm luôn. Rồi chị Bùi Huế này, chị Ly Nguyễn ok này, chị Mai Mốc ok chị này. Tặng 4 nhá mọi người nhá. Kèm số điện thoại cho em ạ, 79.000 20 quần giùm em luôn mọi người ơi. Cho chị hai áo đang mặc chị ơi. Áo đang mặc cho em hàng tặng 3 giúp em nhá. Chị nào lấy áo em mặc cả cho em xin mã là tặng 3 giùm em. Tặng 4 nhá mọi người ơi. Rồi chị Meo Meo Trang, chị Bùi Thu Hồng này, chị Nguyễn Hồng Hà này, chị Nguyễn Thị Kim Anh ok chị này, rẻ cực kỳ luôn nhá mọi người ạ. Các chị đang thắc mắc là sao hôm nay hàng bán rẻ vậy đi mọi người này. 79.000 20 quần. Rồi của chị Nguyễn Mai ok chị này. Chị Hoàng, chị Hạnh Hoàng ok chị này. 79.000 đồng là 20 chiếc nhá. Không phải là 79.000 10 chiếc đâu mọi người. Người ta bán cho các chị là 99.000 10 cái. Nhưng mà em bán cho các chị là 79.000 đồng là 20 cái trong ngày hôm nay luôn. Đấy. Lên đúng mã hàng cho em. Quần áo mặc của em là quần đùi chị ạ. Rồi chị Minh Phạm tặng 4 ok chị yêu này. Tặng 4 của chị Hương Lương ok, tặng 4 chị này, tặng 4 của chị Bắc Phúi ok chị này. Tặng 4 cho em mọi người này của chị Đặng Thị Thu Sương ok chị yêu. Chị Tân Thái ok, có đơn chị này. Rẻ quá em ơi, em cảm ơn chị này. Áo 60 cân mặc vừa chị nhá. Lên luôn cho em mã hàng là tặng 4 cho em mọi người. Chị nhận được hai set quần chip bận mát lắm này ok, em cảm ơn chị Phương Thảo này. Chị An An ok chị này, của chị
Nhài Hà, ok, đấy các chị cứ thức bách thế là em xuống lắm rồi mọi người ạ. Chị Vũ Thị Hà, ok, chị này của chị Hiền Bùi cho em số lại nhá. Chị Hà Lê, ok, chị này tặng 4 cho em mọi người, 79.000 đồng 20 quần. Rồi chị Thùy Dung, ok, chị này. Chị Nguyễn Quyên, ok, có luôn. Chị Yêu này, chị Bùi Thủy có này. Rẻ đẹp quá, em ơn cảm ơn chị. Rồi chị Trần Thị Cành này. Chị An An, ok, chị này, chị Thị Trúc cho em xin số lại nhá chị nhá. Rồi chị Mai Mốc, ok, chị này. Quần chip nhà em mọi người ạ. Chip siêu đẹp luôn. Chip này thì siêu siêu đẹp nha mọi người nha, em tặng các bác luôn ạ, 79.000 đồng 20 quần cho em. Rồi của chị Trang Dương, ok chị này, 40 cân đến 60 cân cho em mặc vừa. Chị Bích Ngọc Nguyễn cho em xin sẵn mạng nhé. Của chị Trần Thanh, ok chị này. Càng ngày hàng càng bán rẻ thì càng ngày càng tìm được sản phẩm rẻ đẹp cung cấp cho các bác luôn mọi người. Rồi chị Nguyễn Hằng, ok này, của chị Tạ Ngàn, ok chị này. Gì nhỉ, chú mới vào không biết bao nhiêu tiền. Áo là 45.000, áo mai hàng sẽ được tặng 3 nhé. Chị Hiệp Vân, ok chị này. Tôn hồi chiều đi hàng rồi nhé, không đi được dồn đơn đâu nhé. Tôn buổi chiều là nhà em đã đi hàng rồi nhé các chị yêu ơi. Chị Phan Thị Thúy, ok chị này, mã hàng là tặng 4 giúp em mọi người này. Áo chip thì nhà em mà chưa có hàng chị yêu ạ. Áo chip chưa có nhá. Đó, lên cho em đúng cũng khác cho em, tặng 4 cho em. Rồi chị Trần Hiền, ok, tặng 4, chưa có mã tặng 9, có mã tặng 4 đấy các bác ơi. Tặng 4 cho em nhé mọi người nhá. Rồi của chị Lê Vương có tặng 4, ok chị này. Rồi chị Hồng Quốc Hoàng, ok chị yêu, chị Lý Thiên này. Của chị Trịnh Hằng, ok này, 79.000 là 20 cái quần chip mọi người. Trời ơi giá phải gọi đang quá là rẻ mọi người. Đó quần em mặc là 65.000, chị Nguyễn Tuyết, ok tặng 4 chị này. Chị Thảo Nguyễn, ok tặng 4 này. Tặng 4 là quần chip chị yêu ơi, em tặng các chị nhá. Đó, quần chip thông hơi em tặng cả nhà là 79.000 đồng sẽ là 20 quần cho em mọi người. Rồi chị Bích Ngọc Nguyễn, ok chị này. Chị Duyên Phí, ok chị này, lên luôn cho em mặc là tặng 4 cho em nhá. Chị Mai Mốc, ok chị này. Áo em hàng đang mặc là tặng 3. Rồi của chị Vân Phan, ok chị này. Tặng 3 của chị Minh Bình là quần em có bán các chị ơi, quần này là có 65.000 thôi. Quần em mặc là 65.000 nhá. Chị Oanh Trần, ok chị này. Hàng bán rẻ quá này, ok em cảm ơn bác nhá. Đấy. Áo thì sẽ là mặc tặng 3, còn quần của em ạ sẽ là mặc tặng 4 nhá. À nhầm, à, quần của em sẽ là tặng 2, em xin lỗi ạ. Quần là tặng 2 mọi người này. Áo đang mặc của em là tặng 3 và quần chip là tặng 4 ạ. Chị Nguyễn Vân, ok chị này. Quần đùi của em thì chỉ có một màu. Cái mã quần này của em chỉ có một màu nha các chị yêu nhá. Đấy. Tặng 4 là 79.000 đồng là 20 quần chip nhá. Tặng 4 của chị Linh Mai, ok chị này. Tặng 3 của chị Thương Thương Linh, ok này, của chị Phương Nguyễn Thị Phượng, ok chị này. Chị An Hà tặng 3 và tặng 4, ok này. Phí ship nhà em là có 30.000 thôi. Chị Nguyễn Thắm, ok chị này. Quần đang mặc có bán hàng, quần em có, quần là 65.000 bác ơi. Rồi chị Lý Thiên, ok chị này. Cho em áo này. Đấy. Đấy. Ừ. Rồi các bác chia sẻ lá chim cho em mọi người này. Mỗi bác mình chia sẻ bài viết cho em hàng một lượt nhé mọi người nhé. Tặng 4 của chị Nai mặt nhớ mặt, ok chị là chị Trần Anh, ok là chị Kim Anh cho em xin số lại này. Rồi bây giờ lên hàng chị nó mới có mọi người này. Chị Dung Hồ, ok này, 79.000 đồng mà mình được 20 quần. 79.000 đồng được 20 quần chip thông hơi nhé mọi người nhé. Chị Chuyên Hà này, của chị Huệ Nguyễn, ok chị này. Rồi bây giờ sẽ lên hàng cao cấp cho mọi người luôn. Mỗi bác chia sẻ giúp em một lượt nhé mọi người nhé. Bây giờ sẽ lên áo này mà hàng hiếm ạ. Chị Vũ Thị Hiền, ok chị này. Cái này của em thì ví dụ là có cái nó sẽ có hình logo, anh sẽ lấy cho mình bắt một cái logo một cái. Rồi bây giờ lâu lắm mới có hàng này mọi người. Trời ơi xỉu luôn mà đẹp quá. Xỉu lên xỉu xuống luôn đấy mọi người. Các bác chia sẻ lá chi giúp em nhá. Ok mẫu nó đẹp quá mọi người. Cái mẫu này nó đẹp nhất nách luôn mọi người này. Mỗi bác chia sẻ giúp em một lượt nhé mọi người nha. Hôm nay nhiều mẫu đẹp lắm mọi người. Rất rất là nhiều mẫu đẹp cho mọi người luôn. Các chị em mình cố gắng là mình chia sẻ giúp em lên nhé. Đây. Đủ phê chưa mọi người, hàng công sở các chị này. Em này là hàng công sở nha các chị nha. Các chị mặc đi chơi này, mặc đi giảng dạy này, nói chung là công chức nhà nước hay là mặc đi chơi hay là mặc đi đâu cho em cũng được luôn. Đó. Giáo viên mặc đi dạy cho em cũng ok luôn mọi người này. 40 cân đến 60 cân cho em chất cốt tông mắt lạnh. Em này nha các chị nhá. Chất cốt tông các chị này, mắt lạnh luôn. Được chưa ạ? Đây. Cái này của em nó sẽ ví dụ như có áo nó sẽ có logo theo hình này. Có áo thì nó sẽ có logo theo hình khác nhưng mình sẽ không chọn hình theo cho em. Nó chỉ khác nhau một cái hình theo thôi. Chỉ khác nhau mỗi hình theo thôi nhé mọi người nhá. Mình sẽ không chọn cái hình theo giúp em. Mã hàng là tặng
tặng 5 dùm em. Tặng 5 nha các chị, người ta bán rẻ nhất các chị là 99.000 một cái này. Rẻ nhất là 99.000. Và áo này thì em đã từng bán là nhà em nhá, em chưa nói người khác. Mẫu này bình thường ý, nhà em bán là 79.000, 79.000 một cái ạ. Và hôm nay thì em sẽ chiên cho các chị em mình với giá sẽ là 65.000. 65.000 đồng một cái nhé mọi người nhá. 65.000 đồng các bác ơi. Mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng 5 cho em, từ 40 cân đến 60 cân cho em, rất là đẹp. Rất là đẹp và rất là mát và chỉ có 65.000 thôi. 65.000 đồng một cái nhé mọi người nhá. Lên luôn cho em mã hàng sẽ là tặng 5. Tặng 5 nha các chị nhá. Cộng số điện thoại cho em. Đó, là em chốt đơn mọi người này, siêu đẹp và cái này chỉ có 50 cái thôi. Cái này của em chỉ có duy nhất là 50 cái thôi ạ. Chị nào bình luận nhanh là còn, chậm là hết. Rồi chị Nguyễn Phương ơi, có tặng 5. Tặng 5 cho em mọi người này. Chỉ có duy nhất là 50 cái nhé mọi người nhá. Tặng 5 của chị Nguyễn Linh Diệu Nguyễn, ok chị này. Tặng 5 dùm em mọi người này, nhưng em sẽ không lên thi yêu cầu nhá. Chị Hùng Huyền Niệm có tặng 5, ok chị này. Tặng 5 cho em mọi người này. Đây. Em bán là các chị là 65.000. 65.000 một cái nhé mọi người nha. Tặng 5 cho em là của chị Tuyết Nguyễn, ok chị này. Chị Nguyễn Hiền, ok chị này. Chị Mơ Nguyễn, ok là từ 40 cân đến 60 cân cho em. Quần là 40 cân đến 58 cân nhé chị nhá. Tặng 5 của chị Nguyễn Nguyệt, ok chị này. Tặng 5 cho em mọi người này. Của chị Trần Thị Ái còn mạng tặng 5, ok đấy không. Cái mẫu màu nâu một cái ấy đây này, này. Đấy, cái mà em chọn đầu tiên mà nó tủ có một dây nhá. Ở phần ngực cái này. Mai nữa em phát bảo mọi người. Lên cho em mà là tặng 5 cho em. Chị Lê Thùy Dương có tặng 5, ok chị này. Tặng 5 của chị Lê Vân, ok chị này. Tặng 5 và kèm số nào trên mà chị Chuyên Hà có tặng 5, ok chị này. Tặng 5 giùm em nhé mọi người nha. Cái này em bán là các chị là 65.000. Rồi chị Hoa Hồng Gai này của chị Bích Liên, ok có tặng 5 chị này. Tặng 5 giùm em mọi người này. Chị Thơm, chị Thơm Đàm này, chị Thúy, ok chị này, của chị Ngài Hà, ok này. Cái này em xả là có 65.000 một cái đấy mọi người. Chị Ngô Hồng này, chị Oanh Phạm này, của chị Yến Đinh, ok có tặng 5 chị này. Quần đang mặc của em là 65.000, chị mã hàng là tặng 2 nhá. Rồi của chị Bông Ngô, ok chị này. Chị Nhất Lăng, ok có luôn chị này. Đẹp lắm, một người áo này em xả có 65.000 thôi mọi người. 65.000 đồng một cái nhá. Lên luôn cho em mã hàng là tặng mấy ạ? Tặng 5 giúp em. Tặng 5 cộng số điện thoại cho em. Là bên em chốt đơn nhá mọi người nhá. Được kiểm tra hàng. Mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em, nó đẹp lắm mát. Cái này chất đẹp và cực kỳ là mát luôn nhá mọi người nhá. Rồi tặng 5 của chị Đỗ Hương, của chị Nguyễn Thơm này. Chị Nupia Gần Na là chị Hân Hân, ok chị này. Chị Dung My Nguyễn là chị Nhất Lâm, ok chị này. Tặng 5 nhá mọi người nha. Đấy, em xả là 65.000 một cái ạ, từ 40 cân đến 60 cân cho em. Chị Nguyễn Hằng có mã tặng 5, ok chị này. Chị Trang Lê có tặng 5, ok chị yêu này. Tặng 5 cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Đây là các chị tiếp theo là em siêu xinh mọi người ạ. Em này thì siêu xinh luôn, các mọi người chia sẻ lái chính giúp em. Mỗi bác chia sẻ bài viết cho em một lượt rồi này. Cái này thì đẹp vô cùng luôn, kiểu mới các chị này. Chị Bùi Thủy tặng 5. Chị Giang Nguyễn, ok tặng 2 này. Chị ơi, quần của em mã hàng là tặng 2 nhé, quần là 65.000. Đó, chị nào vào sau mình thích mã quần thì các chị sẽ lên cho em mã là tặng 2. Quần sẽ là mã tặng 2 nhé mọi người, là 65.000 một quần. 65.000 là một quần này nhé mọi người nha. Lên dùm em mã hàng là tặng 2 dùm em. Tặng 2 này cộng số lại cho em. Có bất mà anh ấy để mã nào chẳng bất mà anh cứ hỏi. Đã cái mụn mũi à. Rồi em này thì mê mẩn luôn nhá. Cái này của nó rất là đẹp, quá trình cho em này. Phần ở ngực này của nó một người người ta tạo kiểu nhá. Tạo kiểu và tạo điểm nhấn là cái ngực này của mình luôn. Cổ các chị này, cổ siêu xinh luôn. Và đẹp quá mọi người. Tay nhìn cho em mọi người này, xinh chưa ạ? Mã này các chị sẽ lên cho em mã hàng là tặng 6 cho em nhá. Tặng 6 mọi người. Cái này em chỉ bán chọn màu thôi, còn chữ của nó các chị này. Còn nó chữ thì màu nó sẽ khác nhau nhá. Chữ nó khác nhau, màu giống nhau. Màu giống nhau, các chữ của nó sẽ khác nhau này. Ví dụ như này, áo của áo nó sẽ có chữ này. Này, em xả không chọn chữ tại vì là cái chữ nào của nó cũng đẹp mọi người ạ. Chữ nào của nó cũng đẹp nha các chị cho em này. Ba cái chữ này chữ nào cũng đẹp. Đó, chọn màu không chọn chữ cho em nhé mọi người nhá. Đó, mình sẽ lên cho em tặng 6 cho em, tặng chị 45.000.
tặng 6 cho em nhé mọi người, 45.000 một chiếc nhá. Lên luôn cho em hàng là tặng 6 giúp em. Tặng 6 này, 40 cân này, đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. Size sẽ là từ 40 cân nhé mọi người, đến 60 cân nhá. Mình sẽ lên cho em hàng là tặng 6 giúp em. Cho đẹp mê mẩn các chị. Đẹp mê mẩn luôn mọi người này. Tặng 6 này cộng số điện thoại cho em. Rồi 45.000 mã này mọi người, 45.000 một cái nhá. 45.000 đồng. 40 cân ạ, à, đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. Cái này chất mát lắm. Cái này chất vừa mát vừa nhẹ này. Rồi tặng 6 của chị Sơn Hà, chị Kim Thúy tặng 6, chị Vân nặng có mã tặng 6. Ok, 45.000 một cái mọi người. 45.000 đồng nhá mọi người nhá. Lên cho em luôn mã hàng là tặng 6 cho em. Đó, tặng 6 của chị Bùi Thu Hồng tặng 6 này. Tặng 6 của chị Cẩm Vân ok một chiếc này. 45.000 một cái nhá mọi người. Nên luôn cho em mã hàng là tặng 6 cho em. Chị Nguyễn, chị Nguyễn Liên cho em số điện thoại, chị phải ghi tặng 6 kèm số nhá. Rồi chị Thúy Châu này, chị Dung Kim ok tặng 6 chị này. Chị Nguyễn Thị Hà ok chị này, tặng 6 cho em một người của chị Phan Danh ok chị này. Quần là tặng 2 mọi người ạ. Chị Ngô Hồng ok tặng 6 chị này. Tặng 6 2 chiếc của chị Bích Ngọc Nguyễn Hà, chị em cho hai hình chữ khác nhau nhá chị yêu nhá. Chị Thùy Chi ok chị này. Chị Vũ Thị Hiền ok chị này. Ai lấy 2 chiếc sẽ là 2 chữ khác nhau. Chị Thái Phương ok tặng 6 này. Tặng 6 là 45.000 một cái nhá mọi người. Tặng 6 62 cân không vừa nhá. Tặng 6 chỉ từ 40 cân đến 60 cân thôi. Chị Thanh Giang này của chị Tuấn Nam này, chị Tài Nguyễn ok chị này. Chị Hoa Hồng đây là 45.000 mọi người. Chị Hoa Hồng ok một chiếc có rồi chị này. Còn em mặc là mã tặng 2 nhá. Tặng 6 chị Nguyễn Tuyết, chị Nguyễn Thảo ok chị này. Chị Mai Trí ok này. Chị Nguyễn Hằng ok chị này. Mọi người cứ để lại cho em số điện thoại là các chị sẽ có đơn mọi người. Chị Tuấn Nam này, chị Đỗ Thị Hoàn này, chị Hân Hân ok chị này. Chị Nguyễn Tâm ok này của chị Minh Bình cho em xin số điện thoại chị ơi. Bình luận nhớ là kèm giúp em luôn số điện thoại chị ạ. Chị Kim Loan Lê này, chị Nguyễn Thị Hà ok chị này. Chị Đặng Lý ok mã tặng 6 chị này. Tặng 6 và kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. Là bên em chốt đơn. 45.000 một cái áo này siêu đẹp. Vừa đẹp các chị này, vừa rẻ này mà vừa xịn cho em nhé mọi người nhá. Đấy, chất cũng rất là mát luôn. Của chị Thanh Tình này, chị Hồng Sạc Ma Thị này, chị Vũ Thị Hà này. Chị Hồng Thu ok chị này. Tặng 6 chị Mai Trí này, tặng 6 là 45.000 mã hàng tặng 6. Đồ của chị Triệu Chiều ok này, chị Nguyễn Liên ok này, chị Oanh Kim ok này. Chị Phương Thúy 2 chiếc này. Cái này thì từ 40 cân nhé mọi người, đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. Rồi chị Nguyễn Thi ạ, chị Hồng Lan có tặng 6 ok chị này, đẹp lắm mọi người. Vừa đẹp mà vừa rẻ là 45.000 cái áo này. 45.000 một cái nhé mọi người nhá. Cái này ở phần ngực này xinh lắm các chị, ở ngoài nhìn đẹp lắm, nhìn tây dã man luôn ạ. 60 cân vừa chữa chị Nguyễn Thị Ngọc Mai đừng nghĩ là 45.000 chị ạ. Chị ơi nhà em khoảng tầm 10 áo, có 10 mã áo là 45.000. Chị ghi 45.000 thì em chốt mã gì được ạ? Mình phải ghi mã cho em, ví dụ cái mã này đang có mã là tặng 6. Mình phải ghi là tặng 6 và kèm số giả cho em thì mới mua được hàng nhá chị nhá. Rồi của chị Minh Bình Tê, không cứ ghi mỗi mã tặng 6 xong mai chốt sang mã khác này lúc đấy cứ chị bảo em ơi sao gửi hàng sai chị rồi. Chị mua hàng đã sai rồi còn đâu nữa. Tặng 6 của chị Trần Phượng ok chị này. Chị Nguyễn Thúy ok này, chữa không có màu nu luôn nhá. Màu đang mặc của em là màu nâu. Màu đang mặc của em là màu nâu, phải là màu nu đâu. Tặng 6 của chị Xuân Mai ok chị này. Tặng 6 của chị Trang Thúy Hoàng ok này. Màu này đây là màu nâu mà các chị ơi. Màu nu của nó là màu nhạt mà. Rồi chị Trần Quyên ok chị này. Chị Thúy Phan ok tặng 6 của chị này. Em có quần sóc là tặng 2, quần sóc là 65.000 nhá chị nhá. Đấy, chị nói quần sóc đây comment là tặng 2 cho em. Quần sóc tặng 2 nhá mọi người nha. Quần sóc là 40 cân đến 58 cân cho em. Ghi là tặng 6 nha chị Nguyễn Thị Ngọc Mai ơi. Đừng có ghi là 6x nhân 45. Lấy một áo có mất tiền ship không em? Một áo hay là 5 áo hay là 10 áo ship vẫn 30.000 ạ. Rồi của chị Phục Tỷ Tỷ ok. Chị là chị Nguyễn Hằng ok này. Chị Bảo Lê có tặng 6 ok chị này. Tặng 6 áo này là 45.000 một chiếc nhé mọi người. Chị nào chốt đơn mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng 6 giùm em. Chị Thảo An ok tặng 6 chị này. Tặng 6 nhé mọi người nhá. Chị Thiên An Thảo là chị Ngọc Bích Nguyễn ok tặng 6 chị này. Quần em mặc là tặng 2 chị ạ. Chị Vương Hằng tặng 6 này. Chị Hồng Gấm ok tặng 6 này. Chị Nguyễn Trang tặng 6 này. Chị Phương Thảo có tặng 6 ok chị này. Tặng 6 và kèm số áo cho em 45.000 một chiếc ạ. Cái này trên 60 cân không vừa nhá. Áo của em mà chỉ có size từ 40 cân đến 60 cân thôi. Chị Sinh Trang có mã tặng 6 ok chị này. Tặng 6 của chị Phương Nặng ok một chiếc chị này. Tặng 6 và kèm số áo cho em này. Tặng cho em cái mã áo hồng hồng này. Rồi tặng 6 nhé mọi người nhé, em qua mạng nhé. Ai tặng 6 các chị sẽ lên nốt cho em hàng tặng 6 cho em. Quần là tặng 2.
Quần là 65.000 một quần, mã hàng sẽ là tặng 2. Chị nào lấy quần thì các chị sẽ lên cho em là tặng 2 giùm em ạ. Chị Tô Thị Hạnh này của chị Duyên Thúy là chị Gia Hân Phạm, ok chị này. Quần mọi người sẽ lên cho em mã hàng là tặng 2 giùm em nhé mọi người. Tặng 2 này cộng số điện thoại cho em là em chốt đơn. À, còn chị nào mới thích mẫu áo em mặc, các chị ơi mình sẽ lên nốt cho em mã hàng tặng 6. Cứ bình luận cho em là tặng 6 này cộng số điện thoại cho em là cả nhà mình sẽ có đơn hàng thành công nhá. Đấy, còn quần thì mạng sẽ là tặng 2. Quần em bán là 65.000 một quần, 65.000 là một quần nhé mọi người. Áo còn và quần còn nhé mọi người nhá. Mình cứ lên đơn hàng cho em, áo là tặng 6 ạ, cộng số điện thoại cho em. Còn quần là tặng 2, quần là giá là 65.000. Tức là cả bộ này có 110.000 thôi mọi người, rẻ hơn cả tiền cái quần đấy. Một cái quần này mà các chị mua ở ngoài, cái quần này ấy đã là giá là 150.000-200.000 một cái rồi mọi người. Em để hai cái đấy chồng lên nhau. Rồi ok, em qua mã cho mọi người này. Mỗi bác chia sẻ lá chín giúp em một lượt nhé mọi người nha. Bác nào mình chưa chia sẻ, mọi người bấm chia sẻ lá chín giúp em này. Cái này hôm nay em xả cho mọi người nhé. Cái này của em là hàng cao cấp nhé mọi người. Hàng này 99.000. Hàng này của em là hàng 99 nhé mọi người. Đẹp lắm luôn này. Em xả mỗi bác mình một chiếc nhé. Các chị sẽ lên cho em mã là tặng 7 cho em, 99.000 một cái. Chất này thì siêu siêu đẹp luôn. Chất này đẹp lắm nhé mọi người nhé. Không bị xù này. Vừa không bị xù, vừa không bị sổm lông cho em. Mà nó đẹp nhức nách luôn các chị ạ. Đây. Các chị lên cho em mã tặng 7 cho em xả là 5.000 nữa này. Tặng 7 cho em nhé các chị nhá. 55.000 một chiếc. Mình lên luôn cho em mã hàng là tặng 7 giùm em. Đẹp lắm các chị, cái tay các chị nhìn cái tay ấy mọi người. Em tay này của em mọi người, chỗ này phần pha tơ rất là đẹp. Cái này của nó pha tơ như mọi người nhá, từ vai cho đến tay là pha cái chất tơ, nó rất rất là đẹp luôn như mọi người nhá. Nó chia cho các chị 55.000, 99.000 còn 55.000. 99.000 là một cái mọi người. Em chia là còn có 55.000 một cái thôi. Lên cho em hàng tặng 7 cho em ạ, 40 cân đến 60 cân mặc vừa. Chị Trần Hằng có mã tặng 7 này. Từ 40 cân ạ đến 60 cân mà em này em bảo hành luôn. Giặt máy giặt không bị da màu này, không bị xù lông và không bị xổm lông cho em nhá. Chị Nguyễn Minh ok chị này. Chị Thúy Lê ok chị này. Áo sẽ là tặng 7 cho em. Chị Trần Hằng ok chị này. Tặng 7 nhá, tặng 6 là 45.000 nhá chị ơi. Tặng 7 là 55.000 một cái chị ạ. Chị Thu Hằng Nguyên có mã tặng 7 chị này. Của chị Dinh Hạc ok là chị Huyền Trang ok chị này. Chị Khương Phan ok này, đẹp nhức nách mọi người. Cái bên này phối này của em là chất tơ phối nhá mọi người nhá. Đồ của chị Linh Nhi ok có tặng 7 chị này. Tặng 7 và kèm số lại cho em nhé mọi người nhé. Là bên em chốt đơn. Đẹp lắm luôn mọi người ạ. Chất siêu mềm nhé mọi người nha. Áo này vừa mềm vừa co giãn này, vừa không bị xù lông, không bị sổm lông cho em. Đây. Mặc một bộ này rất là gọn người. Vừa gọn người mà vừa đẹp luôn. Chất thì mát nhé mọi người nha. Đó. 55.000 một cái áo này nhé mọi người nha. Cái nước anh mới đổi cho cốc hay là nước ấy? Hay nước từ chiều ấy? Áo này chị mua 2 cái rồi, hôm trước chị mua 59.000 hay 65.000. Rồi chị Khương Phạm ok chị này, chị Nguyễn Giao cái tặng 7 chị này. Tặng 7 cho em là có chị Lê Yến ok tặng 7 này, 55.000 một cái chị ạ. 55.000 đồng nhé mọi người nhá. Lên cho em mã hàng là tặng 7 giùm em. Tặng 7 này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn này. Chị Nguyễn Thanh Hương có mã tặng 7 này, áo đẹp quá, cảm ơn chị, em xả có 55.000 thôi. Rồi chị Oanh Phạm ok chị này, chị Phương Lê ok chị này. Chị Đỗ Hồng ok chị này. Chị Phúc Phạm này, chị Thư Minh ok tặng 7 chị này. Tặng 7 của chị Quý Tâm ok chị này. Tặng 7 của chị Đặng Thẹn ok chị này. Tặng 7 và kèm số nào cho em ạ. Chị Năng Hùng tặng 2 ok chị này. Chị Lê Vương tặng 7 ok chị này. Tặng 7 nhé mọi người nha. Tặng 7 này em xả là 55.000 một cái. Đó của chị Thảo Nguyễn ok chị này. Tặng 7 dùm em mọi người này. Cái này thì phải gọi là đẹp xuất sắc nhé mọi người. Quần bao nhiêu, quần của em là có 65.000 thôi. Tặng 7 của chị Bảo Lê ok tặng 7 này. Chị Loan Kim ok tặng 7 chị này. Tặng 7 của chị Vinh Phạm ok có tặng 7 chị này. Tặng 7 của chị Hồng Thúy Ngô ok một chiếc tặng 7 chị này. Tặng 7 và kèm số mạng cho em nhé mọi người nhá. Là bên em chốt đơn 40 cân đến 60 cân cho em. Rồi chị Thu Trương ok tặng 7 này. Cái này của em là chất chuẩn là hàng chất zip hàng ạ. À, chất zip thái ạ. Rồi chị Hiền Mùi các chị này. Khẩu trang là 169.000 nha chị nhá. Em chào chị Chu Vệ nhá. Đấy, tặng 7 nha các chị yêu ơi. Giá là 55.000 một áo nhá. Quần là 65.000 chị ơi. Đấy.
ai lấy áo em mặc thì các chị sẽ lên cho em hàng là tặng 7 cho em. Tặng 7 này cộng số điện thoại cho em là bên em chúc ơn này. Chị Lan Phan tặng 7 này rồi. Còn mấy cái em qua mã khẩu trang là 169 nhưng mà trùng khẩu trang nhá chị nhá. Tặng 7 của chị Mai Hồ, ok, có tặng 7 chị này. Tặng 7 của chị Vũ Thị Hiền, ok chị yêu. Tặng 7 giúp em nhé mọi người nha. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Chị Nguyễn Hồng Nhung, ok chị này. Tặng 7 giúp em mọi người này. Đẹp lắm luôn nhá chị Hồng. Chị Hồng Nhung Hoàng Vân, ok chị này. Chị Văn Thúy, ok, có tặng 7 chị này. Lên cho em hàng là tặng 7 cho em này. Rồi em qua mã nhé mọi người. Bây giờ em sẽ kỷ niệm mỗi chị một chiếc quần. Đây, cái quần này của em có ít mọi người này. Cái quần này đẹp lắm. Cái quần này thì siêu đẹp nhé mọi người. Quần này chất đẹp lắm luôn. Em bán cho các chị em mình lỗ vốn quần này đấy mọi người này. Cái quần này đẹp lắm ấy. Quần này thì siêu siêu đẹp luôn. Mọi người chia sẻ bài viết lên giúp em này. Đây, nhìn cho em này. Em này nhé mọi người nhá. Đẹp mê mẩn chưa? Quần này các chị lên cho em mã hàng là tặng 8 cho em 40 cân. 40 cân nha các chị ơi, đến đây em xem. 40 cân nha các chị nhá, đến 55 cân cho em. 40 cân nha các bác ơi, đến 55 cân cho em là các chị mặc vừa. 55 cân đổ lại các chị mặc vừa cho em ạ. Mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng 8 cho em. Tặng 8 nha, em bán cho các chị em mình với giá sẽ là 35.000 một cái quần này. 35.000 một cái nhá, chất cực kỳ đẹp mọi người. 35.000 đồng em có mấy gì thôi. Quần này em chỉ có mấy gì thôi. Các chị lên cho em hàng là tặng 8 cho em. Màu đẹp chưa các chị cho em này. Đây. Hàng này may rất là đẹp nhá mọi người nhá. May cực kỳ đẹp luôn. Quần có túi các chị này, trần chun trần cạp cho em rất là chắc chắn luôn. Đó, 35.000 một cái nhá, lên luôn cho em hàng là tặng 8 giùm em. Chị ơi đừng ghi là áo đang mặc nhá. Áo đang mặc thì các chị sẽ lên cho em hàng là tặng 7 chứ mình đừng ghi là áo đang mặc nhá. Đấy, quần đùi này là mã tặng 8 nhé mọi người. Tặng 8 là 35.000 một cái này. 35.000 đồng 40 cân đến 5 cân. Tặng 8 của chị Nguyễn Trang, ok chị này. Tặng 8 của chị Võ Thùy này. Tặng 8 của chị Trần Hồng này. Bánh em còn chị ơi. Áo đang mặc của em 55.000 đây. Cái quần này 35.000 mọi người. Từ 30 cân đến 55 cân. 30 cân nha các chị nhá. Đến 55 cân cho em là các chị mặc vừa. Tặng 8 của chị Nguyễn Vân Trang. 30 cân nhá, đến 55 cân cho em. Rồi chị Trương Hội có mã tặng 8, ok chị này. Chị Khánh Hiền, ok, 2 chiếc tặng 8 này. Tặng 7 của chị Trần Thị Huệ, ok chị này. Tặng 8 của chị Phạm Thị Thắm, ok chị này. Tặng 8 em xả có 35.000 một cái đấy mọi người. Đẹp lắm, đây các chị nhìn quần cho em này. Mọi người nhìn quần này, các chị biết quần này các chị mua 55.000 em bán các chị 35.000. Rồi chị Hồng Nhung Hoàng Vân này, chị Nguyễn Nga này, các chị em này. Chị Phạm Thị Thắm, ok chị này. Chị Thúy Tạ, ok, tặng 8. Chị là chị Thanh Tâm tặng 5 cộng tặng 7 cho chị Nguyễn Vân tặng 8. Chị Nhi Phan tặng 8, ok chị này. Tặng 8 của chị Đăng Phạm, ok chị này. 30 cân đến 55 cân cho em nhé. Tặng 8 của chị Thanh Giang, ok chị này. 35.000 quần này mọi người. Đẹp lắm, các chị nhìn gần cho em nhé. Rồi, chất rất đẹp luôn, quần có túi hai bên của này. 35.000. Rồi, 35.000 luôn cho mọi người, cho các chị xuống này. Chị Hoàng Hiền, chị Đăng Phạm, ok chị này. Chị Hiền Bùi tặng 8, ok chị này. 35.000 một chiếc quần này cho em nhá. Rồi của chị Hằng Ngô tặng 8 này, của chị Thanh Bùi tặng 8 này. Chị Nguyễn Trang với tặng 8 chị này, đẹp lắm và mát nữa chị ạ. Vừa đẹp và vừa mát cho em nhá mọi người nhá. 35.000 một chiếc mọi người. Lên đúng mã hàng cho em là tặng 8 cho em quần đẹp như này. Có ai có quần đẹp như này 35.000 không mọi người ngoài em? Đẹp lại còn bán rẻ cho các chị nữa. Đấy. Còn ngô giòn không ngô, ngô sẽ em còn. Rồi chị Phương Thảo tặng 8, chị Trần Châu có tặng 8 này. Chị Hồng Lê 78, ok chị này. Cho chị hai quần chị phân phấn cho em tặng 8. Chị Hồng Lam, ok chị này. Chị Lại Thị Tiến, ok này. 30 cân đến 55 cân cho em mặc vừa nhé mọi người nhá. Lên luôn cho em mã hàng tặng 8 cho em mọi người. Đẹp quá luôn này. Tặng 8 nhá các chị yêu nhá. 35.000 một cái. Chị Lại Thị Tiến, ok, có tặng 8 chị này. Chị Xuân Phấn tặng 8 kèm số cho em đi chị ơi. Chị Nguyễn Hương có mã tặng 8, ok chị này. Chị Liên Nguyễn, ok chị này. Quần năng mặc của em là tặng 2 là 65.000 một quần chị ạ. Đấy. Chị nào thích quần em mặc thì lên cho em mà nó tặng 2 cho em nhá. Tặng 2 và kèm số lại cho em. Quần em mặc là 65.000 tặng 8 của chị Thanh. Chị Thanh Thủy, ok, tặng 8 cho chị Đỗ Hầm có tặng 8, ok chị yêu này. 35.000 chị ạ. Chị Tạ Ngàn có tặng 8, ok chị này. Tặng 8 của chị Thu Dung, ok, một chiếc này. Tặng 8 của chị Vinh Phạm, ok, có luôn chị yêu. 35.000 một cái nhá mọi người nhá. Đây luôn cho em mà hàng là tặng 8 cho em. Chị Hoa. Chị Hoa Phạm, ok chị này. 30 cân ạ, đến 55 cân cho em và các chị mặc vừa một em quần siêu đẹp như này. Siêu đẹp và siêu mát các chị ạ.
Đấy, bánh mochi là 119.000 chị ơi, một thùng 2 cân. Rồi chị Dương Huệ Chi này, chị Hoàng Nguyễn ok, chị là chị Phan Phấn ok chị này. Cho xem quần đã mặc lại em một chút xíu nhá chị nhá. À, tặng 8 xem 35.000 một cái này, nốt quần này xong em sẽ qua mạng cho các chị này. Quần đang mặc của em là tặng 2 một người 65.000. Quần đang mặc thì sẽ là 65.000 đồng một người nhá. Chị nào lấy quần đang mặc thì các chị lên cho em mã hàng và tặng 2 giùm em là ok, xong cho em áo đá nhìn nhá. Rồi em chuẩn bị lên áo đá cho các chị đi mọi người. Đấy, áo cùng đấy. Áo em mặc mã hàng là tặng 7 là 55.000 chị ạ. Chị Lù Hương tặng 7 này. Chị Trần Thị Loan ok chị này. Chị Nguyễn Tâm ok chị này. Chị Mục tặng ok chị này. Áo em mặc là tặng 7 nhé mọi người. Giá sẽ là 55.000 một cái nhé. Rồi chị Phan Thị Thu Hiền ok chị này. Chị Nguyễn Tâm ok này. Hôm nay em tặng bão áo đá cho các chị em mình. Đấy. Hôm nay em tặng bão áo đá cho các chị em mình nhé mọi người nhé. Các bác chia sẻ lá chị giúp em mọi người. Hàng 199 tặng rẻ các chị áo đá luôn. Tặng 8 chị Hoàng Châu ok chị này. Tặng 8 là quần nhé mọi người nhá. Tặng 7 cho chị một cái của chị Ly Đặng ok cho em tặng lại. Áo chị mặc bao nhiêu? Áo em mặc là em xả có 55.000 một cái thôi. 55.000 một áo em hàng đang mặc trên người. Chị nào lấy áo em mặc thì các chị sẽ lên cho em mã hàng là tặng 7 giùm em. Tặng 7 của chị Hương Thu ok này. Chị Ly Đặng tặng 7 này, tặng 2 của chị Trần Thị Lịch cho em xin tặng lại nhá chị nhá. Tặng 82 quần của chị Khương Phạm cho em xin tặng lại này. Tặng 7 của chị Ken Bốt ok cho em xuất lại này. Tặng 2 của chị Liễu Nguyễn ok chị này. Tặng 7 của chị Đỗ Hồng ok này. Áo em đang mặc là tặng 7 nhưng mà người tặng 2 của chị Đạt Nguyễn Thanh ok chị này. Tặng 8 của chị Nguyễn Nghĩa ok chị này. Tặng 8 là quần đùi. Tặng 7 của chị Hoa Xuân ok chị này. Áo đang mặc của em mã hàng là tặng 7 nhá. Chị nào lấy áo em mặc thì các chị lên cho em mã hàng là tặng 7 này. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mã cho cả nhà này. Mỗi bác mình chia sẻ bài viết cho em một lượt nhé mọi người. Chị nào mình chưa chia sẻ thì các chị bấm chia sẻ cho em. Tặng 8 là 35.000 chị ạ. Chị Vân Thúy tặng 8 này. Em nhận được áo nhà chị rồi mặc đẹp lắm. Cảm ơn chị Hồng Đỗ nhé. Hai này bão đơn rồi các chị cái áo đá nhé mọi người nhé. Này bão quà cho các bác luôn. Áo đá này hàng cao cấp mọi người. Các chị mua toàn là 199 thôi. Áo đá này nhé mọi người nhé. Mua bên ngoài là 199.000. 199.000 một áo đá này em tặng hết các chị luôn này. Áo đá nghe là 40 cân đến 65 cân. 40 cân nha các chị ơi, đến 65 cân cho em. Đây. 40 cân nha các chị nhá, đến 65 cân cho em. Là các chị sẽ mặc vừa nhá mọi người nha. Đây. Đẹp nhức nách luôn mọi người này. Mỗi bác mình chia sẻ giúp em một lượt nhá mọi người. Bác nào mình chưa chia sẻ này các chị bấm chia sẻ lá chín giúp em. Mỗi bác chia sẻ bài viết cho em một lượt mọi người này. Áo đá này là hàng 199 mọi người. 199.000. Mã hàng là tặng 9 cho em. Tặng 9 nhé mọi người nha. Nay em xả này. Xả nha các chị nhá. Xả bao tiền được nhỉ? Mã này bây giờ xả ra các chị mình bao tiền được mọi người? Mã hàng sẽ là tặng 9 cho em. Tặng 9 nhé mọi người nhá. Cộng số điện thoại cho em là em chốt ơn này. 199.000 một cái này. Bây giờ em xả mỗi chị một cái nhá. Với giá sẽ là 69.000. 69.000 là của chị Ánh Hiên ok chị này. Chị Trần Dung ok này. Chị Hồng Phạm ok chị này. Chưa thấy gọi điện cho em xin lại sự nặng chị Trung Huệ ơi. Của chị Trần Thị Loan ok này. Áo này sẽ là mã là tặng 9 ạ. Em tặng các chị là 69.000. 69.000 là một cái hàng áo đá cao cấp ạ. Bên ngoài họ bán này có chỗ bán 180.000, có chỗ bán 200.000, có chỗ bán hơn 200.000 áo này của em. Mà nó mát các chị ạ. Áo này nó rất rất là mát nha các chị nhá. Vừa mềm này, vừa mát các chị này, vừa co giãn cho em luôn. Đó. Mà chị ơi là các chị siêu rẻ luôn, 69.000 đồng một cái này luôn. Mã hàng là tặng 9 nhá mọi người nha. Áo đen đang mặc bao nhiêu chị ơi? 69.000 một cái chị nhá. 69.000 đồng. Mã sản phẩm là tặng 9 giùm em. Rồi của chị Liên Nguyễn ok chị này. Tặng 9 này, tách số điện thoại cho em là bên em chốt ơn nhá mọi người nha. Rồi chị Vũ Uyển. Chị Vũ Uyển ok tặng 9 chị này. Tặng 9 nhá mọi người nhá. Đó, tặng 9 và kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em mọi người. Tặng 9 của chị Đặng Thẹn 40 cân ạ, đến 65 cân cho em là các chị mặc vừa. Chị Nguyễn Thắng là chị Phạm Ninh 2 chiếc ok chị này. Không thể nào bỏ qua em áo đá được rồi bởi vì áo đá này không bao giờ hết lỗi mốt. Cái dòng này là dòng truyền thống đấy mọi người. Chị Phương Nguyễn ok chị này, đẹp xuất sắc luôn, lóng lánh lấp lánh.
Chị Mai Hương tặng 9 là chị Nguyên Nghĩa, đừng như là áo đá nhé. Nghĩ cho em Hằng là tặng 9 cho em. Tặng 9 nhé mọi người nhá. Tặng 7 là 55.000 một cái đấy chị ơi. Tặng 9 là kèm phương tặng cho em. Chị Phương Thẻo ok, tặng 9 chị này. Tặng 9 của chị Hải Nguyễn ok chị này. Tặng 9 chị Nguyễn Tân này, của chị Kim Liên Dương có tặng 9 ok chị này. Chị Hoa Phượng tặng 9 ok này. Tặng 9 của chị Thơm Lê một chiếc này. Chị Dương Phương Hoàng một chiếc tặng 9 này, 69.000 chị ạ. Rồi chị Kim Anh Lê thì có luôn tặng 9 này. Có một màu thôi à em? Vâng, chị áo đá thường thường chỉ có một màu thôi. Rồi chị Đỗ Bình tặng 9 ok chị này. Chị Chu Huệ ok em thấy thuận. Rồi chị Nguyễn Vân tặng 9 ok chị này. Tặng 9 giúp em này. Chị Nguyễn Như ok có tặng 9 chị này. Khẩu trang là 169.000 một thùng nhá, cho em quần váy. Tặng 9 của chị Thùy Hoàng ok chị này. Tặng chị áo, chị Liên Lê phải ghi là tặng 9 quần váy. Phải ghi cho em hàng là tặng 9 cho em nhé mọi người nhá. Chị Phương Hoàng ok chị này. Hả? Ngoài bao ngoài kia 4 bao đây anh. Chị Tô Thị Hạnh ok chị này, của chị Giang Vũ ok chị này. Tặng 9 cho em mọi người này. Tặng 9 của chị Giang Vũ ok, tặng 9 chị này. Tặng 9 hai chiếc của chị Bích Ngọc Nguyễn ok, tặng 9 này. Chị Yên Hoàng có tặng 9 các em xả là 69.000 mọi người. 69 như chị Vang Trần tặng 9 ok chị này. Chị Phạm Văn Quyền tặng 9 cho em, số lại khẩu trang em có bán, khẩu trang là 169.000 chị ơi, đợi em một chút nhá, xong khẩu trang. Chị Oanh Trần tặng 9 này. Của chị Thùy Lê ok, là chị Dinh Hạc ok, là chị Nguyệt ok chị này. Chị nào lấy áo em mặc nhất thì mình cứ lên cho em hàng là tặng 9 đi mọi người. Tặng chị áo đá, chị Liên Lê muốn mua áo đá thì ghi là tặng 9 nhá. Chị Liên Lê muốn mua áo đá thì ghi là tặng 9 và cộng số lại cho em thì mình mới có đơn nhá chị nhá. Quần mà để mặc váy mà anh. Em bảo là quần váy anh này. Quần mặc váy nó có túi zip ở trong ấy, ở mấy bao ngoài đóng bao ở chỗ ấy đây, chỗ cậy đây. Em bảo quần mặc váy anh mang quần đấy vào. Tặng 9 của chị Thanh Xuân. Tặng 9 của chị Lại Hương cho em, số lại chị này. Chị ơi áo như em mặc ấy thì các chị ghi cho em là tặng 9 nhá. Chứ chị đừng ghi là cho chị áo như em mặc. Đến mai nhân viên nhà em chốt đơn lại cứ bảo là cho chị áo như Hằng mặc ý, mà em Hằng mặc thì từ đầu đến cuối la thì phải mấy chục cái cơ. Nên mình phải ghi theo mã cho em. Tặng 9, mai nhân viên sẽ chốt đơn là à chị ơi chị mua cái tặng 9 là cái áo đá của nhà em, như thế là sẽ chốt là chốt đúng sản phẩm luôn đấy. Áo em mặc là 69.000 chị nhá. Mã hàng sẽ là tặng 9 ạ. Chị Hà Tu là chị Hồng Nhung ok này. Lên cho em mọi người này, em vừa bảo lại còn mặc váy rồi đây. Chị Hoàng Thị Thơ ok chị này. Chị Nguyễn Ngọc Bích ok chị này. Chị Vũ Thị Thủy ok chị này. Quần ăn mặc của em có bán nhá. Quần ăn mặc của em là quần tặng 2 chị ạ. Tặng 2 là 65.000 một cái nhá chị nhá. Chị Hương Phúc này của chị Long Nguyễn ok chị này. Rồi các chị nhìn cho em mọi người này. Cái quần mặc váy này em xả chia cho các chị nhá mọi người nhá. Đây. Cái quần này bình thường 50.000 một cái. Tại vì hàng của nhà em là hàng loại 1. Hàng của nhà em các chị nó là hàng loại 1 này, nó dày. Quần này của em các chị nhìn này, nó dày và nó rất là mịn. Em này mặc nâng mông nhá. Dày, mịn, nâng mông. Cái này không phải là cái hàng mỏng dính. Hàng mỏng dính các chị mua đã 30.000 và 35.000 rồi. Còn hàng này mua ở ngoài phải tầm khoảng là từ 40 hoặc 50. 40 hoặc là 50.000 một cái ấy. Hàng nhà em các chị nhìn này. Phối ren hai bên. Còn cái hàng mỏng các chị ạ. Hàng mỏng là người ta sẽ có một cái tua ở bên dưới này. Còn nhà em là hàng chuẩn loại 1 nhá. Co giãn các chị này. Đó. Cái em này nhá mọi người nha, từ 40.000 đến 50.000 một quần luôn. Em này mặc nâng mông. Đây. Nâng mông này, co giãn này cực kỳ đẹp luôn. Đây là hàng cao cấp nhất luôn. Quần mặc váy này là quần xịn là các chị lên cho em này. Mã hàng là tặng 10 cho em. 50.000 một quần, bây giờ em tặng các chị là 45.000 ba quần không chọn màu nhá. 45.000 đồng sẽ là ba quần không chọn màu giúp em, ba chiếc ba màu. 45.000 đồng ạ, 3 chiếc này, 3 màu khác nhau cho em. Đó, từ 40 cân đến 65 cân. Bây giờ quần mặc váy chị nào cũng phải cần rồi mọi người. Bây giờ các chị đi cỗ bàn là rất là hay mặc váy. Mà mặc váy mà các chị mà lại chỉ mặc độc quần slit không mọi người. Mà không may nó gió một cái hay là ngồi mạnh một cái thì nó hở hết cả đồ đạc, hết hàng hóa lên luôn đó mọi người. Đó nên là cái quần mặc váy bây giờ nó rất thông dụng luôn. Nó cực kỳ là thông dụng nha các chị nha. Chị nào mình cũng phải có tầm khoảng là chục cái và hơn chục cái mọi người này. Đến lúc mà các chị mặc đỡ phải tìm. Bây giờ có một hai cái xong mỗi lúc mà tìm đến nó mọi người vất lung tung hết lên tìm mãi không thấy cái nào, lúc đấy mới bực mình chuẩn bị đi cỗ rồi tìm quần váy tìm mãi không thấy mọi người. Cảm giác nó rất là điên luôn đó mọi người. Có chị nào cảm giác giống em nữa mọi người. Đấy, mà em phải có đến tầm 20 cá mà nhiều khi mà em tìm mà không thấy cái nào mọi người ạ. Tặng 10 cho em nhá.
45.000 đồng 3 quần, 40 cân đến 65 cân. 40 cân các chị ạ, đến 65 cân cho em nhá. Tặng 10 của chị Nguyễn Như, tặng 10 của chị Thu Hiền, tặng 10 chị Hoa Phượng, tặng 10 của chị Võ Thùy, tặng 10 chị Nguyễn Khánh Hà. 45.000 là 3 cái và hàng nhà em là hàng dày. Dày mịn chứ không phải là cái hàng mỏng dính đâu mọi người ạ. Hàng mỏng dính các chị mua cũng 30.000 một cái rồi. Còn đây của em là hàng chuẩn loại 1. Mẫu móc quần nó sẽ nằm trong một túi zip như này các chị này. Mã hàng sẽ là tặng 10. Tặng 10 giùm em nhé mọi người nha. 40 cân là đến 65 cân cho em này. Chị Hạnh Nguyễn tặng 10, chị Loan Kim tặng 10. Chị Hương Trần tặng 10 các chị này. Tặng 10 cho em nhé mọi người nhé. Tặng 2 có số đến 58 cân. Chị Ngọc Xuân tặng 10, chị Mai Anh Phí tặng 10. Chị Mel Trang ok, chị là chị Bích Hồng Phạm lên mạng tặng 10 chị ơi. Tặng 10 cho em nhé mọi người nhé. Tặng 10 của chị Hà Thịnh ok là chị Chuyên Hà ok là chị Huyền Phạm ok, chị là chị Thúy Nguyễn ok này. Chị Huệ Phương Trần ok là chị Yến Linh ok này. Chị Tô Thị Hạnh ok này. Có chị nào mà có cảm giác mà đến lúc mà mình mặc váy mình đi tìm quần váy mãi không thấy mọi người, cảm giác cái nó tức mà nó bực mình đã đang vội sẵn mà tìm mãi không thấy quần nào để mặc váy bên trong mọi người này. Đây của chị Hương Phượng ok chị này. Chị Đỗ Thị Hoàn ok là chị Vân Trần này, chị Kim Phương Hoa ok chị này, của chị Vũ Thị Thủy này. Chị Lê Lệ ok là chị Phạm Văn Quyền tặng 10 chị này. Tặng 10 không dồn đơn vào buổi chiều đâu ạ. Đơn buổi chiều nhà em đi hàng rồi đấy. Đơn gọi điện rồi là đi hàng rồi, không dồn đơn nhé mọi người nhá. Rồi 3 set tặng 13 set của chị Xuyên Phạm này. Chị Thương Nguyễn Thị ok này, của chị Thúy Phan có tặng 10 chị này. Chị Lê Hiếu tặng 10, chị Hồng Lĩnh có tặng 10. Tặng 10 chị Sang Nguyễn, tặng 10 chị Vũ Huệ. 45.000 đồng 3 chiếc chị ạ. Chị Nguyễn Quyên ok này. Của chị Nguyễn Thị Tiến ok này. Rồi ok ạ, của chị Nguyễn Quyên có luôn. Chị là thêm 20 quần chiếc cộng quần mặc váy tặng 10 ok. Chị Yến Linh ok này. Chị Hồng Sạc Mai thì tặng 9. À đó mà có em tặng 9 nhá. Rồi chị Đinh Thơm, chị Bích Ngọc Nguyễn, chị Vũ Huệ là chị Nguyễn Thanh ok chị này. Quần mặc váy của em chỉ có đến 65 cân thôi mọi người ạ. Chị Hoàng Ngọc cho em số điện thoại nhé, của chị Hoài Lê ok. Quần mặc váy mọi người ơi, 45.000 đồng là 3 quần cho em luôn mà toàn là quần đẹp. Đây, em dơ gần chất các chị xem quần nhà em mọi người này. Nó dày, nó mịn, nó đẹp nhá. Không phải là cái quần mà hàng mỏng dính đó mọi người ơi. Quần nhà em xịn này, mặc nâng bông co giãn nhá. Chị Bích Hiền ok là chị Nguyễn Tịnh ok là chị Vũ Huế ok chị này. Chị Hoa Bùi ok chị này. Mã sản phẩm sẽ là tặng 10 giùm em mọi người. Chị Hương Ly Nguyễn ok tặng 10. 45.000 đồng là 3 quần cho em, quá là rẻ luôn này. Rồi của chị Ken Bot ok tặng 10, chị yêu chị Trần Hiền có tặng 10. Chị Nguyễn Linh Diệu Nguyễn tặng 10 ok ạ. À, tặng 10 của chị Nguyễn Thị Huế này, 65 cân một thoải mái mà. 40 cân các chị ạ, đến 65 cân cho em. Đó. À đơn chiều chưa thấy gọi rồi, các chị em biết mai nhé, em gọi thì dồn được hả? Của chị Lê Huệ ok, chị này, chị Kelly Nguyễn ok này. Chị Nguyễn Xuân ok có tặng 10 chị này. Chị Hương Đinh ok chị này. Tặng 10 chị Thoa Phan cho em số lại nha, chị Trên Nguyễn ok này. 6 quần của chị Phạm Ninh lên số giúp em chị ơi. Chị Hương Nguyễn là chị Vũ Thị Hòa là chị Hoa Cỏ May có luôn chị yêu này. Áo em mặc là 69.000 ạ. Chị Ánh Hiên ok là chị Lê Huệ có chị này. Chị Dung Nguyễn ok là của chị Tuyến Kim ok, chị yêu là chị Lý Thị Cao có này, chị Uyên Xuân có này, chị Kim Liên Dương có chị này. Tặng 10 cho em mọi người này. Ai lấy tặng 10 các chị lên cho em tặng 10 xong em chuẩn bị qua mã nhé. Quần váy nhà em siêu đẹp. Mà quần này các chị mặc nó vừa ken bụng này, xong nó lại vừa nâng mông nha các chị nhá, cực kỳ đẹp luôn mà giá lại quá là rẻ luôn mọi người. Có 45.000 đồng là 3 quần. 45.000 3 quần và em đảm bảo với các chị là quần váy của nhà em sẽ là quần váy xịn. Chắc chắn các chị luôn ạ, quần váy của nhà em hàng nó sẽ là quần váy cực kỳ là xịn và đẹp luôn đó mọi người. Mặc rất là mát nha các chị nhá. Đó, không có bị xù lông, không có bị nhão đâu. Cái quần mà các chị mua 30.000 ấy, cái quần mỏng ấy các chị mặc được một lần, hai lần nó nhão chảy hết luôn đó mọi người. Còn quần này của em vải của nó dày, của nó có mịn các chị nhá, mặc siêu sướng luôn. 45.000 đồng sẽ là 3 quần cho em. Đây luôn cho em mã hàng sẽ là gì ạ? Tặng 10 cho em nhé. Tặng 10 này cộng số điện thoại cho em. Là bên em chốt đơn nhé mọi người nha. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đây, còn hàng này là hàng siêu phẩm của các bác đây mọi người này. Đây phải gọi là siêu phẩm đình đám nhé. Áo em đang mặc là mã là tặng 9 mọi người. Áo đá sẽ là em mặc là tặng 9 nhé mọi người nhé. Chị nào chốt comment là tặng 9 cho em. Tặng 9 này cộng số điện thoại cho em. Đây này, cái bộ này là phải gọi là siêu phẩm hot đình đám. Mà em sợ thật luôn ạ, một buổi em bán hết không biết là bao nhiêu bộ này. Một buổi em bán không biết là hết bao nhiêu cái bộ này luôn. Bởi vì nó đẹp mà nó tôn da. Bộ này nó đẹp các chị, nó tôn da. Màu này em bán được nhiều, phải gọi là siêu nhiều luôn nhé mọi người.
mong là chị nào cũng ưng ấy, và mọi người nhận hàng các chị toàn feedback thôi. Rất là nhiều chị mặc ảnh bộ này feedback cho nhà em nhé mọi người nhé, nó rất là đẹp. Bộ này mặc rất là đẹp và rất là sang luôn mọi người này. Các bác chia sẻ lá chim giúp em nhé mọi người, để em chia các chị bộ này. Em đảm bảo là bộ này các chị mê tít luôn mọi người ạ. Chắc chắn là bộ này các chị nào nhìn thấy cũng muốn mua, tại vì nó rẻ lắm ý. Bộ này em chia cho các chị em mình siêu siêu rẻ luôn mọi người này. Chia sẻ lá chim giúp em nhé mọi người nhé. Mỗi bác chia sẻ bài viết cho em một lượt này. Hôm cho em vẫn nợ đơn đấy. Bộ này là em cũng vẫn nợ đơn, em chưa trả hết đơn đâu. 40 cân nhá, đến 60 cân cho em mọi người. 40 cân các chị này, đến 60 cân cho em mặc vừa. Quần của em là quần lửng. Bộ này của em nha các chị nhá, quần của em sẽ là quần lửng này, mặc dài qua ở một chút luôn. Mát, chất của nó sẽ là chất thun lạnh. Bộ này nha các chị nhá. Chất thì sẽ là chất thun lạnh này, vừa mềm này, vừa mát các chị này. Vừa co giãn nha các chị nhá. Mềm mát co giãn, không xù lông, không sổ lông mà không bị lộ bụng. Kể cả là riêng một cái áo này thôi ấy, các chị mặc cùng với lại quần baggy hay là áo này không ấy, mình mặc cho em với chân váy nó cũng thành một cái áo kiểu đẹp rồi. Đó, lên cho em mã hàng là tặng 11 cho em. Bộ này em chia 55.000. Bộ này em chia cho các chị là có 55.000 một bộ thôi. 55.000 một bộ nhá. Mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng 11. Tặng 11 nha các chị nhá. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn này giá là sẽ là 55.000 một bộ. 55.000 là một bộ cho các chị em mình luôn nhé mọi người nhá. Đó. Rồi chị Phạm Thanh Liên này, của chị Lý Thắng này, chị Nguyễn Tuyết ok chị này. Chị Hoa Bùi ok này, bán quần đang mặc đi. Quần đang mặc của em vừa nãy là mã là tặng 2, giá là 65.000 một bộ chị ạ. Đây. Còn đây sẽ là tặng 11 cho em nhé. Đây. Bộ này không bao giờ làm các chị mình thất vọng luôn. Được chưa ạ? Rồi chị Võ Thùy này, chị Ánh Mây này, của chị Sơn Trần ok này. 40 cân đến 60 cân cho em mặc vừa nha các chị nhá. Chị Nguyễn Xuân ok, tặng 11, chị này tặng 11 kèm số cho em. 40 cân đến 60 cân cho em. Đó, giật máy giật cho em thoải mái luôn. Chị Hương Nguyễn ok, hai bộ chị này, không xù lông này, không sổm lông nhá mọi người nhá. Rất rất là đẹp luôn. 40 cân đến 60 cân cho em nhá. 60 cân mặc cho em thoải mái chưa? Đó. Tặng 10 là quần mặc váy nhá chị nhá. Tặng 10 là quần mặc váy vừa like rồi. Chị Anh Thu Lan này, của chị Thị Nguyễn ok chị này. Chị Vân Thúy này, của chị Đặng Thẹn ok chị này. Chị Trần Phượng ok, một bộ chị này 55.000 bộ này chị ạ. Các chị này, mềm mát này, màu đẹp này. Màu này vừa đẹp nhá, vừa. Cái màu này nó là màu xanh hoàng da. Các chị nhìn họa tiết của nó mọi người này. Đẹp, mát cực kỳ luôn. Chị Phúc Phạm ok, chị này, của chị Ngọc Xuân ok này. Chị Nguyễn Tâm ok này, chị Nhi Phạm ok chị này. Chị Trịnh An ok, hai bộ này. Chị Lạc Thị Tiến ok chị này. Giá cho các chị em mình nhé mọi người nhá, sẽ là bao nhiêu tiền ạ? 10 là 55.000 ạ. Rồi của chị Huệ Phương Trần ok chị này, chị Nguyễn Thúy là chị Chu Lan ok chị này. Chị Chuyên Hà ok chị này, của chị Phong Quang này, chị Mai Mai ok chị này. Chị Châu Lệ Hương ok chị này. Lên đúng mã cho em là tặng 11 cho em nhé mọi người nhá. Đây. 55.000 một bộ này cho em mọi người. Quần lửng nhá, mặc dài qua của chị ạ. Rồi chị Phạm Thìn ok này, bộ này đẹp quá luôn đó mọi người ơi. Em thực sự là thấy rất rất là ưng cái bộ này, màu của nó đẹp lắm ấy. Đó. Rồi của chị Hoàng Thị Hằng ok chị này. Chị Nguyễn Thị Huế ok này, chị Hoàng, chị Hồng Lê Lâm ok này. Chị Vân Nguyễn Thị ok này, cho em một bộ giống của chị phải ghi là mã là tặng 11 nhá chị ơi. Chị Trần Hương một bộ, chị Nguyễn Tươi một bộ, chị Bông Ngô một bộ, chị Tống Trịnh một bộ. Em còn khẩu trang chị Đỗ Bình ok một bộ chị này. Chị Linh Hoàng một bộ, chị Hoa Hoàng một bộ, chị Lâm Lê một bộ, chị Ngọc Nguyễn một bộ, chị Hồng Thu hai bộ chị này. Chị Xuyên Phạm ok hai bộ này. Chị Thiện Nhân có tặng 10 ok chị này. Bộ đang mặc của em là tặng 11 nha, chị Hương Đỗ tặng 10. 11 của chị Đinh Thị Hương, 11 của chị Su Thanh con gái chị Hạnh Dương có tặng 10. Bộ này có 55.000 thôi mọi người, mà rẻ đẹp nhức nách luôn á. Rồi chị Hạnh Liên ok là chị Nga Thúy ok chị này. Chị Nguyễn Ánh ok là cho em một thùng thẻ nữa. Chị Nguyễn Dung ok chị này, hai bộ của chị Hà Thu có luôn nha chị nhá. Chị Trần Thị Loan ok chị này. Nhờ chị lấy bộ này hai bộ quá, chị Trung Vũ ok này, của chị Hương Phúc tặng 11, chị Thiện Nhân 11, chị Lan Vương 11, chị Phạm Đặng ok, chị Trung Vũ 11 này, 11 của chị 10 Huỳnh có luôn này. Tại vì bộ này rẻ các chị, em bán là các chị là có 55.000 thôi. Chị Khuê Nguyễn một bộ, chị Ngọc Thắng ok một bộ. Chị Hòa Lê Lê ok hết rồi còn đâu. Tặng 11 ok chị này, của chị Trúc Linh Dương ok chị này. Tặng 11 cho em này. Đây.
Chị Minh Mùi ok này. Hết rồi lại còn khổ quá. Mọi người ơi, em thề chứ mà em ăn tú thạch hết mà ông chồng em bảo nó ăn nhiều thế, ghét thế chứ này. Ăn hết rồi còn đâu mà hỏi nữa. Ăn hết tú thạch rồi vẫn hỏi là tú thạch dở ở đâu rồi. Ăn hết được 80 đời rồi. Khổ ghê. Rồi tặng 11 của chị Mèo con mông ok này, của chị Bùi Hương ok chị này. Ông lại còn câu chơi câu mõm thế, khổ quá, cái này ngon mình ăn hết nhiều mọi người. Chị Thoa Kim ok chị này, của chị Kim Oanh ok chị này. Chị Thúy Vũ ok này. Em không có, chị Thu Hào nhá, chị Trần Hương ok, chị Nguyễn Đồng Hạnh ok. Chị nào chốt comment là tặng 11 cho em nhá. Tặng 11 ạ, của chị Hương Thu ok này, chị Nguyễn Huyền ok này. Chị An An ok này. Chị ơi về bảy nhà em không có hàng, chị Đoàn Nguyễn nhá, chị Nguyễn Đài ok, của chị Hương Phượng ok này. Chị Hương Huế này, chị của chị làm Vũ hai bộ này, chị Lê Hồ này, chị Nguyễn Liên ok hai bộ này. Nhiều chị lấy hai bộ này dã man này, chị Mùa Đông ok chị này. Chị Thái Bùi ok chị này, tặng 11 chị Phạm Văn Quyền ok này. Chị Nguyễn Linh ok chị này, chị Thúy Hương ok tặng 7 chị này. Chị Hồng Linh tặng 11 cho em số đoạn, chị Thảo Nguyễn cho em xin số này. Chị Diệp Thị Phượng ok này. Màu đẹp quá chị, xanh này xanh mát. Màu xanh này của em xanh mát nhá. Bộ đang vận mã gì vậy? Mã là tặng 11. Em chiên có 55.000 bộ này thôi. Bộ này là có 55.000 một bộ thôi nha các chị nhá. Lên cho em mã hàng là tặng 11 cho em. Tặng 11 này kèm số điện thoại cho em này, em chốt đơn của chị Đặng Lệ này, của chị Liên Lưu này, chị Tuyên Lê này, chị Linh Hà ok chị này. Tặng 11 và kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. Này em chốt đơn. Đó, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán 40 cân đến 60 cân cho em. Rồi chị Thị Chủ ok chị này, chị Nguyễn Biên 11 ok, chị Bình An có 11 chị này. Chị Lệ Lệ có tặng 9 ok này. Bộ đang mặc mã gì vậy? Mã là tặng 11 bác ơi. 40 cân đến 60 cân cho em. Cho em một bộ của chị Đinh Thị Nguyễn Nguyễn, đừng ghi là cho em một bộ, ghi là tặng 11 cho em. Mọi người đừng chị nào ghi là cho em một bộ hay là cho chị một bộ giống em mặc, mà mọi người hãy ghi cho em là mã sản phẩm nhá. Cái bộ này của em mã hàng là tặng 11. Đó thì mình sẽ ghi cho em là tặng 11 và kèm số điện thoại cho em là ok. Tặng 11 dùm em nhá các chị yêu nhá. Em cảm ơn chị Ánh Mây, chị này bộ này em xả có 55.000 thôi. Rồi ok này. Rồi cô Mai Xuyến ok này. Tặng 11 cho em nhé. Hai bộ của chị Trần Ngân ok chị này. Chị Phạm Thạch có tặng 11 này. Của chị Nguyễn Thị Liên ok này. Tặng 2 năm trước của chị Xuyến Phạm ok. Chị Phương Thùy có 11. Chị yêu nào lấy tặng 11 thì các chị cố lên tặng 11 cho em nha mọi người này. Khổ quá. Em ăn hết quá thạch mà ông chồng em ông hoảng hốt mọi người. Ông hỏi thạch đâu em bảo thạch hết rồi. Ông hoảng hốt vì em ăn hết túi thạch mọi người. Tại vì thạch ngon quá chẳng em mọi người. Em bán hàng mà tối em cứ ăn như này. Mà rõ là tối ăn kiêng đó chị ạ. Tối với ăn kiêng ấy. Tối nay em chỉ ăn lưng bát rau với lại là một miếng khoai luộc thôi. Nhưng mà may là mình bán thạch. Bán thạch này ăn thì ăn thì thạch này nó không béo nên là cứ ăn vô tội vạ. Chứ đến lúc mà mình đã mất công ăn kiêng rồi sau này ăn mấy cái đồ béo béo vào thì cũng bằng hòa luôn các chị này. Thạch ngon lắm các chị ạ. Này, thạch giòn dai siêu ngon nhé mọi người nhìn cho em này. Này. Thạch nhà em rất là ngon nhé mọi người. Nhưng mà cái thạch này của em vị của nó khác những vị thạch em từng ăn ấy. Cái thạch này ăn rất là ngon luôn. Đây là vị khoai môn mọi người. Mà thơm. Thơm nước mũi luôn. Thơm các chị nhỉ. Cái vị ngọt của nó thanh thanh. Không phải là vị ngọt sắt mùi nhá. Vị ngọt nó thanh thanh này. Nhai nó dai các chị này, nó rất là thơm và bùi luôn. Ngon dã man các chị ạ. Tiếp một cái vị khoai môn nữa mọi người này. Vị khoai môn ngon dã man luôn này. Cái này là hoa quả của nó có nhiều vị. Có vị khoai môn này. Vị dâu tây mọi người này, vị dứa này. Vị xoài này, vị táo thêm nhé mọi người nhá. Đấy. Một túi này là 400g. Một túi này của em có chị 400g nhá. Thạch này trẻ con người lớn. Trẻ con nghiện các chị này. Người lớn nghiện này. Và ăn cái này không sợ béo. Ăn cái này nó sẽ không bị ngán đâu mọi người ạ. Nó không bị ngán giống như là bánh kẹo đấy mọi người. Thạch này các chị này. Ăn ngon hơn mà khi các chị để vào tủ lạnh. Đó. Cái mùa hè mà oi bức như này các chị này. Mà các chị đang đi làm về mệt. Các chị ăn mấy cái thạch để trong tủ lạnh cho em ý. Ăn vào nó mát nó tỉnh người luôn. Nếu như đang mệt ăn vào mát tỉnh người luôn. Em nói toàn thật luôn.
Chị nào mua về các chị ăn thử, các chị cho em cảm nhận nhé. Đó, hạt này của em đếp mới nhất luôn này, sản xuất ngày 20 tháng 4, hạn sử dụng là ngày 20 tháng 12. Ok chưa các bác? Đó, các chị comment là thạch ngon cho em nhé. Thạch ngon cho em bán các chị là 19.000 một gói. Thạch này em thề với các bác luôn ấy, khách toàn mua này, 5 gói, 10 gói, có chị mua 20 gói luôn. Có chị mua 20 gói luôn nhé mọi người nhá. Em tặng các chị là 19.000. Đó. Em ăn kiêng đấy chị, em sợ béo đấy chị ơi. Tối là em chỉ ăn làm một nửa củ khoai luộc này với lại một bát rau. Có hôm thì em sẽ ăn là hoa quả với lại yến mạch. Đấy, có hôm thì em sẽ ăn trứng. Đấy. Comment cho em là thạch ngon cho em nhé mọi người nhá. Thạch ngon cho em các chị ơi. Đây, giá sẽ là 19.000 một gói và một gói này của em là 400g. Một gói này của em là 400g nhá. Có chị đầu tiên mua 2 gói, xong cứ thêm dần, xong cuối cùng lên đến 10 gói luôn. Đấy, em không bán sữa gì, sữa nhem hết hàng rồi. Thạch ngon của chị Huệ tạo, ok chị này. Các chị comment là thạch ngon kèm số lượng cho em là mấy gói nhá mọi người nhá. 3 gói của chị Hải Yến, ok chị này. Đấy, comment là thạch ngon và kèm số lượng cho em là em chốt đơn. Hầu như là không có chị nào mua một gói nữa, các chị toàn mua 3 đến 10 gói thôi. Toàn mua từ 3 đến 10 gói các chị này. Của chị Phát Giang Phạm cho em số mạng nhá chị ơi. Đó, thạch ngon cho em nhá. Bộ đăng mặc của em là 55.000, mã hàng là tặng 11 ạ. Chị Mai Xuyến ok này. 4 gói của chị Lân Vũ này. 3 gói của chị Phạm tặng cho em số mạng. Bộ đăng mặc của em là 55.000 chị nhá. Mã hàng là tặng 11. Chị Ngọc Xuân ok 4 gói chị này. Thạch ngon kèm số lượng là mấy gói cho em? 19.000 một gói. 19.000 một gói nhá mọi người nhá. Đúng rồi nhá chị Lê Đặng ơi. Trong cùng một like chị mua 5 sản phẩm cũng chỉ có 30.000 tiền ship thôi. Đó, chị Hồng Gấm ok này. Chị Nguyễn Hải Đường có 5 gói, chị Liên Trần 5 gói. Chị Lê Hằng Đoàn 3 gói, chị Lê Lê ok chị này, comment cho em số lượng nhá. Thạch ngon kèm số lượng mấy gói cho em mọi người. 2 gói của chị Hoàng Hiền, chị Bảo Ngân ok chị này. 2 gói của chị Nguyễn Thanh, 2 gói của chị Lan Vương. 19.000 một gói chị ạ. Chị Tuyết Đặng ok 3 gói. Chị Lan Vương 2 gói này. Xong mình em còn nhá chị ơi. Đó, em còn chị Trần Ngọt nhá. Lên luôn cho em mọi người ạ. Rồi ok chị này. Của chị Trung Thị Hằng ok ạ. Chị Bùi Mận ok chị này. Bộ em mặc là tặng 11 nhá các chị nhá. Đó, thạch của chị Lan Nguyễn 2 gói, 5 gói của chị Thiện Nhân ngon lắm các chị ạ. Thạch này em hứa danh dự với các chị là phải gọi là siêu ngon. Thạch này là siêu ngon nhá, không phải là ngon đâu mọi người. Em từng ăn rất rất nhiều loại thạch rồi mà thạch này nó ngon lắm ý. Cái vị của nó rất là mát. Vị của nó mát và nó không có ngọt sắc, ăn nó rất là dễ ăn luôn. Đó mà ăn không sợ béo mọi người ạ. 3 gói chị Huyền Đông, 3 gói chị Thu Ngân Võ. Chị Lê Hạnh 2 gói này, chị Bùi. Chị Liên Bùi 2 gói này, bộ em mặc là tặng 11 chị ạ. Chị Hà Thị Thu ok chị này. 3 gói của chị Vũ Thu Hồng, tặng 11 của chị Trịnh Long cho em số điện thoại. Chị Thùy Dung 2 gói ok chị này. Các chị bình luận kèm cho em số điện thoại nhé mọi người nhé. Thạch ngon là 19.000 một gói thạch. Em còn nha, chị Phạm Thị Thúy cho em số điện thoại. Rồi chị Nhi Phan ạ, chị Thu Lê 5 gói ok chị này. Chị Nguyễn Đài 2 gói ok chị này. Tặng 11 của chị Nhi Hoàng, của chị Thanh Giang ok ạ. Chị Thu Hồng có 5 gói. Chị Phạm Huyền 5 gói này. Bộ em mặc mã hàng sẽ là tặng 11 nha các chị yêu ơi. Chị nào thích bộ em mặc thì mình cứ lên là tặng 11 cho em nhé. 4 gói của chị Hoa Mai, 4 gói của chị Đậu Dương, 3 gói của chị Trần Sơn, 3 gói của chị Nguyễn Thị chị Nguyễn Thị Màu 3 gói, 4 gói của chị Kiều Duyên Duyên. Bộ em mặc là 40 cân đến 60 cân. Chị Hoa Hoàng ok chị này. Của chị Mười Huỳnh ok. Bộ em mặc nha các chị nhé. Giá sẽ là 55.000 đồng, mã hàng là tặng 11 cho em. Đó, khẩu trang là 169.000 ạ. Chị Đỗ Bình 2 gói ok chị này. 5 rong biển và 5 thạch của chị Mai Thị Sương ok ạ. 3 gói của chị Tống Trinh ok chị nè. Chị Phạm Lan có tặng 11. Chị Giang Nguyễn ok có thạch, chị 4 gói ok chị nè. Thạch 3 gói của chị Cao Thị Long ok chị nè. Chị Lê Hằng ok này, của chị Nguyễn Thị Huế ok chị nè. Chị Lê Lệ ok chị nè. Em và muộn nên chẳng xem được cái nào. Bây giờ xem tiếp vẫn còn nhiều lắm chị ạ. Ăn rồi, đây ngăn đi. Rồi thạch ngon cho em mọi người này. 2 gói của chị Su Thanh con gái ok chị nè. Bộ em mặc là bộ quần lửng chị ạ. Em xả có 55.000 bộ này thôi nhá. Bộ em mặc có 55.000. Thế à? Rồi ok. Rồi ok, của chị Liên Trần tặng 11 này. Chị Nhung Hoàng tặng 11. Chị Trần Hằng ok chị này. Thế em vừa em mặc là gì? Tặng 11 của chị Phương Phạm ok chị này. Thạch 5 gói của chị Trần Linh ok này. Của chị Hoàng Trinh ok này. Chị nào mình đến thạch nha các chị nhá. Lên xem nó thạch ngon cho em. Thạch ngon nha các chị nhá, 19.000 một gói, siêu ngon, ăn là nghiện. Đảm bảo cái này ăn là nghiện nhé mọi người. Các chị, cái này ấy, ăn nó dễ ăn lắm ấy, ăn nó không bị chán đâu.
ngon hơn trà sữa nhiều, ngon hơn bánh kẹo nhiều, dễ ăn. Đó, trẻ con ai cũng thích ăn và người lớn ai cũng thích ăn luôn. Đó. 19.000 một gói nhá, hộ em xuống đi. Lên cho em hàng sẽ là tặng thạch ngon cho em nhá. Đấy. Thạch ngon cho em chị Hương Lan ơi, các chị này. Cho xem lại bộ đang mặc với ok này. Bộ đang mặc của em mã hàng là tặng 11 cho em. Đó, quần lửng nhá, mọi người 59.000 à 55.000 một bộ. 55.000 đồng một bộ nha các chị nha. Mình sẽ lên đơn cho em mọi người này. Bình luận cho em mã sản phẩm nhá mọi người. Sẽ là gì ạ? Tặng 11 cho em. Tặng 11 nha các chị nhá. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá. Đó, 55.000 đồng một bộ ạ. 40 cân này đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. Ok chưa ạ? Cho em cái quần kem tặng cái quần kinh. Tặng lên. Thạch của chị Bình An 3 gói cho em, số mạng này của chị Song Tử 4 gói này, chị Linh Phương ok này. Ai lấy bộ em mặc nha các chị ơi, mình cứ lên đúng mã hàng cho em là tặng 11 cho em nhá. Tặng 11 này cộng số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhá mọi người nha. Đây cái quần này đẹp lắm mọi người. Quần này thì siêu đẹp luôn này. Bác chia sẻ lá chi giúp anh nhá. Eo quần đẹp lắm đấy ạ. Nhìn cho em mọi người này. Một bác chia sẻ giúp em một lượt nhé mọi người. Bác nào mình chưa chia sẻ này các chị bấm chia sẻ livestream giúp em. 30 cân đến 50 cân cho em mọi người này. 30 cân nha các chị ơi, đến 50 cân cho em là các chị mặc vừa quần này. Mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng 12 cho em nhé. 30 cân nha các chị ơi, đến 50 cân anh nhắn tin chị Hiền bảo chị em sửa má kia là đến 50 cân đi. Cái màu em vừa bán đấy. Nhắn lại quên màu kẻ vừa nãy nhờ. Rồi, mọi người các chị lên cho em mã hàng là tặng 12 cho em này. 30 cân nha các chị nhá, đến 50 cân các chị mặc vừa cho em. Em bán cho các chị 35.000 quần này. 35.000 một cái nhá mọi người nhá, lên cho em mã hàng tặng 12. Tặng 12 cho em mọi người này, đẹp chưa? 35.000 một chiếc nhá mọi người nhá. Đây các chị nhìn cho em này. Xịn sò chưa? Đó, từ 30 cân đến 50 cân cho em là mặc vừa. Mình sẽ lên luôn cho em mã hàng là tặng 12 giúp em nhá. Tặng 12 này cộng số điện thoại cho em. Đó, giờ của chị Lê Hồng là chị Lê Lệ ok, chị là chị Yến Hải ok, là chị Phương Anh Trần ok chị này. Khẩu trang là 169.000. Chị Nguyễn Hiền này của chị Thúy Tuấn Hoàng ok chị này. Tặng 12 cho em 35.000 một cái mọi người. Chị Phạm Quang của chị Hồng Thu ok chị này. Tặng 12 và cộng số điện thoại cho em nhé mọi người. Comment cho em luôn cả số điện thoại quần của em là có túi mọi người. Quần có túi nhá các chị nhá. Đây. Đó. Chi ân cho mọi người với giá sẽ là 35.000 mọi người. 35.000 này. Rồi của chị ok chị này, của chị Phương Thảo ok này. Một thùng khẩu trang là 169.000 của chị Như Uyên ok chị này. Mã quần này sẽ là tặng 12 nhé chị Trần Hiếu ok chị này. Đó tặng 12. Chị Bùi Mận ok chị này, 35.000 một cái chị ơi. Áo đá là từ 40 cân đến 65 cân cho em nhá. Chị Long Mảo ok chị này. Em sẵn là 35.000 quần này mọi người. Quần này 35.000 nhá. Đẹp xuất sắc ok, em cảm ơn chị này, của chị Lệ Đào ok chị này. Bộ em mặc là 55.000 một bộ chị ạ. Mã hàng là tặng 11 cho em. Rồi của chị Nguyễn Thanh ok chị này. Tặng 12 nhé mọi người nhá. Có bộ nào nữa không em có, chị có bộ nữa đây em một xíu nhá. Tặng 12 và kèm số nào cho em là bên em chốt đơn này. Chị Nguyễn Thanh ok chị này. Chị Ngọc Vĩnh ok chị này. Bộ đang mặc của em còn một màu nữa tím lên. Tặng 12 là 35.000 một cái nhé mọi người nhá. Chị ơi quần này của em mà chỉ có size từ 30 cân đến 50 cân thôi. Đó, lấy cho chị 5 bịch của chị Hồng Bích ok chị là 5 thạch đúng không chị? Quần này 55 cân không mặc vừa chị ơi. 30 cân nhá đến 50 cân cho em thôi. Rồi chị Hồng Lan này. Chị Phương Thúy ok chị này. 30 cân nhá mọi người, đến 50 cân cho em mặc vừa, mã hàng là tặng 12 giùm em. Tặng 12 này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá mọi người nhá, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Ai chưa có mã lên cho em này của chị Phương Thúy ok, có 30 cân chị này. Em còn chị Trần Ngọt nhá, chị Hương Nguyễn ok tặng 12 chị này. Tặng 12 hai chiếc của chị Võ Thị Nghĩa ok, có 2 chiếc chị này. Tặng 12 của chị Son Phấn ok chị này. Em xả này là 35.000, chị Vân Nguyễn tặng 12 ok chị này. Rồi em bộ em mặc em còn một màu nữa tím lên nữa các chị nhá. Đẹp xuất sắc, em cảm ơn chị Vũ Thúy Minh, siêu đẹp chị yêu ơi. Cái quần em xả có 35.000 các chị, màu đẹp dã man. Chị Phạm Quang ok này, của chị Tống Trinh ok chị này. Tặng 12 2 cái 38 cân của chị Thanh Hoa ok chị này. Chị Sở Hà ok có 12 chị này. Tặng 11 là 40 cân đến 60 cân là các chị mặc vừa nhá mọi người nhá. Đây. Em còn một màu nữa em chuẩn bị lên đây các chị yêu ơi. Chuẩn bị lên cho các chị một màu nữa siêu đẹp luôn nhá. Tặng 12 cho em.
xuất sắc cái quần này luôn đấy mọi người ạ. Ba mình thấy có chị Huệ Đào hay chị này. Đây, còn cái bộ này màu đẹp lắm, hôm qua hủy bao nhiêu đơn. Mọi người nếu mà chị nào mà sáng nay mà nhà em gọi điện lại cho mọi người để hủy đơn ấy thì các chị đặt lại cho em, thông cảm cho em, tại vì là tối nay là mới về hàng. Sáng nay là hết, mà sáng nay thì là cái bộ này á, sáng nay là rất là nhiều chị đã gọi điện chốt đơn rồi, xong nhân viên nhà em lại phải gọi lại cho mọi người. Phải gọi lại là thông báo là hết hàng. Thế thì là nếu mà các bác mà bác nào mà gọi hết báo là hết hàng ấy thì các bác sẽ đặt lại cho em nhá bộ này. Cái mẫu này là nó mới về thêm các chị ạ. Mới về thêm nhá mọi người nhá. Khẩu trang là 169 một thùng khẩu trang nhá mọi người. Chị nào mình lấy khẩu trang rồi, anh đứng đấy anh vào anh bỏ em một cái này dịch vào lấy chỗ đứng nhá. Rồi bộ này các chị sẽ cho em mã hàng là tặng 13 cho em mọi người. Tặng 13 cho em nhé. Rất là đẹp luôn. Bộ này sẽ có giá cho mọi người là 55.000 một bộ. 55.000 một bộ cho em nhé này. Cái bộ này đúng là sáng nay là rất là nhiều chị nhà em phải gọi lại thông báo với các chị là hết hàng và hủy đơn, hoặc là có chị thì hủy đơn mà có chị thì là lấy sang cái sản phẩm khác. 40 cân đến 60 cân cho em. 40 cân đến 60 cân nhé mọi người, tặng 13 cho em ạ. Quần của em sẽ là quần lửng. 55.000 một bộ các chị ơi. Chị Võ Thị Liễu cho em xin số điện thoại. Lên đồ bộ nữa đi, ok em vẫn đang hay đồ bộ cho chị đây chị ơi. Đây. Mã hàng sẽ là tặng 13 cho em nhé mọi người nhá. Rồi của chị Hương Nguyễn ok tặng 13 chị này. Chị Bùi Mận ok có tặng 13 này. Của chị Lâm Lê này, chị Nguyễn Thị Màu ok chị này. Tặng 13 cho em mọi người này. Chị Trần Sơn ok chị này. Tặng 13 cho em nhé mọi người nhá. Chị em rẻ sốc các lắc luôn đấy. Của chị Thu Trang ok có tặng 13 chị này. Chị Ánh Hiền có tặng 13 ok chị này. Chị Trần Linh có tặng 13 ok chị này. Của chị Đinh Thu Hoài có tặng 13 chị này. Chị Hương Nguyễn ok em xả 55.000 bộ này. 55.000 đồng một bộ nhé mọi người nhá. Lên cho em mã hàng là tặng 13 cho em. Đẹp lắm cái bộ này, chất không bị xù lông, không bị sổm lông cho em. Mà bộ này nó rất là nổi chị ạ. Chị Trần Hiếu ok đấy các chị nhìn cho em. Đẹp lắm mọi người, bộ này các chị nhìn cho em này. Màu đẹp. Màu rất là đẹp nhá mọi người nhá. Đó, vừa đẹp vừa sang cho em luôn. Giá chỉ có 55.000 thôi chị ơi. Rồi chị Phạm Lan là chị Thanh Hoa là chị Tống Bình này. Chị Phạm Đặng ok là chị Trần Hiếu là chị Hương Nguyễn ok chị này. Chị Ngọc Thắng ok chị này tặng 13 này. Chị Khương Phạm là chị Quang Lê ok chị này, khẩu trang là 169.000 chị ơi. Rồi chị Phan Thị Hiền ok có chị này tặng 13. Chị Phương Nguyễn của chị Tô Lê ok tặng 13 chị này. Chị Trần Thị Bảy có tặng 13 ok chị này. Đẹp cho một người xuất sắc luôn nhá. Tặng cả nhà luôn, bộ này 55.000 một bộ. Chị Trần Tập ok có tặng 13 chị này. Mát lắm bộ này, co giãn các chị này. Bộ này của em co giãn nhưng giặt không bị phai màu. Giặt không bị phai màu cho chị Lệ Lệ ok chị là chị Hương Nguyễn ok chị này. Mềm mát cho em nhộn nhá, không bị xù lông, không bị sủng lông cho em. Chị Nhi Phan ok có tặng 13 chị này. Tặng 13 và kèm số điện thoại cho em này. Chị Hạnh Phạm là chị Bạch Thu Cúc này của chị Trương. Chị Trương Huệ ok chị này. Chị Trần Thị Kim Thái ok chị này của chị Hữu Bằng ok này, chị Nguyễn Lợi là chị Sở Hà này. Chị Bảo Lê là chị Trúc Linh Hoàng ok chị này. Chị Lam Trương ok chị này. Tặng 13 giùm em nhá. Chị Hà Nguyễn ok này, chị Bùi Phượng ok chị này. Chị Nguyễn Nguyệt ok này của chị Thanh Phẩm là chị Lâm Lê ok là chị Nguyễn Xuyến ok này. Bây giờ nhá mọi người, cả nhà này. Chị nào đồng ý cho em xin một nút thả tim nhá. Chị nào đồng ý cho em hàng một nút thả tim. Bây giờ là em còn 2 thùng táo đỏ và em tặng một người nốt. Nhưng mà các chị không so sánh giá nhé. Đó, các chị không so sánh giá cho em thì để em tặng, nếu mà các chị đồng ý thì em tặng quà. Nếu mà so sánh giá cứ bảo là em ơi sau này bán giá này biết thế này thế kia thì em không bán được đâu. Nên nếu mà chị nào mình đồng ý thì em tặng cho em bị táo đỏ. Chị nào đồng ý thì các chị thả tim cho em. Để em còn 2 thùng táo đỏ này. Còn 2 thùng ấy. 2 thùng táo đỏ này thì để em sẽ tặng quà anh cho em một cái biệt thự ướt em lau tay. Để em có táo đỏ. Chị nào mình đồng ý để em hàng tặng táo đỏ này thì là em sẽ tặng nốt cho mọi người. Đấy, bộ em mặc mã hàng là tặng 13 nhé. Tặng 13 này cộng số điện thoại cho em.
Là các chị có đơn. Bỏ hết cái áo ra xem có đấy. Chiều có 3 bịch ở đấy. Không, cái đấy khác này. Đấy, cái bịch ở dưới đất rồi. Cái bịch giả đâu không biết, lại phải bỏ bịch mới ra. Bịch giả vẫn màu xanh thôi. Đâu rồi, bóc bịch mới nhỉ, chả tìm thấy bịch giả đâu rồi. Cái này phải bóc bịch mới, vậy em không tìm thấy cái bịch dở của em đâu. Bộ em mặc chị nào chốt thì các chị cứ lên cho em mã hàng là tặng 13 cho em nhé mọi người nhé. Tặng 13 cho em là cái bộ em đang mặc với giá sẽ là 55.000 một bộ. 55.000 một bộ nha các chị nhé. 40 cân các chị này, đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. Size từ 40 cân nhé mọi người nhé. Đến 60 cân cho em là mọi người sẽ mặc vừa này. Chị nào chốt lên luôn cho em mã hàng là tặng 13 cho em. Bây giờ em tặng các chị em mình cái bịch táo đỏ này nhá. Các chị nhớ là mình không so sánh giá cho em. Không so sánh giá thì để em sẽ tặng rẻ nó cho mọi người luôn. Này. Táo đỏ nha các chị, mua 120 một bịch như này. 110 các chị này, 120.000 một bịch này. Hôm nay em còn 2 thùng nhá mọi người. Em còn 2 thùng táo đỏ này. Em sẽ tặng cả nhà nốt luôn nhá mọi người nhá. Táo đỏ siêu ngon nhá mọi người. Táo đỏ các chị này vừa bổ máu này. Vừa bổ máu chị nhá. Vừa đẹp da. Vừa dễ ngủ các chị nhá. Rất là tốt luôn. Chị nào mà bị mất ngủ ấy mọi người ơi, các chị ăn táo đỏ cho em. Cực kỳ là dễ ngủ luôn. Nhưng mà cái này đây là em tặng nốt. Thì táo đỏ là các chị có thể ăn trực tiếp mà táo đỏ ăn ngon lắm. Táo đỏ này ăn rất là ngon luôn. Đây các chị nhìn cái hạt của nhà em này. Cái hạt nó nhỏ xíu luôn ấy. Các bác đồng ý nhé. Chị nào đồng ý là không so sánh giá thì em sẽ tặng mỗi chị một bịch này. Các chị bình luận là tặng táo đỏ này. Và chỉ duy nhất một hôm nay em hứa danh dự luôn. Kể cả là ai mai ngày kia các chị mua 5 hay là 10 bịch của em thì cũng không được giá này. Em chỉ tặng đúng một hôm thôi. Mai ngày kia nhá, ai mua 5 bịch, 10 bịch cho em thì vẫn sẽ là giá cũ. Bình luận cho em là tặng táo đỏ này cộng số điện thoại cho em. Bây giờ em còn đúng 2 thùng này. Em tặng cả nhà nốt luôn với giá là 69.000 một bịch. 69.000 là một bịch cho em. Được chưa? Táo đỏ các chị nhỉ. Đây các chị nhìn cái hột nào của nhà em cũng thế này đâu mọi người ạ. Hột này. Sáu chín nghìn cho em một bịch. Mình có thể lấy là một bịch hoặc là hai bịch. Hoặc là 3 bịch, hoặc là 4 bịch, hoặc là 5 bịch cho em. Duy nhất hôm nay là có giá này nhỉ. Táo đỏ các chị này, vừa đẹp da, vừa tốt cho máu các chị này, vừa dễ ngủ này. Mình có thể là ăn trực tiếp này. Mình có thể hãm trà này. Mình có thể ngâm rượu các chị này. Mình có thể là hầm gà mọi người này. Đó, 69.000 đồng 1 cân 1 bịch này cho em. 69.000 là một bịch nhá mọi người. Đó. Các chị có thể mua một bịch hoặc là hai bịch hoặc là ba bịch cho em. Cứ 69.000 một bịch, các chị có thể lấy là một bịch hoặc là hai bịch hoặc là ba bịch cho em nhá mọi người nhá. Đó. Lên cho em mã hàng là tặng táo đỏ cho em. Được chưa? Tặng táo đỏ này. Ai lấy một bịch thì các chị comment là một bịch. Lấy hai bịch thì các chị comment là hai bịch cho em, 69.000 cho em. Có cả túi sách nhá các chị nhá. Có cả túi sách này các chị mang đi làm quà. Các chị biếu sếp hay là biếu bố mẹ hay là biếu ông bà cho em thì nó phải gọi là quá là hợp lý luôn. Có một món quà sức khỏe thì em nghĩ là ai cũng sẽ thích luôn. Ăn này đẹp da lắm mọi người ạ. Thích nhất là ăn cái này, hột của nó nhỏ mọi người ạ. Toàn thịt là thịt thôi. Hột của nó bé tẹo rồi teo luôn nhá mọi người, nhìn cho em này. Dày thì cùi của nó rất là dày. Cùi dày, các chị nhìn hạt này mọi người này. 69.000. 69.000 đồng nhá mọi người nhá. Ngon lắm. Mình nên comment cho em mã hàng là tặng táo đỏ cho em. Tặng táo đỏ này kèm theo là một bịch hoặc là hai bịch này, hoặc là ba bịch hoặc là bốn bịch cho em nhá mọi người nhá. Đó. 69.000 đồng không nào có giá này. Sẽ không hôm nào có giá này nhé mọi người nhá, lưu ý cho em. Kể cả là mai chị nào mua của em 10 bịch
thì vẫn là 79.000, em chỉ tặng đúng hôm nay thôi. Em chỉ tặng duy nhất một buổi livestream ngày hôm nay thôi. Mai chị nào mua một bịch hay 10 bịch thì vẫn sẽ là 79.000. Táo đỏ nhà em giá, tất cả giá ngày bình thường nhà em bán đều là 79.000 đồng một bịch như này. Đó, đây là chỉ có duy nhất là một cái buổi livestream này là em sẽ tặng quà cho mọi người với giá là 69.000 đồng. Còn những ngày khác nha các chị ơi, những ngày khác thì mình mua, mình sẽ không so sánh sánh giá cho em nhé. Bởi vì em đã nói trước rồi ấy, là sẽ không hôm nào có giá này. Sẽ không có một buổi livestream nào mà có giá này đâu ạ. Chỉ có duy nhất một ngày hôm nay là đây là em hàng tặng thôi. Các chị lên cho em là tặng táo đỏ cho em. Chị Vân Giang ok chị này. Chị Liên Đỗ Thị ok này. Chị Nguyễn Trang này, của chị Xuân Phạm Thị Ba Túi ok chị này. Chị Chiêm Quyết ok này. Chị Nguyễn Hiền có 2 bịch này. Chị Lợi Nguyễn ok này. 3 bịch của chị Thiện Phúc cho em số điện thoại. Tặng táo đỏ và kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhé. Em tặng cả nhà là 69.000. Chị Hoàng Thanh Phương ok chị này. Chị Nguyễn Trang ok này. Chị Trúc Linh Hoàng ok này. Chị Lily ok chị này. Chị Hữu Bằng Nguyễn cho em số điện thoại này. Chị Trúc Linh Hoàng ok này, của chị Thúy Vũ Minh ok này. Chị Tâm Dương ok này, của chị Công Nở ok chị này. Chị Nguyễn Thanh ok chị này, tặng táo đỏ cho em mọi người này. Của chị Chuyên Hà ok chị này. Chị Trần Hằng ok chị này, tặng táo đỏ và kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nha. Chị Nguyễn Thị Hà ok chị yêu. Đó. Em tặng cả nhà này, của chị Nguyễn Thùy ok chị này. Nhớ cho em nhé, em tặng các chị mình là 69.000 duy nhất hôm nay thôi. Chị Tình Trương này, của chị Lý Hảo ok chị này. Còn kể cả là cứ sang ngày mai chị nào mua thì vẫn sẽ là 79.000. Rồi của chị Tình Trương là chị Lợn Con ok chị này. Rẻ mà chất lượng ok, em cảm ơn chị. Đấy, lên luôn cho em hàng là tặng táo đỏ giùm em nhé mọi người nhé. Nó tặng táo đỏ và kèm số điện thoại cho em. Có bán bánh mochi không em có? Chị ơi, chị Lò Trương có 2 bịch ok chị này. 2 bịch này. Rồi của chị Hạt Lép ok có 2 bịch này. 2 bịch của chị Tạ Cúc là chị Nguyễn Luyến ok 1 bịch chị này. Em tặng cả nhà nhá, nhớ là mình không so sánh giá cho em. Mai ngày kia chị nào mua thì vẫn là 79.000. Chị Nguyễn Thảo ok có 2 bịch. Tất cả sang ngày mai, đó, cứ ngày mai các chị chốt đơn, ngày kia các chị chốt đơn thì vẫn sẽ là giá là bao nhiêu ạ? Là 79.000 đồng nhé mọi người nhé. Em còn chị Nguyễn Thị Màu cho em số lại nha chị nhé. Rồi chị Dương Ngân ok, là chị Lê Thùy Lương các chị này. Bộ em mặc thì mã hàng sẽ là tặng 13. Bộ em mặc sẽ là mã là tặng 13. Và bộ em mặc là em chia là có 55.000 thôi. Đó, bộ em mặc sẽ là 55.000 một bộ nha các chị nhé. Lên cho em mã hàng là tặng 13 cho em. Khẩu trang là 169.000 một thùng nha chị yêu nhá. Đó. Chị nào mình lấy khẩu trang này, các chị lên mã khẩu trang cho em này. Chị Bùi Mật 3 bịch ok này. Bộ đang mặc của em mã hàng là tặng 13 nhé mọi người. Và chị Nguyễn Huyền Sang này, của chị Chi Trần ok này. Chị nào mình lấy bộ em mặc thì các chị sẽ lên cho em đúng cú pháp cho em này. Bộ em mặc mã hàng là tặng 13 nhá. Mình chỉ cần mình là tặng 13 cộng số điện thoại cho em là bên em chốt ơn. Đây. Còn táo đỏ mọi người này em chiên cho cả nhà là 69.000 một bịch duy nhất hôm nay. Duy nhất hôm nay sẽ là 69.000 đồng một bịch nhá mọi người nhá. Lên cho em mã hàng là tặng táo đỏ này và cộng số điện thoại cho em. Đó. Bộ em mặc sẽ là mã sản phẩm là tặng 13 cho em. Đây. Bộ lửng này các chị nhá, giá sẽ là 55.000 một bộ. 55.000 đồng một bộ này nhá chị yêu nhá. Đấy, còn chị nào mình thích bộ này thì mình sẽ lên nốt cho em mã hàng là tặng 13 cho em để em chuẩn bị qua mã mọi người này. Tặng 13 này của em siêu rẻ và đẹp luôn. Vừa rẻ các chị này, vừa đẹp các chị này. Đó, vừa chất lượng cho em luôn. Chi ân cho các bạn thì phải gọi là siêu siêu rẻ rồi mọi người. Mã này thì phải gọi là siêu siêu rẻ rồi nha các chị em mình nha. Đó. Giá chỉ có là bao nhiêu tiền ạ? 55.000 một bộ đang mặc của em hàng thôi. 55.000 đồng một bộ nha các bác nha. Đó, từ 40 cân đến 60 cân cho em. Size 40 cân nha các bác nhá. Đến 60 cân là các chị sẽ mặc vừa bộ đang mặc của em. Bây giờ em sẽ chuẩn bị qua mã cho mọi người này. Cho em cái màu này màu xanh đi. Đây. Rồi tiếp luôn nha mọi người nhá. Lên sẽ lên áo cho các chị. Bây giờ em sẽ lên áo cho mọi người này. Còn bác nào thích bộ này các chị ngắm nốt cho mọi người. Ngắm nốt bộ này nhá. Tặng 13 cho em còn còn mặc dài qua gối đây các chị này. Em mặc là dài qua gối một chút xíu nhá mọi người. Đó. 55.000 đồng một bộ nhá. Lên luôn cho em mã hàng sẽ là tặng 13 cho em. Tặng 13 này cộng số điện thoại cho em là nhà em chốt đơn. Em bỏ anh có hộp táo này xuống nhé. Hộp táo đỏ em tặng quà là bao nhiêu tiền ạ? 69.000 một hộp. Đó, mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng táo đỏ giùm em. Tặng táo đỏ các chị này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người. Được kiểm tra hàng trước lên cán cho em mọi người này. Có hộp rất là xịn sò nhé mọi người nhé. Đây. Lên tiếp cho cả nhà.
một em này là hàng hàng đẹp, anh ơi, năm cái này giống nhau đúng không anh? Giống nhau chữ đúng không? Chưa hôm nào có màu xanh các chị ạ. Chưa hôm nào có cái màu đẹp. 40 cân nha các chị ơi, đến 60 cân cho em. Mặc cái này vào này chung rất là trẻ trung năng động các chị này. Rồi. Trẻ trung này, năng động này và cực kỳ là đẹp luôn. Rồi em này các chị lên cho em mã hàng là tặng 14 cho em, 40 cân đến 60 cân. Không chọn cái logo trên áo cho nhé. Có áo nó sẽ có logo này và có áo nó sẽ có logo như này. Có áo nó sẽ có logo chữ nha. Nó chỉ khác nhau cái logo chữ không ạ? Chỉ khác nhau một cái chữ logo nhé mọi người nhé. Các bạn cho em mã hàng là gì nhỉ? Tặng 14 cho em. Tặng 14 nha các chị yêu ơi. Em tri ân cả nhà này. Mỗi chị một cái áo này với giá sẽ là 65.000. 65.000 một cái nhé mọi người nhé. Lên luôn cho em ạ. Mã hàng sẽ là tặng 14 nhé mọi người. Tặng 14 ạ, cộng số điện thoại cho em. Là các bác mình sẽ có đơn nhé mọi người nhé. Tặng 14 cho em này. Rất rất là đẹp luôn nhé mọi người nhé. Của chị Huỳnh Thị Cúc cho em xin số điện thoại chị Cúc ơi. Đây, cái này các chị thấy là mặc cái này vào trông nó trẻ hơn nhiều đúng không mọi người. Mặc vào trẻ trung năng động các chị này. Đó. Bán chiên các bác nhé mọi người nhé. Với giá sẽ là bao nhiêu ạ? 59.000 chị Nguyễn Thảo tặng 14 chị này. Mã sản phẩm là tặng 14 cho em. Chị Thị Vân Nguyễn ok chị này. Của chị Tâm Ngô ok chị này. Tặng 14 nữa, không phải tặng 4 đâu. Chị Nguyễn Phí ok chị này. Chị Nguyễn Linh Diệu ok chị này. Màu này rất là đẹp luôn này. Chị Hồng Nam ok này. Từ hồi em bán áo cổ là chưa hôm nào có màu này. Chưa hôm nào có nhé. Quần em mặc có. Chữa quần em mặc là mã là tặng 2. Quần em mặc là 65.000 một quần. Tặng 14 cho em mọi người này. Tặng 14 nha các chị yêu nhá. Siêu siêu rẻ cho mọi người luôn. Chị Phạm Hồng Chiêm ok chị này. Chị Nguyễn Đợi ok có luôn chị yêu này. Chị Huỳnh Thị Cúc ok chị này. Của chị My Dương ok có luôn chị này. Quần áo mặc của em là 65.000. Rồi của chị Lịch Lịch ok chị này. Chị Thúy Châu ok này. Chị Nguyễn Đợi ok chị này. Chị Diện Đặng Thị Diện ok chị này. Chị Nguyễn Trang ok có luôn chị này. Tặng 14 cho em mọi người này. Vừa đẹp mà lại vừa rẻ nhé mọi người nhé. Đó. Giá chiên cho các bác mình nhé mọi người nhé. Sẽ là bao nhiêu tiền ạ? Có nhẽ làm gì có bánh gấu chị ơi. Làm gì có bánh gấu à chị. Tặng 14 của chị Phan Thị Thu Hiền này. Của chị Bùi Phượng ok chị này. Chị Vân Khánh ok chị này. Tặng 14 cho em nhé mọi người nha. Chị Chuyên Hà này. Của chị Nguyễn Luật ok chị này. Chị Phạm Quang ok có luôn chị này. Khẩu trang giá là 169.000 nha chị nhá. Đây, mã hàng là tặng 14 cho em. Tặng 4 cái này từ 40 cân đến 60 cân chị ạ. Quần là giá 65.000. Chữa chị Nam Dương okay, ok chị này. Anh ơi, hay là anh chạy về nhanh cho em cái hộp đấy của em nhỉ? Về là chị ấy luôn, chị không mà thực hiện đơn đây để chờ đợi nha. Tặng 14 cho em này của chị Phạm Hồng Chiên ok này. Của chị Thuyên Phạm ok này. Bao nhiêu tiền em bán là 65.000 cái này chị ạ, 65.000 nhá. Chị Huỳnh Thị Cúc cho địa chỉ nhắn tin vào trang bếp cho em nhá. Địa chỉ nhắn tin vào trang bếp cho bên em nhé chị nhé. Chị Hường Phạm ok chị này. Tặng 14 nha em nhé mọi người. Áo em chiên các chị là 65.000 một áo. Quần là 65.000. Quần là mã tặng 2 chị ạ. Đấy, đây. Quần của em nhé là quần đùi chị ơi. Quần của em là quần đùi các bác này. Đó. Quần đùi này từ 40 cân đến 58 cân. Size S, M, L, XL 40 cân đến 58 cân là các chị sẽ mặc vừa quần này. Chị nào mình lấy quần em đang mặc thì các chị sẽ lên cho em mã hàng là quần tặng 2. Quần là tặng 2 nhá. Đó, giá là 65.000 một quần. 65.000 quần này nó rất là đẹp. Quần này các chị mix cho em được rất là nhiều đồ. Mặc với áo kiểu, áo sơ mi, mặc với tất cả mọi thứ cho em luôn đó mọi người. Cái quần này nó đều rất là đẹp luôn. Đó. Áo đó mặc của em sẽ là mã hàng là tặng 14 nhá các chị nhá. Lên cho em mã hàng là tặng 14 giùm em. Tặng 14 của chị Nguyễn Nga ok chị này. Tặng 14 này. Chị Thu Hà Nguyễn có tặng 14 ok chị này. Tặng 14 của chị Nguyễn Phượng này, quần của chị quần thì chị sẽ cho em mã quần là tặng 2 nhé. Chị Như Bình ok chị này. Của chị Trần Thị 13 ok chị này. Bánh ở trên đó em có bán chị Quyên ok. Bánh là 119.000, bánh mochi 119.000.
Rồi ai lấy mã tặng 14 đây, các chị lên cho mã tặng 14 cho em nhé. Bánh mochi là 119.000 một thùng là 2 cân đấy chị ơi. Chị nào mình lấy bánh mochi rồi các chị sẽ lên cho em mã hàng là bánh mochi cho em nhé. Bánh mochi là 119.000 đồng là một thùng là 2 cân chị ạ. Đây. Rồi em qua mã cho mọi người này. Mỗi bác chia sẻ giúp em một lượt nhé mọi người nha. Rất rất là đẹp luôn mọi người. Áo này các chị sẽ lên cho em mã hàng là tặng 15 cho em. Tặng 15 cho em nhé mọi người. Đó, 40 cân đến 60 cân cho em nhé. Size từ 40 cân nha các chị ơi, đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. Tặng 15 cho em nhé mọi người nhé. Giá sẽ là 45.000. 45.000 một cái nhé mọi người nha. Lên cho em mã hàng là tặng 15 cho em. Tặng 15 các chị này, cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Cái này thì sẽ là giá là 45.000 cho mọi người. 45.000 một chiếc nhé mọi người nhé. 40 cân các chị này đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. Rồi mã này sẽ được tặng 15 cho em nhé mọi người nha. Bánh là 119.000 đấy chị ơi. Chị nào mình lấy bánh thì các chị sẽ lên cho em này. Là mã là bánh mochi cho em nhé. Rồi ok chị này. Chị ở Tô Lê ok chị này. Của chị Nguyễn Kim Dung ok chị này. Quần là tặng 2 chị ơi. Quần là tặng 2 nhá. Áo là mã là tặng 15. Tặng 2 của chị Nguyễn Ngân ok này. Tặng 2 quần là từ 40 cân đến 58 cân cho em. 40 cân nha các chị nhá. Đến 58 cân thì mình sẽ mặc vừa quần giúp em nhá. Rồi ok chị này. Áo là chị đến 60 cân thôi. Trên 60 cân không mặc vừa chị ạ. Chị Lan Dương có tặng 15 ok chị này. Tặng 10 của chị Nguyễn Thúy ok này. Áo là tặng 15 nhé của chị Đỗ Anh Nam ok chị này, chị Phan Nguyễn ok này, chị Đỗ Mơ ok chị này, của chị Nguyễn Định ok chị này. Áo là mặc mã hàng là tặng 15 chị ơi, chị Lê Hạnh ok này. Tặng 15 và kèm số nào cho em chị Lê Tuyền ok chị này. Tặng 14 là áo có cổ xanh. Tặng 15 của chị Trần Ngát, 15 của chị Lan Dương. Tặng 15 cho em quần là 65.000 một quần, mã quần là tặng 2 nhé chị ơi. Lên đúng cú pháp cho em nhé, mà áo là tặng 15 cho em. Tặng 15 này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Có bộ chợ tím sẽ lên tiếp cho các chị bộ. Quần em có bán nhé chị nhé. Quần này của em mã quần là tặng 2 cho em. Bánh mochi của chị Phương Nguyễn ok chị này. Tặng 2 của chị Nguyễn Hạnh ok này. Quần sẽ là mã tặng 2 nhé mọi người nha. Chị nào lấy quần thì các chị lên cho em mã tặng 2 giùm em. Tặng 2 này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Được kiểm tra hàng chút em bán cho em. Rồi đây là các chị cái mã này xả cho mọi người luôn này. Mã này xả mỗi chị em mình một chiếc nhé mọi người nha. Cái này đẹp. Cái này của em hình đẹp luôn mọi người ạ. Mã này của em thì là hình đẹp nha các bác nhé. Hình đẹp xuất sắc luôn này. Đây. Rồi xả các chị cái mã này cho em. Mã này các chị lên cho em mã hàng là tặng 16 đi mọi người. Tặng 16 giúp em nhé. Cân này đến 60 cân cho em mặc vừa. Cái này em tri ân cho cả nhà, mỗi chị em mình một cái áo này với giá sẽ là 49.000. 49.000 ạ, từ 40 cân đến 60 cân cho em này. 40 cân nhá. Bánh chị ơi, bánh thời hạn của em là 6 tháng chị ơi. Rồi em này mã hàng sẽ là tặng 16 mọi người. Tặng 16 giúp em này. Em có chị Linh Ngô ạ. Táo đỏ là em chỉ tặng giá một hôm nay thế thôi nhé mọi người nha. Táo đỏ hôm nay tặng 69.000 thôi. Còn những bữa khai vẫn bán là 79.000 đấy. Rồi tặng 16 cho em mọi người. Tri ân siêu siêu rẻ cho các chị em mình luôn. Được chưa ạ? Mã này tặng quà cho mọi người này. Là 49.000.
49.000 đồng nhé mọi người nha. Đây. Em hết sạch kem chống nắng, kem chống nắng thì không còn chị ạ. Kem chống nắng không còn nhá, chị Loan Kim tặng 16 cho chị này. Chị Nguyễn Hạnh có tặng 16 hay tặng 16 và kèm số cho em 49.000. Chị Phương Nguyễn ok có 16 cho chị này. 16 của chị Nguyễn Định ok chị này. Tặng 16 của chị Phạm Quang ok chị Phạm Quang này. Tặng 16 và cộng số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. Chị Phạm Quang cho em xin số điện thoại chị nhá. Quần em mặc là 65.000 chị ạ. Chị Nguyệt Bích tặng 16 ok chị này. Em cảm ơn chị Lan Dương. Chị Mai Giang Nguyễn này của chị Nguyễn Dung ok chị này. Chị Nguyễn Thị Hạnh 16 ok chị này. Tặng 16 cho em này. Đấy phỏng ăn 16 của chị Thanh Giang ok chị này. 16 giùm em nhé. Chị anh lấy chăn nó cái áo này của em này. Tặng 16 của chị Khoai Khoai ok chị này. 2 của chị Thu Hằng ok này. 14, 15, 16 của chị Nguyễn Thị Hà này. Bộ thể thao nhé, hết sạch chị ạ. Hết sạch bộ thể thao nhé. Còn em mặc là 65.000. Rồi để xem nó đi. Hôm giờ hôm nọ em chia cho mọi người một ít rồi. Em chia cho mọi người cả trẻ con. Rồi tặng 16 cho em mọi người này. Anh có ở đây đâu mà có phần. Ai bảo anh không ở đây anh mất phần. Tặng 16 của chị Trần Hằng này. Chị Nguyễn Hạnh ok chị này. Khăn ướt của chị Huệ Nguyễn ok. Tặng 16 của chị Trần Thảo này. Quần mã tặng 2 chị ạ. Quần là 65.000 mà tặng 2 nha các chị nhá. Chị lấy quần này các chị đang cho em mà tặng 2 giùm em. Tặng 16 của chị Thu Thắm ok chị này. 16 3 chiếc của chị Xuyên Phạm ok chị này. 16 của chị Nguyễn Dương ok. 16 của chị này. 16 của chị Ngô Tú Nga 16 ok chị này. 16 của chị Nguyễn Hạnh ok có 16 của chị này. 16 của chị Phạm Quang ok có 2 chiếc 16 của chị này. Tặng 16 cho em nha mọi người. Em lại phải bóc thùng bánh mochi mới ra mọi người. Thùng bánh mochi hôm nọ hết rồi mọi người ạ. Thùng bánh mochi hôm nọ là hết rồi mọi người. Các bác chia sẻ livestream giúp em mọi người này. Đây. Mã này nhé mọi người nha. Các chị nhìn cho em này. Đây. Bánh mochi một thùng của em 2 cân các chị ạ. Một thùng của em là 2 cân nhé mọi người nhá. Đây này. Con gái nhà em cũng thích ăn cái vị này. Nó có cái vị vừng vừng bên ngoài mọi người này. Đây. Xong cái này của em bên trong nó có nhân bánh mochi này ngon lắm. Bánh mochi này thì siêu ngon nhé mọi người. Đây. Mochi này một thùng 2 cân em bán các chị là 119.000. 119.000 mọi người ạ. Các loại vị luôn nhé mọi người nhá. Một thùng này 2 cân mọi người, người ta bán là 160 này. Có người bán là 200, có người bán là 215.000. Còn bán lẻ là 2.000 một cái mọi người ạ. Ở quán hàng tạp hóa thì người ta sẽ không bán là một thùng một, mà người ta bán là 2.000 một cái. Mà một hộp này của em là tổng khoảng 160 cái luôn. Thì tính ra sẽ là 320.000 một hộp cơ. Em bán cho các chị là 119.000. Các chị nhìn ở giữa có nhân mọi người này. 119.000 một thùng nhé mọi người nhé. Chị nào lấy bánh này các chị comment là bánh ngon cho em. Chị ơi lại bình nhóc uống nước à? Ok chị. Nhưng mà còn không chứ em đang sale rẻ quá. Cái bình nhóc uống nước ý, người ta vẫn tầm bán là 99.000 thôi. Em thì em đang sale rẻ quá. Nếu như em đang bán viết ý, chị toàn mua 2-3 cái nếu mà còn không em đợi em một xíu nhé. Nếu mà còn em sẽ lên cho. Bánh ngon và kèm số lại cho em. Áo em mặc sẽ là tặng 16 chị ơi. Bánh ngon của chị Huệ tặng ok một thùng. Một thùng này của em 2 cân mọi người. Một thùng bánh 2 cân nhé 119.000. Bánh này nó mềm ý. Buồn cười. Hôm nay em đang bán hàng. Kiểu là khi mà em bán hàng ấy, em bán ở kho gần nhà em thì hiện tại kho của em đang thuê. Kho này của em đang thuê bởi vì là mỗi lần em live ở nhà em. Mỗi lần này em đang live ở nhà em các chị ạ, nhưng mà năm nay là em đang làm nhà ấy, nên em đang thuê kho ở chỗ khác. Em thuê kho ở chỗ khác làm. Đấy thế là em live bánh ấy. Em live bánh thì là con gái ở nhà xem live. Xem live thấy mẹ ăn bánh là thèm quá. Thèm quá các chị ạ, nên là phải chạy sang bảo mẹ cho con bánh nó thèm quá. 119.000 một thùng nhá. Bỗng nghe em thích ăn bánh này lắm mọi người. Bỗng cực kỳ thích ăn bánh này luôn. Chị Hương Hoàng ok tặng 16 2 chiếc ok chị này. Bánh ngon cho em mọi người này.
bánh ngon và kèm số gạo cho anh em 119.000 đồng là một thùng là 2 cân. Chị Phạm Hào ok một thùng. Chị Khương Phạm ok một thùng chị này. Một thùng sẽ là 119.000 chị ơi. 119.000 đồng một thùng nha các bác nhé. Lên cho em mã hàng là bánh ngon cho em. Chị Nga Nguyễn ok có bánh ngon chị này. 119 nhá mọi người nhá. Lên luôn cho em mã hàng là bánh ngon giúp em. Một thùng này được nhiều lắm các chị ạ, một thùng này 2 cân mà. Áo em mặc thì mã hàng sẽ là tặng 16 nhá. Chị nào lấy áo em mặc thì các chị lên là tặng 16 cho em xả là 49.000. Bánh ngon của chị Võ Thị Hiền, tặng 16 của chị Ni Vũ. Bánh ngon của chị Thiện Nhân ok chị này. Bánh ngon cho em này, anh ơi. Chị Nhung Hà bánh ngon này của chị Đỗ Bình một thùng là chị Vinh Trần Thị ok một thùng chị này. Bánh ngon và kèm chỗ nào cho em này. Anh nói cho anh cái bình nhắc nước của em lên với. Chị Dinh Kim Anh ok chị này. Chị Nhung Hà này của chị Tình Trương ok chị này. Bình nhắc nước 2 lít của em ở đây còn không? Còn. Đây à, và muộn quần hay váy vậy hàng bánh này ngon nì ok em cảm ơn chị này. Chị Hồng Nhung ok là chị Tình Nhung ok này. Quần của em đây chị này, quần của em là quần đùi nhá. Đó, quần đùi các chị em bán có 65.000 thôi, mã hàng tặng 2. Quần sẽ là mã tặng 2 nhé mọi người nhá. Quần tặng 2 đẹp lắm đấy mọi người. Quần này là 65.000 một quần. 65.000 một quần nha các chị nhá. Chị nào lấy quần thì các chị sẽ lên cho em mã hàng là tặng 2 cho em. Rồi bánh ngon của chị Nguyễn Xuyến ok chị này. Quần là tặng 2 nhất đây. Cái bình nhắc uống nước này các chị này, người ta bán là 99.000 một bình đây. Người ta bán là 99.000 một bình. Với lại là 140.000 một bình. Bánh ngon của chị Hương Mỹ ok này. Chị Vân HD có tặng 16 2 chiếc ok chị này. Em còn chị Lê Xuân ạ. Cái bình này là cái bình nhắc uống nước, bình 2 lít mọi người ạ. Đó, tại vì sao mà người ta gọi là cái bình nhắc uống nước. Đó, cái bình này á, các chị này, nhắc uống nước này. Sáng này, 7 giờ này, 9 giờ này, 11 giờ này, 1 giờ này, 3 giờ này, 5 giờ này, 7 giờ là 9 giờ mọi người này. Đấy, nó, người ta sẽ có cả vạch ấy, để nhắc mình là mình uống nước vào giờ nào luôn. Đó, có cả chia mã vạch nhé mọi người nhé. Chia mã vạch luôn các chị này. Đấy, 250ml này, 500ml này, 750ml này, 1000ml này, 1250ml mọi người này, 1500ml này, 1750ml và 2000ml. Đấy, đây là cái bình nhắc uống nước để nhắc mình là một ngày mình sẽ cung cấp đủ cho cơ thể là 2 lít nước để uống. Vừa tốt sức khỏe mọi người này. Đó, vừa diện vừa đẹp da luôn. Mình mà uống đủ nước các chị, da của mình lúc nào cũng căng mọng, nó không bị khô da. Đó. Khi mà các chị điều trị mụn nám tàn nhang hay điều trị bất kỳ một cái bệnh lý gì về da thì là những cái người mà diện điều trị cho mình họ sẽ đều dặn mình là phải uống đủ 2 lít nước một ngày. Đó, bình nhắc uống nước cho em. Các chị ghi là bình nhắc uống nước cộng số điện thoại cho em tặng 79.000 một bình. Em sẽ tặng các chị là 79.000 nhé mọi người nhé. Chị Đào Nguyễn ok chị này. 79.000 đồng là một bình nhắc uống nước. Mình sẽ lên cho em mã hàng là bình nhắc uống nước cho em nhé. Bình nhắc uống nước cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nhé. Giá tri ân cho mọi người sẽ là 79.000 một bình. 79.000 đồng một bình này giùm em nhé mọi người nhé. Đó. Rồi ok, tặng 2 của chị Thu Trần. Áo em mặc là tặng 2 đấy mọi người. Đó, chị Toàn Bùi áo với quần bao nhiêu? Áo là 49.000, quần là 65.000. Chị Đào Nguyễn ok ạ. Thạch ngon của chị Quý Tâm ok, chị là chị Dầu Nguyễn ok này. Của chị Phạm Kim Dung ok chị này. Bình nhắc uống nước 2 lít nước nhé mọi người nhé. Đó, em chia là 79.000 một bình. Của chị Nguyễn Thị Thanh ok chị này. Chị Vân Anh Ruby ok chị này. Cái bình này thì em bao giá cả nước luôn. Quần có size S, M, L, XL chị ơi. Rồi của chị Dương Huệ Chi ok chị này. Quần nhất là size là từ 40 cân đến 58 cân đấy mọi người ạ. 40 cân đến 58 cân cho em là các chị sẽ mặc vừa. Đấy, mọi người sẽ lên cho em mã là quần cho em nhé. Quần là tặng 2. Chị Thiên Phúc ok chị này. Chị Nguyễn Ngọc ok một bình chị này. À, tặng 2 cộng tặng 16 của chị Quý Thanh ok chị này. Tức là tặng 2 là quần đang mặc, tặng 16 là áo đang mặc lại cả bộ mọi người này. Đấy, cả bộ nhé, siêu rẻ luôn. Bình nhắc uống nước cho em nhé. Chị Phạm Mơ ok chị này. Của chị Diện, Đặng Thị Diện ok một bình chị này. Áo em mặc mã hàng là tặng 16, còn quần là tặng 2 chị ơi. Quần là tặng 2 nhé, quần là 65.000. Áo là 49.000 thôi chị ạ. Áo em mặc là 49.000. Chị Mai Giang Nguyễn ok một bình nhắc uống nước này. Áo là giá là 49.000, tặng 16 của chị Thúy Phan. Đây, bình nhắc uống nước 2 lít cho em nhé mọi người nhé. Đó mà em chia là có 79.000 thôi. 79.000 là một bình mà nó sẽ có quai. Bình này nó sẽ có quai sách nhé mọi người nhé. Nên là nó vô cùng là tiện lợi cho mọi người luôn. Của chị Chu Lan ok cho em số điện thoại. Áo đang mặc của em là 49.000, mã hàng là tặng 16. Của hôm nay sao em không nhớ, không quên mã hàng luôn. Hôm nay em chỉ nhớ em siêu phàm đấy. Hôm bữa đặt hàng 3 tuần không thấy giao. Chị ơi nhắn tin vào trang biết cho bên em nhé. Chị Tư Hà em còn để nhà em kiểm tra cho.
Chị Ngân Quan ok, có hai bình nhóc uống nước ok cho em xin số nạ chị ạ. Chị Trần Hiếu ok chị này. Quần không có màu khác chứ, quần này của em chỉ có một màu thôi. À, có bộ áo cộc quần dài không em, tí em tìm xem còn không nhá. Rồi chị Ngân Quân ok hai bình chị này. Tặng hai của chị Nguyễn Khánh Toàn này. Chị Thư Minh ok một bình này. Chị Phạm Mơ có tặng 16 ok này. Chị Thu Hà Nguyễn có bình nhắc uống nước này. Bình này người ta gọi là bình nhắc uống nước các chị nhá. Đó, 2 lít mọi người này. Đó, bình 2 lít nhá mọi người nha. Chứa được 2 lít nước cho em luôn á. Đó, chiên cho mọi người siêu rẻ luôn các chị này. Rồi mọi người, đũa hoàng gia. Đũa vàng nha các chị nhá. Đũa vàng mọi người này em chiên cho cả nhà luôn. 59.000 đồng là 30 đôi đũa vàng. Đũa vàng của nhà em là có chống trơn chống trượt luôn, 59.000 đồng là 30 đôi. 59.000. Cái đũa vàng này các chị ạ, cái đầu vàng này của nó này. Cái đầu vàng này nhá mọi người nhá, thì nó sẽ không có bị gì ạ, nó không có bị rỉ đâu mọi người, cực kỳ là bền luôn nhá chị nhá. Siêu bền cho mọi người luôn. 59.000 đồng là 30 đôi. Mình sẽ lên cho em mã hàng là đũa vàng cho em. Đũa vàng này cộng số điện thoại cho em là nhà em chốt đơn. 59.000 ạ, mình được tận là không phải là 1 đôi, 10 đôi, 20 đôi và 30 đôi luôn. Chị Nguyễn Hà ok, chị là chị Hiệp Võ ok này. Chị Phạm Thị Thu Hiền ok này, của chị Dương Thị Ngọ ok chị này. Chị Thu Thu Hoàng ok chị này. Comment là đũa vàng cho em nhé, mọi người đây người ta gọi là đũa hoàng gia. Đũa quý tộc. Đấy. Chị ơi quần của em là quần đùi. Chị Lê Thị Ngoan ok chị này, quần mã là tặng 2 nhá. Quần tặng 2 là quần sóc là 65.000. Tặng 2 cộng 16 của chị Thắm Phạm. Đấy, chị nào thích cả bộ thì sẽ là tặng 2 và tặng 16 nhá. Áo là tặng 16, quần là tặng 2. Áo có 49.000 và quần là có bao nhiêu? 65.000 thôi, siêu rẻ luôn. Rồi chị Nhung Hà ok chị này. Đũa vàng cho em nhá, 59.000 đồng là 30 đôi. Chị Huyền Hoàng ok chị này. Ô áo này không biết còn không, em thấy nhiều chị đặt lắm em sợ hết hàng rồi. Chị Vân HD ok, có hết rồi đấy. Có hết rồi. Áo đang mặc hết hàng rồi mọi người. Trời ơi. Hết hàng mãi rồi các chị ạ. Xem cái áo đỏ kia anh. Các bạn đã hết hàng rồi, mai lại mất công là thiếu. Đũa vàng của chị Ngân Quan. Chữa quần của em là 5, quần của em là 65.000. Tặng 16 của chị Lê Thị Lan này. Không đọc tên vẫn được chốt đơn mà comment nó nhiều quá không đọc kịp mọi người. Không đọc tên vẫn chốt đơn nhé. Comment nhiều quá không kịp nhìn đọc hết. Rồi, hết mã tặng 16 rồi các chị yêu ơi. Một em áo đá cho mọi người này. Một em áo đá siêu đẹp nhá mọi người nhá. Đó. 40 cân đến 60 cân các chị mặc vừa, mã hàng là tặng 17 cho em mọi người. Tặng 17 các chị này, cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá mọi người nhá. Trời ơi, tối em xuống thuốc tí nữa em về, uống thuốc là phải ăn thôi, tí nữa về em được một quả trứng nhưng mà nên không ăn bát mì đâu, không ăn bát mì. Rồi, hôm nay tí là quả trứng ăn uống thuốc. Rồi, áo này mọi người mã hàng sẽ là tặng 17 cho em mọi người này. Đũa của chị Phạm Thị La ok, đũa là 59.000 30 đôi mọi người. 59.000 đồng sẽ là 30 đôi đũa vàng nhá. Các chị sẽ lên cho em mã hàng là đũa vàng giùm em. Đũa vàng này cộng số điện thoại cho em. Rồi của chị Lan Phạm ok, của chị Tình Trương đũa vàng này. Rồi chị Phạm Nhàn ok chị này. Đũa vàng của chị Phạm Thị La ok chị này. Đũa vàng nhá mọi người nhá, 59.000 là 30 đôi. 59.000 30 đôi nhá chị ơi. Chị Nguyễn Lân Anh ok chị này. Của chị Yến Hải có đũa ok chị này. Em có chị Ngân Quan nhá, đợi em một xíu nữa. Rồi chị Nguyễn, chị Huyền Ma Thị ok chị này. Áo em mặc mã hàng sẽ là tặng 17 chị ạ. Quần sóc nhà em bán rồi chị ơi. Quần sóc là tặng 2 là 65.000. Tặng 17 của chị Lạ Thị Tiến ok chị nãy hỏi em có hộp này xuống không. Áo đắp mặc của em mã hàng sẽ là tặng 17 nhưng em xả là 49.000. Áo đá mọi người 49.000. Áo đá mà em xả là có 49.000 thôi mọi người, lên cho em mã hàng là tặng 17 cho em nhá. Tặng 17 này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. 40 cân này đến 60 cân cho em này. Đũa của chị Diễm Hoàng ok chị này. Hai quần của chị Trần Thị Quyết cho em chốt lại nhá. Cho chị xem quần, quần của em là giá là bao nhiêu ạ? 65.000 một quần mọi người. 40 cân đến 58 cân cho em có size mặc vừa quần. Tặng 17 của chị Linh Mai. Tặng 17 và kèm số nạ cho em mọi người này. Là em chốt đơn nhá mọi người nhá. Áo này em xả là 49.000 một áo đấy mọi người. Siêu siêu rẻ các chị luôn.
đây luôn cho em mã hàng là áo là mã là tặng 17 cho em nhé. Tặng 7 của chị Hương Mỹ, ok chị này. Tặng 17 của chị Linh Phùng, ok chị này. Tặng 17 này, đũa vàng của chị Rừng Sao, ok. Đũa vàng là 59.000 đồng là 30 đôi mọi người. Tặng 2 của chị Kiều Lũy, quần là tặng 2 nhé mọi người. Quần ăn mặc của em là tặng 2, quần này nó có giãn nhẹ không có giãn nhiều đâu chị ơi. Tặng 7 của chị Thúy Phan, ok chị này. Áo đá nhé mọi người nhé, hàng này hàng hơn 100 xả có 49.000 thôi. Chị Trần Hạnh có tặng 17 chị này. Lên luôn cho em mã hàng là tặng 17 cho em nhá. Tặng 17 của chị Vinh Hoa, ok chị này. Của chị Hồng Nhung Hoàng Vân này. Rồi chị Thúy Thanh, ok chị này. Chị Đỗ Anh Nam, ok chị này. Chị Ngọc Hoàng này, của chị Ngọc Xuân, ok chị này. Còn sao em vẫn đang mặc ấy chị? 100 đôi, 1.000 đôi vẫn giá thế. Chị ơi, 59.000 là 30 đôi ấy. Chị có nhân giá tiền lên. Chị mua 30 đôi, 60 đôi hoặc là 90 đôi cho em nhé. Nó dễ tính tiền chị ạ. Rồi lên cho em mã hàng sẽ là tặng 17 cho em mọi người này. Áo này 49.000. Rồi chị Trần Tuyết, ok. Quần sóc tặng 2 mọi người. Sóc size S, M, L, XL cho em. 40 cân đến 58 cân nhá. 40 cân các chị ạ. Đến 58 cân cho em và các chị mặc vừa. Đó, quần sóc thì mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng tặng 2. Quần sóc là sẽ là mã tặng 2 nhé mọi người nhá. Chị nào chốt sóc thì lên cho em mã hàng là tặng 2 cho em. Tặng 17 của chị Huyền Hoàng, ok chị này. Tặng 17 của chị Hiệp Võ này. Tặng 17 cho em nhé, của chị Hồ Angela cho em chốt lại chị ơi. Bây giờ em tặng các chị một mã bộ này, cho em một cái mã bộ chân anh nhá. Bây giờ sẽ tặng cho các chị một mã bộ nhé mọi người nhá. Các bác chia sẻ là chị giúp em này, tặng 17 của chị Tình Thương, 17 của chị Loan Kim, 17 của chị Đào Loan. Có một cái mã bộ này thì em sẽ muốn sale làm quà cho mọi người. Một mã thì phải gọi là sale làm quà tặng cho mọi người nhé các chị yêu nhé. Đẹp lắm luôn mọi người này. Chất rất là mềm và mát luôn nhé mọi người nhé. Vừa mềm này, vừa mát các chị này, vừa co giãn của em luôn. Siêu mềm, siêu mát và siêu co giãn nhé mọi người nha. Một bác chia sẻ giúp em một lượt mọi người này. Đây, cái mã bộ này thì em tặng cho chị một bộ thôi. Mã hàng là tặng 18 cho em. 40 cân đến 62 cân. Đẹp lắm mọi người. 40 cân nha các chị nha. Đến 62 cân cho em. Size từ 40 cân nha các chị nha. Đến 62 cân. Là mọi người sẽ mặc vừa. Mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng 18 cho em này. Bộ này em tặng cho chị một bộ là 30.000. Mỗi chị một bộ nhá, quần đùi các chị ạ, với giá sẽ là 30.000 đồng. Ok chưa các bác? 30.000 đồng cho em một bộ này. Ai nhanh thì người đấy được nhá. Lên cho em mã hàng sẽ là tặng 18 giùm em. Tặng 18 các chị này, cộng số điện thoại cho em. 18 của chị Ngô Tú Nga, 17 của chị Lê Khắc Minh Tuấn, ok chị này. 14 của chị Nguyễn My, 10 cái là chị Trần Thu Thủy có bánh mochi, ok chị này. 17 của chị Trần Hiền, 17 của chị Đặng Thị Nga, 17 của chị Vân Anh Nguyễn, quần đang mặc vừa nãy của em là quần là tặng 2 chị ạ. Tặng 18 bộ này em tặng các chị là 30.000 này. 30.000 một bộ nhá. 17 của chị Thanh Giang, ok. 17 của chị Nguyễn Thêm, 18 của chị Ngọc Xuân. Bộ này 30.000, chất thun lạnh mọi người. Chất thun mềm mát các chị này, xinh cực luôn. 30.000 bộ này. Lên luôn cho em là tặng 18, chị Phạm Hiền 18 này. Chị Lan Dương tặng 18, ok chị này. Chị Tô Nhà Que 18, ok chị này. Chị Lạng Thị Tiến, ok, 18 này, 30.000 là một bộ nhé mọi người nhé. 18 của chị Trần Hiếu này, 18 và kèm số điện thoại chị Chu Lan có tặng 18, chị Hà Trang có tặng 18 này. Lên cho em là chị Trần Hồng 18 này, chị Ngân Quan, ok, 18 này. Chị Đặng Thị Nga, ok, tặng 18 chị này. Tặng 18 và kèm số điện thoại cho em. Chị Hương Mỹ, ok, tặng 18, ok, chị yêu này. Tặng 18 và cộng số điện thoại cho em nhé. 60 cân, 62 cân mà vẫn vừa. Quần đùi các chị ạ, bộ đẹp thế này, mà quần có túi em tặng có 30.000 thôi. Bộ này em tặng cho các chị là có 30.000 đồng một bộ nha các chị nhá. Trời ơi, rẻ ngất ngây con gà Tây đấy mọi người. Siêu siêu rẻ chị ạ, chị Hương Mỹ này. Đồ chị Quỳnh Như, các chị này. Đó, anh nhìn gì em anh? Rẻ quá. Chị Nguyễn Lâm Vanh, ok chị này. Của chị Linh Mai, ok chị này. Chị Vân Nguyễn, ok này. Chị Đỗ Bình, ok này. Chị Nguyễn Thơm, ok này. Chị Dầu Nguyễn, ok chị này. 30.000. Hả? Điên à? Anh bị ngẩn người à anh? Anh bị ngáo à. Tặng 18 cho em mọi người này. Tặng 18 và kèm. Cá gì?
Thế mà ấy không là làm hủy kèo nhá. Nhá. Không đúng thì hủy kèo. Còn không 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 thì phạt em thêm gấp đôi. Được không? Ừ ham liền chơi không? Chơi nhá, được, để không thì hủy kèo. Đây. Đây nào, vào đây xem, vào đây cùng xem luôn. Vào đây xem. Đây, từ từ em kéo lại toa. Đây. Đây là nó tắt 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 anh thua rồi, tắt tắt. Đây này, anh thua rồi. Nhục chưa anh? Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Em không biết, em không biết. Anh thua rồi. Mọi người, bộ này các chị lên cho em mã là tặng 18 cho em nhé mọi người nhé. Tặng 18 giùm em. Rồi ok chị này. Quần đùi hồi nãy giá là mấy nhỉ? 65.000 mọi người. Tặng 18 của chị Nga Thúy cho chị này, chị Danh Fan ok chị này. Đây là màu cam không phải màu đỏ chị ạ. Chị Diễm Hoàng ok chị này. Bộ này của em là chất thun lạnh nhé chị ơi. Chất thun lạnh các chị này. Chị Tình Trương ok chị này. Tặng 18 cho em này. Giá bộ này em tặng các chị là 30.000 mọi người. Em tặng các chị là 30.000 một bộ nhé mọi người nha. Lên cho em mã hàng là tặng 18 giùm em này. 16 chị Thu Nguyễn ok này. 18 của chị Phạm Văn Quyền ok chị này. 18 của chị Nguyễn Hà ok chị này. 18 của chị Phan Khánh Vân ok chị này. Tặng 18 giùm em mọi người này. Đây. Quần đùi chị ạ, bộ này quần đùi nhá. Rồi 18 của chị Hương Ngô, 18 của chị Hào Dương. Tặng 18 giùm em là chị Nguyễn Thêm ok chị này. 18 giùm em mọi người, chị Quyên Đỗ ok 18 chị này. Sơ mi không có nhá chị ơi. Đây. Rồi em qua mã nhé mọi người, tiếp luôn một bộ tặng nữa cho các chị sướng đi. Mấy ma tặng để là các bác quái đi mọi người. Em cho các chị khoái khoái chảy nước miếng luôn. Tặng tiếp cho các chị một bộ nữa là các chị em mình phê luôn nhé mọi người nhá. Đây. Bộ này cho các chị em mình phê hẳn luôn mọi người. Phê như con tê tê luôn này. Đây. Siêu siêu đẹp luôn nha các bác nha. Tặng 18, bộ này là màu cam nhé. Không phải là màu đỏ đâu mọi người ạ. Nó là màu cam đấy. Tiếp một bộ nữa cho mọi người này. Tặng các chị muốn chị một bộ lụa tiếp theo nhé mọi người nha. Các chị nghe giá tặng nó sấp luôn. Nhưng bộ này em chỉ còn có 30 bộ thôi. Bộ này thì em chỉ còn có mỗi 30 bộ nhé. Mã hàng là tặng 19 cho em. Tặng 19 cho em, tặng các chị luôn 19 nhé bộ này. Em tặng các chị luôn bộ này với giá sẽ là 19.000 luôn nhá. Lên luôn cho em mã hàng là tặng 19 thôi nha. Có đúng 30 bộ em tặng nốt. Có đúng 30 bộ các chị ạ, nên là em sẽ tặng nốt mọi người. Đây là giá tặng nốt nhé mọi người nhá. Tặng 19 cho em mọi người. Đúng 19.000 luôn chị Phạm Sương cho chị này. Có 30 bộ này nhá, em tặng các chị 19.000 ạ. 40 cân đến 55 cân cho em mà bộ này của em là chất lụa. Bộ này là chất lụa nhá mọi người nha. Thôi cuộc chưa anh? Chị Phạm Sương ok chị này. Chị Ngô Tú Nga ok này, bộ này là từ 40 cân đến 55 cân cho em. Rồi của chị Hưng Hoàng là chị Trần Hiếu ok chị này. Khẩu trang là 169.000 chị ơi. Bóng em mấy cái trên kia đi. Rồi chị Quý Tâm ok chị này. Chị Nguyễn Luật ok này, bộ này quần đùi chị ơi. Chị Phương Huỳnh ok chị này, mã hàng là tặng 19 cho em nhé. Tặng 19 mọi người. Siêu đẹp luôn, 40 cân đến 55 cân các chị mặc vừa. Xả banh nóc nhé mọi người nha. Siêu rẻ các bác luôn này. Rồi của chị chữa ghi mã này tặng 19 chị ạ. Nay nhận được đơn hàng rồi gửi nhanh ok, em cảm ơn chị này. Của chị Danh Fan ok này, chị Vân Nguyễn ok chị này. Chị Chuyên Nguyễn ok này, hết cần hết bộ này có mấy bộ thôi. Tặng 19 nhé mọi người. Đúng mã hàng là tặng 19 cho em, xong em chuẩn bị lên các chị tiếp bộ lửng hàng cao cấp đây. Chị Nguyễn Dung này, của chị Ngọc Hoàng ok chị này. Chị Đỗ Anh Nam ok chị này. Tặng 19 và kèm số điện thoại cho em. Em chuẩn bị lên hàng cao cấp nhé mọi người, có chị nào hóng hàng cao cấp không mọi người? Chị Nguyễn Thơm ok chị này. Rồi của chị Thúy Trần ok chị này, của chị Thúy Thăng ok chị này. Tặng 19 giúp em mọi người này. Chị Đặng Thị Nga ok này. Bây giờ em sẽ lên hàng cao cấp cho mọi người nhé. Các bác chia sẻ livestream giúp em mọi người. Mỗi bác mình chia sẻ bài viết cho em một lượt này. Đây. Bây giờ sẽ lên cho các chị em mình cái bộ này là bộ cao cấp cho mọi người. Rất rất là đẹp luôn.
Bộ này thì phải gọi là siêu đẹp nhé mọi người nha. Siêu đẹp này chính là đẹp bình thường. Không phải là đẹp bình thường mà phải gọi là đẹp nhức nách nhé mọi người. Đẹp nhức nách luôn. Mọi người chia sẻ livestream giúp em các chị này. Mỗi bác mình chia sẻ bài viết cho em một lượt nhé mọi người nha. Là hàng 99.000 em sẵn nốt này. Các chị lên cho em hàng là bộ cao cấp cho em nhé. Bộ cao cấp nhé các chị ơi, tập số điện thoại cho em cắt em. Bộ này của em là quần lửng mọi người ạ. 40 cân đến 60 cân cho em. Quần lửng nhé mọi người nhá, 99.000 một bộ. 99.000 một bộ thì bây giờ em xả các chị là còn 69.000. 69.000 đồng nhé, mình sẽ lên cho em hàng là bộ cao cấp cho em. Bộ này thì phải gọi là đẹp khỏi bàn luôn đó mọi người. Đó, 99.000 này. Thua cuộc. 99.000 một bộ các chị này. Em xả các chị là còn 69.000 mọi người. Thua cuộc mặt buồn thế. Đó. Thua gì? Em làm gì mà anh bỏ em lừa? Đây. Rồi mọi người mã hàng là gì nhỉ? Bộ cao cấp cho em nhé. Bộ cao cấp như mọi người, cộng số điện thoại cho em là em chốt đơn. Xả bộ này các chị mình là 69.000 một bộ. Đẹp lắm luôn các chị này, này có màu xanh đẹp chưa này. 40 cân đến 60 cân cho em như bộ này, chất siêu mát mọi người. Rồi của chị Na Phan ok, chị là chị Lan Dương ok một bộ chị này. Hôm nay có màu xanh siêu đẹp như mọi người nha. Đó, 69.000 một bộ cho em. Lên cho em mã hàng là bộ cao cấp cho em. Cái bộ này nhà em bán bình thường là 99.000 đấy. Chị Thùy Dương ok chị này. Chị Ánh Hiên ok một bộ nên em xả các chị là còn 69.000. 69.000 đồng một bộ nhé mọi người nha. Lên cho em mã hàng là bộ cao cấp cho em này. Chị Phạm Mơ ok một bộ chị này 69.000 đồng nhé mọi người. Lên đúng mã hàng là bộ cao cấp cho em nhé mọi người nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Màu xanh này là cái màu xanh mát. Màu xanh này nó là cái màu xanh mát, màu xanh nhẹ nhàng nhé mọi người, không phải là màu xanh rực lên. Đó. 69.000 đồng một bộ nha. Chất này là chất đẹp nhé mọi người, hàng chất cao cấp cho em này, mát cực kỳ luôn, mặc nhẹ tênh. Chị Phạm Thị Lao cái một bộ chị này 69.000 đồng một bộ nhé mọi người nhé. Chị Trần Hạnh ok một bộ chị này. Bộ cao cấp và kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Bộ cao cấp của chị Võ Thị Hiền ok một bộ chị này. Chị Võ Thị Hiền này của chị Hồ Nguyễn ok một bộ này. Chị Trần Hiếu ok một bộ chị này. Bộ này của em là hàng đũi đẹp chị ạ, xịn lắm ý, bộ này xịn. Chị Nguyễn Xuyến ok một bộ chị này. Bộ này của em là hàng, nó là hàng cao cấp đẹp lắm mọi người, mát ý. Bộ này mặc siêu mềm và siêu mát luôn. Em xả các chị bộ này 69.000, bình thường là 99.000. Bình thường bộ này nhà em bán là 99.000 đấy. Tặng hai của chị Nguyễn Thị Khoa này, của chị Đặng Thị Nga, một bộ cao cấp ok chị này. Bộ cao cấp của chị Hồng Vân này. Chị Nguyễn Giang ok bộ cao cấp chị này. Đây. Chị Tuyết Vàng cái gì mà không đúng thì mình cứ gửi vào tin nhắn cho bên em nhá. Mã nào không đúng gửi vào tin nhắn giúp em mọi người. Lên đúng cú pháp cho em mã hàng là bộ cao cấp cho em. Bộ cao cấp của chị Trang Nguyễn ok một bộ chị này. Hai chị Trang Nguyễn ok này, của chị Trang Nguyễn nữa cho em số điện thoại. Chị Hồng Vân ok một bộ chị này. 69.000 đồng một bộ nhé mọi người nha. Lên cho em mã hàng là bộ cao cấp giùm em. Hoa xinh lắm các chị ạ. Bộ cao cấp này cộng sữa cho em, ở ngoài các chị sẽ nhìn rõ hơn. Cái họa tiết của nó xinh ơi là xinh luôn mọi người ạ. 69.000 đồng một bộ thôi nhé mọi người nhé. Chị Hồng Vân ok một bộ chị này. Mình cứ lên đúng mã hàng cho em là các chị sẽ có đơn nhé mọi người nha. Em xả 69.000 một bộ. Chốt cho em mã hàng là bộ cao cấp cho em. Chị Nguyễn Xuân ok một bộ chị này. Ai lấy bộ cao cấp thì các chị lên nốt cho em xong để em qua mã nhé. Đây lên bộ mẹ các chị. Bây giờ sẽ lên tặng các chị bộ mẹ, tại vì là bộ mẹ của em là về được ít. Bộ mẹ của em là về được ít ấy, nên là bây giờ mình dám like bộ mẹ các bác đây. Ai lấy bộ cao cấp thì các chị sẽ lên nốt cho em mã hàng là bộ cao cấp cho em nhé. Chị Trang Nguyễn có rồi chị yêu ơi. Của chị Nguyễn Thị Tính ok một bộ này, bây giờ sẽ lên bộ mẹ cho mọi người. Sẽ lên bộ mẹ cho các chị yêu nhé mọi người nha. Chị Phan Thị Thu Hiền ok một bộ cao cấp này. Chị Thu Hà Nguyễn ok một bộ chị này. 69.000 đồng. Đây. Cái bộ mẹ cái mẫu này mới về các chị ạ. Bộ mẹ đây là mẫu mới về nhé mọi người nha. Các bác chia sẻ giúp em mọi người này. Để chia cho các chị bộ mẹ.
về nó có mỗi 2 bộ ạ, nên là em không dám ra từ lúc đầu. Lúc muộn muộn rồi mình dám 2 cái bộ mẹ cho mọi người này. Đẹp lắm nhá, các chị bộ mẹ siêu đẹp luôn. Bộ mẹ của nhà em thì siêu siêu đẹp luôn nhá mọi người nha. Ôi cái màu này đẹp, nhức nách rồi. 40 cân đến 65 cân cho em mặc vừa bộ mẹ. 40 cân nha các chị, đến 65 cân là mình sẽ mặc vừa bộ mẹ này. Đẹp chưa ạ? Ôi cái màu này, tôi chết rồi, có mỗi 20 bộ. Màu này đẹp quá rồi mọi người, biết làm nào nhỉ? Ôi cái màu này đẹp quá mọi người, xuất sắc quá luôn này. Bộ mẹ các chị lên cho em nhá. Bộ mẹ và kèm số cho em còn bằng dài qua gối, chất đũi xước siêu đẹp luôn. 65 cân đổi lại cho em, màu này không thể nào chê nổi luôn. Bộ mẹ và kèm số tặng cho em. Em chia các chị 59 cái bộ này. Quần ống rộng mọi người ạ. Bộ này của nhà em nha các chị nhá, nó sẽ là quần ống rộng ạ. Đó, chi ân cho mỗi chị một bộ sẽ là 59.000. 59.000 là một bộ nhá. Rồi bộ mẹ của chị Ngô Tú Hoa một bộ khẩu trang nha, em có màu trắng chị ạ. Chị Thúy Phan ok chị này. Bộ mẹ của chị Trần Hiếu ok này, 59.000 đồng quần mặc dài qua gối. Chị Linh Phùng ok bộ mẹ chị này. Bộ mẹ và cộng số điện thoại cho em là em chốt đơn này. Bộ mẹ của chị Trần Xuân Giang, bộ mẹ của chị Lan Dương. 59.000 một bộ nhá, 65 cân đổ lại. Cái màu đẹp quá mọi người. Chị Bảo Yên Nguyễn ok, bộ cao cấp ok chị này. Bộ mẹ của chị Tôi Nhà Quê ok chị này. Bộ mẹ chị Thu Hà Nguyễn ok chị này. Bộ mẹ và kèm số điện thoại cho em mọi người này là em chốt đơn nhá. Em xả bộ mẹ 59.000, 40 cân đến 65 cân, màu hoa đẹp quá trời luôn mọi người. Siêu siêu đẹp này của chị Phan Thị Kim Hiền, bộ mẹ chị tặng chị Nga cái bộ mẹ chị này. Bộ mẹ của chị Bóng Hằng ok 4 bộ này. Chị Thanh Nguyễn ok 1 bộ chị này. Chị Thanh Nguyễn ok 1 bộ mẹ chị này. Bộ mẹ sẽ là 59.000 mọi người. 59.000 là một bộ nha, chốt cho em hàng là bộ mẹ giùm em. Bộ mẹ và cộng số điện thoại cho em là bên em chốt ơn. Bộ mẹ của chị Trần Hạnh ok 1 bộ chị này. 59.000 chạy đến 65 cân chị Nguyễn Hà cái bộ mẹ này. 59.000 một bộ nhá, tặng 7 của chị Nguyễn Hà ok này, bộ mẹ của chị Huỳnh Lệ Thanh ok chị này. Lên đơn hàng cho em mã hàng là bộ mẹ cho em siêu đẹp luôn, 59.000. 59.000 là một bộ cho em, chốt đúng mã hàng là bộ mẹ này. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá. Đẹp quá mọi người. Mình sẽ còn mấy cái tặng cho chị luôn. 59.000 40 cân đến 65 cân, bộ mẹ của chị Phạm Hà. Bộ mẹ của chị Huỳnh Lệ Thanh, bộ mẹ của chị Hương Nguyễn, bộ mẹ của chị Phạm Hiền, hai bộ của chị Lan Dương ok. Nay nhận được bộ mẹ này đẹp lắm em à, ok em cảm ơn chị này, bộ mẹ của chị Trần Lai. Bộ mẹ nhà em chất đẹp lắm đấy mọi người. Khẩu trang là 169.000 một thùng, bộ mẹ của chị Thúy Trần ok chị này. Bộ mẹ của chị Nguyễn Xuyến ok này, của chị Dương Huệ Chi có bộ mẹ này. Bộ mẹ chị Hào Nguyễn ok này. Tặng 2 này, tặng 13 cao cấp của chị Tiệp Trịnh ok chị này. Đây. Áo kiểu các chị comment là tặng áo kiểu cho em. 40 cân đến 55 cân đổ lại các chị mặc vừa, comment là tặng áo kiểu cho em. Em tặng mỗi chị một cái với giá sẽ là 19.000. Em tặng mỗi chị một chiếc áo kiểu này với giá sẽ là 19.000 nhá, 40 cân đến 55 cân thôi. Em chỉ cái này còn size là từ 40 cân đến 55 cân nhá. Em này mọi người này các chị mặc cùng với lại là chân váy này. Mặc cùng với lại quần bò cho em, mặc cùng với quần legging chân rất là đẹp luôn. Chất của nó sẽ là chất lụa nhá. Tặng áo kiểu cho em 19.000. 19.000 đồng ạ. Giờ của chị Kim Chi ok, chị là chị Minh Phượng ok này. Còn chị tôi hàng đợi em một xíu nhé. Hai bộ mẹ của chị Ngọc Anh Trần ok chị này. Bộ mẹ của chị Yến Linh ok chị này. Bộ mẹ cho em giá sẽ là 59.000 mọi người, 59.000 này. Tặng áo kiểu cho em nhé, 40 cân đến 55 cân mặc vừa em tặng các chị là 19.000. 19.000 ạ. Bộ mẹ của chị Tình Trung ok này. Bộ mẹ sẽ là đến 65 cân nhé mọi người. Bộ mẹ sẽ từ 40 cân ạ đến 65 cân là mọi người sẽ mặc vừa bộ mẹ nhé. Chốt cho em hàng là bộ mẹ giùm em. Bộ mẹ này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt ơn. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé mọi người. Siêu siêu đẹp cho mọi người luôn. Tặng áo kiểu là sẽ là 19.000 nhé mọi người nhé. Khẩu trang của chị Nguyễn Hoa ok chị này.
tặng áo kiểu của chị Hạnh Dương, ok chị này. Áo kiểu là 19.000 cho mọi người này. Chốt cho em hàng là tặng áo kiểu cho em mọi người này. Chị Phạm Lan, ok, có bộ mẹ chị này. Cho em cái màu hoa đỏ cái anh ơi. Anh. Đây bộ mẹ em còn một màu nữa em lên nốt nhá. Bộ mẹ em còn một màu nữa em sẽ lên nốt các chị này. Áo kiểu sẽ là 19.000 nhé mọi người. Chị nào mình lấy áo kiểu thì các chị sẽ lên cho em hàng là áo kiểu cho em. Áo kiểu này. Giờ lên các chị tiếp nhé mọi người nhá. Một cái bộ mẹ em còn một màu nên chia nốt. Bộ mẹ em còn một màu nữa nhé mọi người. Em chỉ nhận nốt cho cả nhà mọi người này. Em này xịn sò luôn nhé mọi người. Các bác chia sẻ livestream giúp em mọi người này. Bộ mẹ em chỉ còn một màu này nữa là hết nha các bác nha. Các chị comment cho em là bộ hoa đỏ giùm em. Cái này là hoa nhung mọi người ạ. Các chị comment là hoa đỏ cho em này. 59.000, ôi bộ đẹp quá, mà cái nổi quá. 59.000 mọi người. 59.000 là một bộ nha. Các chị sẽ lên cho em hàng là hoa đỏ cho em. Hoa đỏ này, cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá. Đấy. 59.000 là một bộ này cho em. Lên luôn cho em hàng là hoa đỏ cho em mọi người. 40 cân đến 65 cân cho em nhá. Ship cho em một bộ nhé. Màu như chị đang mặc đấy nhé. Chị Lưu Triệu như thế là em không bán được cho chị rồi. Bây giờ chị tự biết mình luận là ship cho em một bộ màu như chị đang mặc nhé. Không biết là chị mua bộ gì đâu. Từ đầu đến giờ em mặc rất là nhiều bộ rồi. Bây giờ chị tự riêng mình luận thế. Không biết là chị mua bộ gì của em đâu. Em không bán được cho chị đâu. Chị phải ghi cho em mã bộ mã chứ. Ví dụ như nếu mà cái bộ mà bộ mẹ chị thích vừa nãy thì ghi cho em là bộ mẹ hoa cam. Bộ mẹ là được. Đấy, còn bộ này thì ghi cho em là hoa đỏ. Rồi chị Ngô Tú Nga hoa đỏ này, chị Lan Dương hoa đỏ này, chị Trần Xuân Giang hoa đỏ này, chị Ngọc Lan hoa đỏ này. Chưa ghi chung chung thế nên không biết là chị mua cái gì đâu chị ạ. Hoa đỏ cho em nhé mọi người nhá. Hoa đỏ của chị Phạm Hiền này, hoa đỏ là 59.000. Rồi chị Phạm Quỳnh Nga, ok chị này. Em còn chị Thu Hà hoa đỏ của chị Nguyễn Thắm này. Hoa đỏ của chị Tô Nhà quê, ok một bộ chị này. 40 cân đến 65 cân cho em nhé. Chị Tiệp Trịnh, ok có rồi chị ơi. 65 cân đổ lại là các chị sẽ mặc vừa hoa đỏ nhé mọi người nha. Chị Phạm Thị Thu Hiền có hoa đỏ này. Hoa đỏ của chị Thúy Nguyễn, ok một bộ chị này. Hoa đỏ và kèm sổ đại cho em này, em chốt đơn. Đó, giá cho mọi người sẽ là 59.000. 59.000 đồng một bộ nha các chị yêu nhá. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Chị Thúy Nguyễn, ok hoa đỏ chị này. Hoa đỏ của chị Nguyễn Hòa, ok một bộ chị này. 65 cân mặc vừa chị ạ. Chị Huỳnh Lệ Thanh, ok một bộ hoa đỏ này. Hoa đỏ của chị Trần Lai, ok một bộ này. Chất này rất là mềm và mát co giãn nhé mọi người nhá. 40 cân đến 65 cân cho em là các chị sẽ mặc vừa mã này. Lên luôn cho em là hoa đỏ và kèm sụn ạ cho em. Là cả nhà mình có đơn nhé mọi người nhé. Cái này hoa nhung đẹp lắm mọi người. Hoa nhung nó rất là nổi luôn. Rồi ok, chị Biển Nặng thì ghi cho em là bộ mẹ hoa cam kèm sụn ạ cho em là được nhé. Đấy, lên cho em xin lại sụn ạ nhé chị Biển Mạnh nhé. Các chị bình luận nhớ là phải để lại cho em xin sụn ạ nhé mọi người. Có số điện thoại thì nhà em mới chốt đơn thành công cho mọi người được. Đấy. Bộ hoa đỏ cho em mọi người này. Giá sẽ là 59.000 một bộ. Chị Thu Hà Nguyễn, ok một bộ này. Chị Tuyết Nguyễn tặng 17, ok chị này. Hoa đỏ cho em nhé mọi người, 59.000 này. 59.000 là một bộ hoa đỏ nhá. Lên cho em mã là hoa đỏ cho em. Ai còn mấy cấu trúc tặng cho chị cuối like. Cấu trúc còn mấy cái này. Cấu trúc em còn mấy cái mà em tặng các chị này. Bộ hoa đỏ là bộ mẹ các chị, 59.000. 59.000 nhé mọi người. Gối trúc này. Gối trúc nha các chị ơi, chiêng các chị là 49.000 một gối trúc, còn mấy cái nữa. Cái này là hàng lẻ của em ấy. Gối trúc này em còn có mấy cái nhé mọi người nhá. Bộ hoa đỏ của chị Tình Chu, ok này. Hoa đỏ của chị Nguyễn Thị Nga chị này. Tặng 12 của chị Nguyễn Hòa, ok này. Gối trúc này là em tri ân cho mọi người là mỗi chị yêu một cái gối trúc này với giá sẽ là 49.000, là sẽ bao gồm là cả ruột. Cả ruột nha các chị nhá, và cả vỏ cho em luôn á. Đó. Hoa đỏ của chị Ánh Hiên, ok chị này. Gối trúc cho em những hoa đỏ của chị Kiều Giang. Gối trúc này thì vừa bền. Vừa bền các chị này, vừa mát cho em này, vừa rẻ. Mua 49 các chị dùng được 4 5 5 6 năm.
cái mắt trúc này nó rất là bền, các chị không biết bao giờ bị hỏng cái mắt trúc này đâu. Đó, 49.000 một chiếc nha mọi người nha. Lên cho em mã hàng là gì ạ? Gối trúc này, cộng số điện thoại cho em. Hoa đỏ của chị Trần Thị Bảy ok chị này. Rồi chị Biển Nặng ok chị này. Gối trúc của chị Trần Xuân Giang ok chị này. Gối trúc và kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nha. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé mọi người. Đấy, ai lấy gối trúc thì các chị sẽ lên cho em mã hàng là gối trúc cho em. Gối trúc này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Gối trúc là tri ân cho mọi người nha các chị nhá. Với giá sẽ là 49.000. 49.000 đồng một chiếc nha các chị yêu nha. Đó. Gối trúc của chị Phạm Hiền, gối trúc của chị Phạm Hà, gối trúc của chị Trần Xuân Giang, hoa đỏ của chị Nguyễn Trang các chị này. Các chị toàn mua gối trúc là 3-4 cái một thôi, bởi vì em chiên rất là rẻ. Hoa đỏ của chị Thảo Nguyễn 49.000. Mua bên ngoài toàn là 100.000 với lại 120.000 thôi mọi người. Từ 100.000 nhá đến 120.000 thì mình mới được là một chiếc. Em bán là các chị là 49.000 một chiếc gối trúc. 49.000 một chiếc mọi người này. Gối trúc của chị Phạm Hiền có rồi chị nhá. Các chị mua một cái hay là hai cái hay là ba cái này, các chị sẽ kèm cho em số lượng luôn nhé mọi người. Gối trúc này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nhá. 49.000. Bộ mẹ hoa đỏ của chị Duyên Hồng ok chị này. Hoa cam của chị Duyên Hồng ok là chị Duyên Hồng lấy hai bộ hoa đỏ hoa cam này. Chị Nguyễn Thêm ok lấy một bộ hoa đỏ chị này. Gối trúc sẽ là 49.000 một chiếc gối trúc nha. Bác nào mình lấy gối trúc lên cho em tặng chính cho chị Trần Thị Hằng ok. Bình luận nhớ là sẽ kèm cho bên em xin số điện thoại nhé mọi người nhé. Để nhà em chốt đơn nha các chị yêu ơi. Đó. Mã bộ em đang mặc là hoa đỏ gối trúc của chị Phạm Nhàn ok chị này. Cho em ngô sấy đi. Đây các chị comment là ngô sấy cho em chia hết 59.000 hai gói ngô sấy chị Nguyễn Thắng gối trúc cái này. Ngô sấy nha các chị ơi, 59.000 là hai gói ngô sấy luôn. Một gói của nhà em sẽ là 500g. Một gói sẽ là 500g nhé mọi người nhá. Ngô sấy siêu ngon, giòn, thơm. Đó, 59.000 đồng là hai gói ngô sấy luôn. Hai cái của chị Phạm Hiền ok này. Chị nào lấy các chị sẽ comment là ngô sấy cho em này. Chị Nguyễn Nga có gối trúc ok chị này. Ngô sấy nhà em siêu giòn này, siêu ngon nhé mọi người nhá. Đặc biệt ý là các chị ăn cái vị của nó rất là vừa, nó khác hoàn toàn với cái loại ngô sấy các chị mua ở chỗ khác luôn. Ngô sấy nhà em rất là ngon, đảm bảo ăn là sẽ nghiện mọi người ạ. Vị của nó vừa vặn ấy, ăn nó siêu ngon luôn nhé mọi người nhá. Em chiên nó 59.000 là hai gói và một gói của nhà em sẽ là 500g. Đó là của chị Nguyễn Hà ok chị này. Chị Nguyễn Quyên có hai gối trúc ok chị này. Comment cho em ngô sấy của chị Nguyễn Bích 8 ok. 59.000 đồng là hai gói nhá. Chị Thanh Hiền có gối trúc ok chị này. Lên cho em mã hàng là ngô sấy cho em, ngô siêu ngon. Ngô đảm bảo với các chị là ăn một lần là các bác sẽ chỉ lần sau là chỉ muốn mua ngô sấy của nhà em hàng thôi. Ngô sấy nhà em rất rất là ngon nhé mọi người nhá. 59.000 đồng là hai gói nhé mọi người. Lên cho em mã là ngô sấy cho em. Bộ đang mặc của em là bộ mẹ đấy, bộ hoa đỏ em xả 59.000 chị ạ. Hoa đỏ 59.000 này. Đây. Giấy ướt em tặng các chị em mình là 29.000 ba bịch giấy ướt nhá. 29.000 đồng sẽ là ba bịch giấy ướt mọi người. Giấy ướt Phú Đạt. Giấy ướt hàng công ty Phú Đạt ạ. Một gói đây sẽ có 120 tờ. Một gói đây 120 tờ nha các chị nhá. Đó, các chị mua một gói toàn là 450.000 thôi. Mua bên ngoài các chị ơi, từ 40.000 này đến 50.000 một gói giấy ướt như này. Em tặng các chị là 29.000 là ba bịch. 29.000 đồng sẽ là ba gói nhá. Mọi người sẽ lên cho em mã hàng là giấy ướt cho em nhá. Đó, giấy ướt này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá mọi người nhá. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em mọi người này. Tri ân cho mọi người này, 59.000 đồng mọi người. 59.000 đồng sẽ là gì ạ? Hai gói cho em nhá. Cho người xem mặt anh còn mấy set rồi này. Tặng năm của chị Nguyên Lê ok chị này. Chị Hoa Vinh có ngô sấy ok chị này. Anh xem là còn mấy cái kìa. Gối trúc của chị Cu Tùng ok này. Hai set giấy ướt của chị Trần Xuân Giang. Giấy ướt là 59 à, giấy ướt là 29.000 một set là ba bịch chị ạ. Bộ mẹ của chị Nguyễn Thúy các chị này. Bộ mẹ thì ghi cho em mã là bộ hoa đỏ cho em nhá. Hoa đỏ và kèm số lạ cho em ngô sấy của chị Liên Ngô ok chị này. Ngô sấy lấy khẩu trang là 169.000. Bộ mẹ là 40 cân đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa bộ mẹ nhá. Ai lấy bộ mẹ thì các chị sẽ lên cho em mã hàng là bộ mẹ này, kèm số lạ cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nha. Đây, riêng cái khăn mặt này em chỉ chốt cho chị là mình có đơn rồi thôi. Gọi là khăn mặt này là tạo điều kiện cho chị nào mình đã có đơn rồi nha. Các chị comment là tặng khăn mặt cho em. Tặng khăn mặt cho em ạ. Bình thường khăn mặt này các chị mua là 15.000 một cái mọi người. 15.000 một cái khăn mặt các chị này. 15.000 một cái nhé mọi người. Đây thì em sẽ tri ân cho mọi người.
chia ra các chị em mình là 55.000 đồng là 10 cái luôn. Khăn mặt này em siêu xuống luôn. Khăn mặt này nó rất là mềm và mịn luôn. Các chị comment là tặng khăn mặt. Khăn mặt này em chỉ ưu tiên chị nào mình có đơn rồi thôi nhé mọi người. Ưu tiên chị nào có đơn rồi thì mới chốt thôi mọi người. Đó. Lên cho em mã hàng là tặng khăn mặt cho em. Tặng khăn mặt các chị này. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nhá. Đấy. Tri ân cho mọi người. Với giá mọi người này sẽ là bao nhiêu tiền ạ? 55.000 đồng một set 10 khăn. Một set của nhà em là mình sẽ có 10 khăn đấy nhé mọi người nhá. Lên cho em mã hàng là tặng khăn mặt cho em. Khăn mặt Hàn siêu đẹp luôn. Khăn mặt Hàn vừa xịn các chị này, vừa đẹp nhé mọi người nha. Đó. Xả bao phê cho các mình luôn mọi người. Tri ân cho mọi người này. Rồi ok chị này. Khăn mặt của chị Kiều Giang, khăn mặt chị Nguyễn Luyến ơi, các chị này, giày ướt của chị Nguyễn My ok chị này. Sữa này nhà em không bán chị ạ. Khăn mặt là 55.000 nhé mọi người nhá. 55.000 một set khăn mặt này. Bác nào mình chốt đơn thì sẽ lên cho em là khăn mặt và kèm sữa nạ cho em. Bộ mẹ là em có màu này, màu hoa đỏ, màu hoa cam chị ạ. Khăn mặt của chị Phạm Hiền ok này. Tặng 13 của chị Chọn Kiếp Bình Yên ok chị yêu. Khăn mặt của chị Phạm Hà có luôn khăn mặt này. Khăn mặt cho em nhé mọi người nha. 55.000 một set 10 khăn. 55.000 một set là 10 khăn cho em các chị này. Đây là nguyên một set khăn mặt của em này. 10 khăn nha các chị nha. Khăn mặt của chị Thúy Nguyễn ok khăn mặt chị này. Lên cho em là khăn mặt và kèm sữa nạ cho em. Đây. Dầu nóng này còn ít tặng luôn dầu nóng nhé. Comment là dầu nóng cho em tặng 49.000 2 chai. Dầu nóng các chị này, nặng chân nặng tay này, đau mỏi vai gáy cho em các chị này, cực kỳ sướng luôn, người già, người trẻ đều dùng được hết luôn. Rồi của chị Thúy Đinh ok này, của chị Hân Khanh ok này, comment cho em là dầu nóng cho em. Rồi chị Đào Lê ok này, dầu nóng này là em sẽ tri ân cho mọi người với giá là 49.000 đồng là 2 chai nhá. Chị Thu Hà Nguyễn ok chị này. Một bộ hoa cam cộng một bộ hoa cam ok của chị Kiều Giang này. Dầu nóng của chị Ngô Tú Nga này, dầu nóng em tặng là 49.000 2 chai nốt. Này là toàn là mã quà tặng rẻ thôi. Chị Huyền Hoàng em sợ hết mã đấy cô. Để lại cho em số bạn nếu mà còn là nhà em chốt mà hết thì mình chốt sang mã khác cho em nhé. Tại vì em sợ cái bộ đó nhưng em biết hàng nha chị. Đấy. Rồi khăn mặt của chị Huệ Lê ok chị này. Khăn mặt của chị Duyên Hồng ok chị này. Dầu nóng cho em nhé 49.000 mọi người. 49.000 là 2 chai. 49.000 này em tặng 2 chai dầu nóng đấy các chị, lên cho em là dầu nóng giùm em. Dầu nóng này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nhé. Bình thường là 60.000 một chai. Bình thường 60.000 là các chị được một chai dầu nóng thôi. Em tặng cả nhà là 49.000 đồng là 2 chai. Giá quá là rẻ luôn mọi người. 49.000 đồng là 2 chai nhá. Chị Anh Nguyễn ơi em qua mạng đấy rồi, chị tí chị sao lại sao giúp em nhá. Khăn mặt của chị Phạm Thị Thu Hiền ok chị này. Khăn mặt là em xả là có 55.000 thôi nhá chị ơi. Chị nào mình lấy khăn mặt thì các chị sẽ lên cho em mã là khăn mặt cho em. Khăn mặt này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Dầu nóng là 49.000 đồng là 2 chai dầu nóng nhá các chị nhá. Chị nào mình lấy dầu nóng thì các chị sẽ lên cho em mã là dầu nóng cho em. Dầu nóng này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá mọi người nhá. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em mọi người. Siêu siêu rẻ cho các chị em mình luôn mọi người này. Dầu nóng là tri ân quá là rẻ luôn nhá mọi người nhá. Bình thường là chỉ được một chai thôi á. Còn chưa có được một chai. 49.000 mình thường không có được một chai đấy. Tặng các chị là 49.000 2 chai. Tặng dầu nóng sẽ là 49.000 đồng là 2 chai nhá. Lên cho em mã hàng là dầu nóng giùm em. Dầu nóng này kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Qua mã cho mọi người này. Anh ơi cho em cái đôi giày. Giày kìa. Em tặng giày nhá, giày em còn size 36, 37, 38. Giày em còn size 36, 37, 38 nên các chị comment là giày thể thao cho em. Giày thể thao nhá mọi người. Không chọn màu giúp em nhá. Khăn mặt của chị Hiền rồi này. Còn mặc váy này. Còn mặc váy ok chị này với này. Còn mặc váy của chị Trần Thị Hằng ok này. Rồi. Mọi người ơi, mã là giày thể thao em xả không chọn màu nhá, có hai màu trắng đen. Giày thể thao ạ, có hai màu các chị này, màu trắng và màu đen nhá. Em xả là không chọn màu nữa các chị, chọn size thôi. Em còn size 36 này, size 37 và size 38. Size 36 nhá các chị nhá, size 37 và size 38 cho em, các chị comment là giày thể thao cho em đi. Các chị mặc đi đánh bóng chuyền này, mặc đi chạy bộ này, mặc tập thể dục cho em mọi người này, mặc tập gym này, mặc tập aerobic cho em là rất là đẹp và chắc chân mà đi rất là êm chân luôn. Quan trọng là rất là êm chân, em tặng các chị là 29.000. Không chọn màu nhá mọi người, chỉ chọn size thôi. Em còn mỗi size 36 các chị này, size 37 này và size 38 nhá, em tặng các chị là 29.000. Bình luận cho em là giày thể thao giúp em nhá. Giày thể thao nhá mọi người. Tặng 6 các chị Xuân Hương ok chị này.
giày thể thao này cộng số điện thoại cho em. Làm bên em chốt đơn nhé mọi người nha. Đó. Giày tri ân cho mọi người. Với giá nha các chị yêu nha, sẽ là bao nhiêu tiền ạ? 29.000 mọi người. 29.000 một đôi giày nha các chị nha. Lên cho em mã hàng là giày thể thao giùm em. Giày thể thao này cộng số điện thoại cho em này. Làm bên em chốt đơn nhá. Rồi ok này, giày giày không chọn màu của chị Ngô Tú Ngô chọn màu nhé, em không bán đâu chị ơi, chọn màu là 150 một đôi. Chọn màu là 150 một đôi nhé, em xả 29.000 không chọn màu đâu. 29.000 chọn màu không bán nhá chị Ngô Tú Nga nhá. Mai của chị Ngô Tú Nga giày này nhà em xả đơn rồi chị ạ. Đấy. Bộ em đang mặc là bộ mẹ là từ 40 cân đến 65 cân mặc vừa và giá là 59.000. Giày thể thao của chị Trần Xuân Giang ok chị này. Chị nào muốn mua chọn màu mà với giá 29.000 thì em không bán nổi đâu mọi người. Giày thể thao của chị Phạm Hiền ok này, em chỉ bán chọn size thôi. Chỉ bán chọn size không bán chọn màu nhé các chị nhá. 29.000 đồng một đôi nhé mọi người. Khăn mặt của chị Đô Ánh Nguyệt ok chị này. Giày thể thao là 29.000 đồng ạ. Đế của nó rất là mềm. Giày này đế cực kỳ mềm và đi rất là êm chân đấy mọi người. Đi êm và chắc chân nhá, xả 29.000 một đôi thôi. Giày của chị Biển Trần ok chị này. Chỉ chọn size không chọn màu giúp em nhá, 29.000 một đôi mọi người. 29.000 một đôi giày mọi người này. Nên cho em mã hàng là giày thể thao giùm em này, quá là rẻ mọi người. Phải gọi là siêu rẻ nhá, không phải là rẻ bình thường đâu các chị ạ. Mà rẻ của rẻ, đẳng cấp của rẻ luôn đó mọi người, 29.000 này. Không bao giờ các chị mua 29.000 đồng một đôi giày đâu. Mà em bán là các chị là 29.000 một đôi đi mọi người này. Lên cho em mã hàng là gì ạ? Giày thể thao giùm em nhá. Giày thể thao này cộng số điện thoại cho em. Là bên em chốt đơn nhá mọi người nhá. Đẹp nhức nách luôn. Đấy, mà siêu rẻ luôn này. Rồi giày của chị Bình An, giày của chị Thu Hà Nguyễn, giày của chị Phạm Thị Thu Hiền, giày của chị Hồ Ân, giày của chị Nguyễn Nga, giày của chị Phạm Nhàn, giày của chị Diễm Hoàng, giày của chị Biển Trần. Giày là 29.000 nhé mọi người. Comment mã hàng là giày thể thao cho em. Đó của chị Nguyễn B ok chị này, 29.000 thôi mọi người ạ. Của chị Thảo Trần ok chị này, bộ em mặc là chất đuối xước chị ơi. Bộ em mặc các chị lên cho em là bộ hoa đỏ cho em nhé. Hoa đỏ này có 55.000 bộ mẹ chị ạ. Đó, rồi của chị Cu Tùng hai đôi cho em, xin số mã chị Cu Tùng ơi. Comment cho em là giày thể thao cho em này. Cam đỏ của chị Oanh Nguyễn ok chị này. Giày là 29.000 nhà em xả không chọn màu nhá mọi người nhá, chỉ chọn size thôi. Em xem là còn size, chị là còn size thì em mới chốt được nhá mọi người nhá. Đấy, 29.000 một đôi giày các chị này. Lên cho em mã hàng là giày thể thao và cộng số điện thoại cho em. Là bên em chốt đơn nhá mọi người nhá, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Siêu siêu rẻ cho mọi người luôn các chị này. Giày của chị Đinh Hà không có size 39 rồi chị ơi. Nhà em chỉ còn size 36 này, size 37 này và size 38 thôi nhá. Cho em mấy cái áo giữ nhiệt, còn 5 cái em tặng nốt này. Em còn có 5 cái áo giữ nhiệt này. Rồi chị Thu Nghiêm ok, chị Thu Nghiêm cho em xin số mạng chị Thu Nghiêm ơi. Còn có 5 cái áo giữ nhiệt em tặng các chị mình 15.000 một cái nhá, 40 cân đến 57 cân. Giày thể thao lại còn size M đó chị ơi, giày thể thao size 36, size 37 và size 38. Áo giữ nhiệt cho em tặng các chị là 15.000 nhá. Em còn có một mấy cái 40 cân đến 57 cân. Áo giữ nhiệt của em là có nót nỉ bên trong mọi người. Đây, 60.000 một cái em tặng các chị là 15.000 nhá. Giữ nhiệt ổ 3 phân và hàng là có nót nỉ bên trong luôn đó mọi người ạ. Bên trong là hàng có nót nỉ nhá mọi người nhá. Em tặng mọi người là 15.000 đồng, các chị comment là áo giữ nhiệt cho em. Đấy. 60.000 nhá, em tặng với giá sẽ là 15.000 một cái mọi người. Lên cho em mã hàng là áo giữ nhiệt này cộng số điện thoại cho em. Là bên em chốt đơn nhé mọi người nhá. Rồi ok này, giày thể thao của chị Cu Tùng ok chị này. Chị Biển Trần ok chị này. Chị Thu Nghiêm ok này. Chị Thúy Thuận Hoàng ok này. Của chị Thu Thủy ok này. Chị Mai Hoàng ok chị này. Áo giữ nhiệt cho em nhé mọi người nhá. Giá em tặng các chị là 15.000. 15.000 là chị Vân Nguyễn ok chị này. Của chị Phạm Thị Thu Hiền một chiếc này. Chị Lê Yến một chiếc này. Cái đây là hàng 60. Dĩ nhiên là có lót nỉ nhé mọi người, em tặng các chị là 15.000 nhá. Có mấy cái em tặng các chị quà. Tặng có mấy cái em tặng quà cuối like. Giày của chị Nhàn Nguyễn ok chị này. Áo giữ nhiệt sẽ là 15.000 nhá. Em còn chị Thảo Trần ơi, lấy để lại cho em lại luôn nhá chị nhá. Đây. Lên luôn cho em nhé mọi người. Bình luận giúp em mã hàng là áo giữ nhiệt tặng 15k. Chị ơi thể thao không có size 40 nhá chị nhá. Chỉ chốt được áo giữ nhiệt cho chị Hạnh thôi, giày thể thao chỉ có size 36 và 38 thôi. Chị Yến Nhi quả áo giữ nhiệt. Chị Ngọc Lan quả áo giữ nhiệt. Chị Nguyễn Thúy có giày thể thao cho em xin số lại chị ơi. Áo giữ nhiệt em tặng các chị là 15.000, cổ 3 phân và bên trong nó sẽ là hàng lót nỉ nhé mọi người nhé. Áo này của em là hàng bên trong có lót nỉ đó mọi người. Và em tặng các chị với giá sẽ là 15.000 chứ. 15.000 một cái áo giữ nhiệt nhá.
Đây luôn cho em mã hàng là áo giữ nhiệt. Áo giữ nhiệt các chị này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nhá. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em mọi người, rẻ dã man luôn. Có 15.000 không ở đâu rẻ bằng. Không ở đâu có thể rẻ bằng luôn nhé mọi người nha. Bình luận cho em mã hàng là áo giữ nhiệt cho em nhé. Rẻ quá mọi người, 15.000 một cái này. Bình thường kể cả các chị mua áo giữ nhiệt của trẻ con ý, cũng đã 50.000 rồi. Hàng người lớn là phải 60.000. Hàng người lớn 60.000 các chị ạ. Giữ nhiệt của chị Thảo Trần ok, có hai cái chị này. Áo giữ nhiệt cho em mọi người này, 15.000 của chị Thu Nghiêm ok chị này. Áo em mặc đây là bộ, chị đang mặc đây là bộ mẹ mà. Giữ nhiệt của chị Biển Nặng, giữ nhiệt của chị Nguyễn Thúy, giữ nhiệt của chị Nguyễn Hòa, giữ nhiệt của chị Thu Nghiêm ok chị này. Áo giữ nhiệt và kèm số tả cho em nhé mọi người nhé. Là em chốt đơn, em chia cho các chị là 15.000 đấy. Còn chị nào mình lấy áo giữ nhiệt nhé mọi người. Chị Ánh Hiên ok hai chiếc này. Thế các chị cứ lên đơn cho em là áo giữ nhiệt cho em. Bây giờ em sẽ xếp em nghỉ like nhé mọi người. Ai mình có đơn hàng rồi thì các chị sẽ để ý trong điện thoại để mai nhà em sẽ gọi các chị để chốt đơn nhé mọi người nhá. Đấy. Bây giờ thì em sẽ xin phép nghỉ like nhé mọi người. Bye bye cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhá. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ livestream của em. Đấy. Chúc các chị em mình ngủ ngon nhé mọi người. Bye bye các chị ạ.